Y đạo quan đồ. Chương 286, mối thù giết cha. Trương Dương tưởng rằng đám người này chỉ muốn dạy bảo mình thôi, không ngờ bọn chúng muốn giết người, hắn có phản ứng rất nhạy bén với nguy hiểm, lúc đối phương rút kiếm ra đâm hắn ta, hắn đã phản ứng lại ngay, giơ tay đỡ lấy tay của tên đàn ông đó, vặn mạnh, làm cho đầu kiếm cắm vào đùi hắn, hắn đau đến độ hét lên oai oái ôm đùi ngồi xuống. Cùng lúc đó, tên xạ thủ Peter nhắm vào vai phải của Trương Dương, bóp cò, nhưng động tác của hắn ta chưa kịp hoàn thành, thì một viên đạn đã bắn thẳng vào tay trái của hắn, tay trái của Peter bị đạn bắn thành một cái lỗ máu, hắn ngậm chặt tiếng, chiếc súng rơi từ trên tay xuống, lăn xuống theo nhịp cầu thang, phát ra âm thanh sủng soảng của kim loại đập vào nhau. Cô gái Trung Quốc muốn chạy lên trước nhặt khẩu súng, nhưng lại một viên đạn nữa bắn vào chiếc súng, làm cho chiếc súng lộn lên, trong khi chiếc súng bay trong không trung, lại là một tràng đạn nữa. Khi nó rơi xuống đất, chỉ còn là một mảnh sắt. Cô gái Trung Quốc còn muốn làm gì nữa, nhưng nhìn thấy trước ngực mình có một đốm đỏ đang chuyển động, cô ta nhìn theo hướng nhắm, thì nhìn thấy lờ mờ một bóng người, cô ta thở ra một hơi, biết rằng hôm nay không thể đối phó được với Trương Dương. Trương Dương nhìn thấy tình cảnh trước mắt đã hiểu ra, có người đang giúp mình. Hắn có khả năng phân tích tình hình, vừa nãy trong tay đối thủ có súng, vì thế hắn không thể ra tay, giờ đây đối phương đã không còn súng nữa rồi, cả một bồ tức đang trong bụng ngay lập tức chút ra. Một tên da trắng vác gậy đập về phía đầu hắn, Trương Dương nắm được cây gậy, gơ chân đá vào hạ bộ của hắn, thuận tay giật lấy cây gậy, cười lạnh lùng, mẹ kiếp, không cho chúng mày chút cảm nhận thì chúng bây không biết sự lợi hại của người Trung Quốc. Cây gậy trong tay hắn bay lên, chớp mắt đã có ba tên đổ rạp lên mặt đất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đám người này thấy tình hình không có lợi, có người đã chạy lên xe thoát thân, cô gái Trung Quốc đó cũng vội vàng chạy cùng đồng bọn, Trương Dương cũng không đuổi theo, văng chiếc gậy trong tay mình ra đằng đó, đập nát cửa sau của chiếc ô tô, kính vỡ văng ra khắp nơi, Trương Đại Quan chửi theo một câu, sao 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 yêu. Trương Dương ngẩng đầu, hắn cũng chú ý đến bóng người trên nóc nhà. Người đó trông rất nho nhã, chiếc áo gió màu đen bay bay trong không trung, nhanh nhẹn như tinh linh trong bóng đêm. Cô nhún người nhảy từ tầng 6 của căn nhà xuống, Trương Dương kinh ngạc, ngay lập tức phản ứng lại, trong tay cô ấy còn nắm một vật gì như dây sắt, quả nhiên đối phương rơi xuống ngày càng chậm, nhẹ nhàng chạm đất, thu sợi dây trong tay về. Lệ Phù, Trương Dương ngạc nhiên nói. Lệ Phù tháo đôi kính đen xuống, hai con mắt màu xanh cười nhìn Trương Dương, mái tóc vàng nhảy múa trong không trung, chiếc cổ trắng ngần lộ rõ ra. Trong tay cô ấy cầm một hộp đàn, bên trong đựng chiếc súng vừa rồi dùng. Trương Dương bước một bước lớn qua đó, giơ hai cánh tay, làm ra động tác ôm ấp thân mật. Lệ Phù cười, dừng bước lắc đầu, đứng yên đấy cho tôi. Trương Dương chỉ làm bộ mà thôi, cười hì hì đáp, đừng bảo với tôi rằng cô đi qua đây một cách trùng hợp nhé. Lệ Phù nhẹ nhàng đáp, anh là một sự phiền toái, đi đến đâu là gieo rắc phiền hà đến đó, quen với anh đúng là một việc không may. Cô chỉ về phía trước, Trương Dương và cô sóng bước đi. Ở một góc không xa, là một chiếc xe đua Ferrari, Lệ Phù ném hộp đàn vào phía sau xe, sau đó ngồi xuống chỗ lái, Trương Dương cũng ngồi bên cạnh, ngưỡng mộ sờ vào vô lăng, cô thật là lắm tiền, chiếc xe này đắt lắm. Lệ Phù cười, xe chung đấy, tôi dùng tạm thôi. Trương Dương dùng chiếc nút điều chỉnh tự động, tìm được một vị trí thoải mái nói, chiếc xe này cái gì cũng tốt, chỉ có điều không gian hơi lớn, ngồi vào trong đó không thích lắm. Lệ Phù giơ đôi ngón tay nhỏ nhắn, ấn vào một nút bấm. Trương Dương nói, tôi sống ở Ngân Hà Chi Tinh. Lệ Phù nhẹ nhàng nói, lâu lắm rồi không gặp tôi, chẳng lẽ không muốn uống cùng tôi chén rượu sao? Trương Dương nói, dù sao thì tôi đã lên thuyền của cô rồi, cô muốn làm gì thì làm, muốn đưa tôi đi đâu thì đưa, tối nay tôi giao cho cô rồi đấy. Lệ Phù cười khanh khách, đạp ga, cơ thể của Trương Dương ngả về đằng sau theo quán tính, xe tốt vẫn là xe tốt, tựa lưng thật là thích. Lệ Phù đưa Trương Dương đến một quán ăn ý tên là Tây Tây Ly Dương Quang, đây chẳng phải là chỗ sang trọng gì, điểm tốt nhất là kinh doanh 24 giờ đồng hồ, Lệ Phù gọi hai suất sườn bò, hai suất mì ý, gọi một bình rượu vang đỏ, cùng Trương Dương ngồi ăn ở tầng 2. Sông Thêm êm đềm chảy quanh họ, những chiếc cầu lớn của sông Thêm làm cho Trương Dương cảm thấy rất quen thuộc, trước kia hắn đã từng nhìn thấy rất nhiều lần phong cảnh này trong tranh. Hắn nhấm một ngụm rượu, vừa nãy lúc xuống máy bay. Tôi còn khen chủ nghĩa tư bản cơ đấy, hình như trật tự xã hội cũng không tồi, không giống như những gì chúng ta nghĩ trước kia, thế mà chớp mắt đã nhìn thấy mặt tối của xã hội phương Tây rồi.
Lệ Phù cười, Trương Dương, chẳng lẽ anh nghĩ việc vây hãm anh lúc nãy chỉ là việc ngẫu nhiên sao? Trương Dương cười nói, tôi không cho rằng đó là việc ngẫu nhiên, mặc dù tôi cũng có tí danh tiếng trong nước, nhưng những người quen tôi ở Anh không nhiều, người ta sao phải đối phó với tôi chứ? Chẳng lẽ cô cố tình bày ra màn đó, sau đó giúp tôi giải vây, làm cho tôi xúc động về cô, từ đó nảy sinh tình cảm, nếu như vậy thật, thì tôi có thể nói với cô rằng, cô thành công rồi, chỉ cần cô muốn, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể dâng hiến tình yêu của mình. Lệ Phù cười nói, anh dù gì cũng là một cán bộ nhà nước, cả ngày vỗ ngực bảo mình là quan chức, mà lại còn thế này, trong đầu óc anh toàn những thứ bẩn thỉu vậy, thật không biết anh làm thế nào mà lại chui dược vào đội ngũ đảng nữa. Trương Dương chỉ cố ý trêu cô ấy, cười ha ha nói, con người tôi không giả dối, nghĩ gì nói nấy. À này, cô càng ngày càng xinh rồi đấy, tôi động lòng rồi. Lệ Phù đỏ mặt, đặt cốc rượu xuống nói, đừng nói linh tinh với tôi, giờ tôi nói chuyện tử tế với anh đây. Trương Đại Quan ngoạm miếng sườn bò, miếng này hơi sống, những chỗ cắn vào vẫn ứa ra máu đỏ. Trương Dương nói, người phương Tây chưa tiến hóa hết, thật là ăn sống nuốt tươi. Lệ Phù trừng mắt nhìn anh ta, cô ấy là con lai Trung Pháp, câu này của Trương Dương đồng nghĩa với việc mắng cả cô ấy, mỗi nơi đều có thói quen ăn uống của họ, anh không tiếp nhận văn hóa ẩm thực của họ, nhưng cũng không thể sổ tuẹt đi chứ. Sườn bò này chỉ chín một nửa, do chính anh chọn đấy. Trương Dương cười nói, tôi đâu có hiểu tiếng Anh. Tiếng Ý, Lệ Phù sửa lại. Trương Dương nói, cô nghĩ mà xem, những ngôn ngữ trên thế giới này quá nhiều. Cứ đi mấy bước lại là một ngôn ngữ mới. Nếu như theo ý tôi, cả thế giới đều nói tiếng Trung cho rồi, cô thấy mấy người này cứ xì xà xì xồ, mở miệng ra là chẳng hiểu nói gì cả. Đó là do anh vô văn hóa. Sai, nếu như tôi muốn học, những ngôn ngữ nguyên thủy này chẳng làm khó được tôi, là do tôi không muốn học thôi. Ngôn ngữ của chúng ta tiên tiến biết mấy, những cái tiên tiến không học, học những thứ lạc hậu làm chi. Lệ Phù chán trường nhìn hắn, bản lĩnh nói lăng nhăng của hắn thật là hơn người. Trương Dương vừa nói vừa ăn, lúc này hắn đã nhét đầy dạ dày, dùng khăn giấy lau vệt máu bên miệng, nói đi, hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì? Lệ Phù đáp, cô gái chung đó tên là Trần Mỹ Lâm, tên tiếng Anh là Mawa. Tôi không quen cô ta, đứa này sao lại hận tôi thế nhỉ? Đương nhiên là anh không quen cô ta, nhưng anh có quen Trần Tường Nghĩa không? Trương Dương đờ người, nghĩ một lúc mới nhớ lại người tên Trần Tường Nghĩa, Trần Tường Nghĩa là cảnh sát của Cục Công an Giang Thành. Người này do thị trưởng tiền nhiệm của Giang Thành Lê Quốc Chính đề bạt lên, đã từng đề ra hoạt động phạm tội chiếm đoạt Tần Thanh, Trương Dương trong quá trình cứu Tần Thanh nhớ tay giết chết ông ta. Trương Dương nhỏ giọng nói, Trần Mỹ Lâm có liên quan đến Trần Tường Nghĩa. Lệ Phù gật đầu nói, cô ta là con gái của Trần Tường Nghĩa, lý do Trần Tường Nghĩa làm việc cho Lê Quốc Chính, ngoài việc để báo ơn, còn có một nguyên nhân rất quan trọng nữa là vì con gái, Trần Mỹ Lâm học ở Anh cần rất nhiều tiền. Tôi không biết tại sao cô ta lại biết Trần Tường Nghĩa bị chết trong tay anh, hôm nay cô ta muốn đẩy anh vào con đường chết. Trương Dương nghĩ lại ánh mắt thù hằn của Trần Mỹ Lâm, giờ mới biết tại sao nha đầu này lại hận mình đến thế, người ta coi mình là kẻ thù giết cha, nghĩ đi nghĩ lại, Trần Tường Nghĩa mặc dù do hắn ta vô tình giết chết, nhưng dù sao việc ông ta chết trong tay hắn cũng là sự thật, hắn vẫn nhớ câu cuối cùng trước khi chết của Trần Tường Nghĩa, tôi không làm lại Tần Thanh. Anh đừng làm hại đến người nhà của tôi. Trương Dương nâng cốc rượu uống một ngụm, rồi dựa vào sau nói, sự việc qua rồi thì thôi, tôi cũng không muốn truy cứu nữa, không đáng kỳ kèo với một đứa con nít. Lệ Phù cười nói, anh độ lượng đấy chứ, tôi phát hiện anh thường rất độ lượng với phụ nữ. Trương Dương cười nói, thật ra tôi độ lượng với cô nhất, đáng tiếc cô không nhận tình cảm của tôi. Lệ Phù nói, Trần Mỹ Lâm sẽ không thôi đâu, tiểu nha đầu này vì báo thù đã kết bè đảng với lũ thanh niên bất lương. Tôi thấy tối nay chỉ là bước khởi đầu thôi. Trương Dương nói, tôi chỉ ở châu Âu nửa tháng, qua nửa tháng này, cô ta muốn tìm tôi chỉ có thể về nước rồi. Lệ Phù nói, anh vẫn phải cẩn thận chút. Trương Dương cười nói, cô thật là quan tâm đến tôi. Lệ Phù nói, đừng có nghĩ nhiều, với các đồng chí của mình tôi đều yêu thương như vậy. Trương Dương cười ha ha nói, tôi cứ cảm thấy cô đối xử không giống vậy với tôi. Lệ Phù nhấc chén rượu lên cùng ly với hắn. Nói, anh đã làm tôi hiểu sâu thêm nghĩa của một từ. Từ gì? Tự sướng. Thời gian sai lệch cũng là một vấn đề với Trương Đại Quan, buổi trưa khi tất cả mọi người đều đi khảo sát, hắn lại nằm ngủ trong phòng, đương nhiên, có một lý do quan trọng làm cho hắn không muốn xuất đầu lộ diện, sau khi việc của Trần Mỹ Lâm xảy ra, hắn mới ý thức được rằng,
ở Anh cũng có rất nhiều người biết đến hắn, hắn không muốn vì chuyện của hắn đem lại phiền hà cho đoàn khảo sát, muốn giải quyết việc này chỉ có cách tách đoàn ra mà thôi. Trương Dương không ngủ được lâu, tiếng chuông điện thoại đã đánh thức hắn dậy, người gọi là Lệ Phù, cô đứng đợi Trương Dương bên ngoài khách sạn, bảo hắn ra ngay lập tức. Trương Dương thay quần áo xong ra ngoài cửa, ngoài trời âm u, sương mù dày đặc, chỗ nào cũng là một màn trắng, ngày đầu tiên đến London, hắn đã nếm trải mùi vị của sương mù. Chiếc xe màu đỏ của Lệ Phù rất nổi bật, Trương Dương mở cửa xe ngồi vào nói, sao thế? Nhanh thế mà đã nhớ tôi rồi sao? Lệ Phù không nói gì, đợi hắn lên xe mới khởi động xe đi về phía sông Thêm, sương mù ở London làm cho tắc xe ở nhiều nơi, họ cũng rất đen đủi bị tắc ở cầu Tower. Có điều việc này chẳng phải là việc xấu gì với Trương Dương, hắn có thể nhân cơ hội này ngắm cảnh đẹp của London. Sương mù cũng ảnh hưởng đến tầm nhìn của Trương Dương, nhìn một lúc, cũng chẳng nhìn rõ toàn cảnh của chiếc cầu, hắn thở dài nói, loại sương mù này thật là danh bất hư truyền. Lệ Phù nói, giờ đỡ nhiều rồi đó, trước kia cách thức sưởi ấm của London toàn là than, nên chất lượng không khí rất tệ, thường xuyên có sương mù, sau này tòa trị chính London nhận thức được điểm này, hạn chế số lượng của than. Nên không khí được cải thiện một cách rõ ràng, loại sương mù dày đặc này rất ít khi xảy ra. Trương Dương nói, cô gọi tôi ra đây không phải để ngắm sương mù và tắc xe chứ. Lệ Phù nói, Phó Thủ tướng Văn ngày kia sẽ đến nước Anh, tôi nhận được tin, có người muốn phá hoại cuộc gặp gỡ này, tạo thế bất lợi cho Phó Thủ tướng Văn. Trương Dương hơi đờ ra, Văn Quốc Quyền không những là Phó Thủ tướng quốc gia đồng thời còn là cha nuôi của hắn, việc này hắn không thể không quan tâm tin này thật sao. Lệ Phù gật đầu, lấy ra một bức ảnh đưa cho Trương Dương. Trương Dương nhìn vào bức ảnh, thì nhìn thấy một tên đàn ông châu Âu, hơn 30 tuổi, trên mặt có vết dao, từ bên mắt trái tận đến mép phải của miệng, phá hoại hết dung nhan của y, làm cho y trở nên hung hãn vô cùng. Lệ Phù nói, hắn ta là Brown, người phía Bắc Ireland, trước kia đã từng phục vụ ở trong quân đội Cộng hòa Bắc Ireland, người này là một phần tử hiếu chiến điên cuồng, ủng hộ việc Bắc Ireland độc lập. Trương Dương chau mày nói, hắn ta có quan hệ gì với chúng ta? Lệ Phù nói, theo tình báo tôi có được, quân đội Cộng hòa Bắc Ireland muốn giết chết Phó Thủ tướng Văn, tạo thành không khí căng thẳng giữa hai nước Trung Anh, nước Anh đã có phản ứng tích cực, đang áp dụng những biện pháp an toàn, nhưng tôi không thể để cho nước Anh xử lý tất cả mọi việc. Trương Dương nói, đúng vậy, đám người nước ngoài này không đáng tin tưởng. Lệ Phù nói, vì thế trước khi Phó Thủ tướng Văn đến London, chúng ta phải tìm được Brown. Phá hoại kế hoạch lần này của chúng. Trương Dương nói, việc này có liên quan đến tôi. Hắn không phản đối việc này, nhưng lần này hắn đến châu Âu là để khảo sát kinh tế. Nếu như nói về phương diện an ninh quốc gia, hắn cũng chỉ thuộc về xung quanh an ninh quốc gia. Chức trách của hắn là phụ trách việc của Hồng Kông, Macau và Đài Loan, giờ lại là châu Âu, việc của Âu Châu không thuộc diện quản lý của hắn. Lệ Phù nói, là nhân viên của công tác an ninh quốc gia, đương nhiên phải đặt an ninh quốc gia lên đầu rồi. Theo tôi biết, hai vợ chồng Phó Thủ tướng Văn là bố mẹ nuôi của anh, người khác thì anh không để ý, sự an nguy của họ nhất định anh không nhắm mắt làm ngơ. Trương Dương nói, để tôi tham dự vào việc này là ý của cấp trên hay là ý của cô? Lệ Phù đáp, là ý của tôi, có điều, khi tôi nói ý này với cấp trên đã được đồng ý. Trương Dương nói, quốc an không thiếu gì nhân tài, nếu như trong vòng người chung, tôi còn có thể có chút tác dụng, nhưng đây là châu Âu. Tôi chưa từng có chút giao tình nào với đám quỷ Tây, tôi còn chẳng biết nói tiếng Anh, tôi làm sao đi điều tra việc này đây? Lệ Phù cười nói, việc điều tra không nhất thiết phải nói chuyện, tên xạ thủ Peter hôm qua cũng là người Ireland, cha của hắn là Black Peter, là một trong những phần tử cứng đầu nhất của Ireland. Ông ta đã mở một câu lạc bộ đêm quy mô không nhỏ ở London, chúng tôi nghi ngờ rằng ông ta có quan hệ mật thiết với Brown, chúng ta có thể tìm thấy Brown thông qua hắn. Trương Dương nói, cô nói nhiều như vậy với tôi, rốt cuộc là muốn tôi làm gì? Lệ Phù nói, Trung Quốc có câu đánh rắn động cỏ, việc anh cần làm là đánh rắn động cỏ, làm cho đám Ireland này dồn sự chú ý lên người anh. Trương Dương nói, có phải cô muốn đưa tôi ra làm bia đỡ đạn không? Muốn đám quân Cộng hòa Ireland chĩa nòng súng về phía tôi à? Lệ Phù mỉm cười nói, không nghiêm trọng đến thế đâu, chẳng qua chỉ là trong thời gian ngắn. Muốn tìm ra tung tích của chúng và tìm ra tên sát thủ đứng đằng sau Brown không phải là việc dễ, không áp dụng những cách đặc biệt thì rất khó đạt được mục đích của chúng ta. Trần Mỹ Lâm muốn giết anh, cô ta không bỏ cuộc đâu, Peter tối qua bị tôi bắn bị thương, vì việc này, Black Peter nhất định sẽ không tha. Trương Dương đáp, viên đạn đó là do cô bắn,
có liên quan quái gì đến tôi? Chẳng lẽ việc này cũng đổ lên đầu tôi? Lệ Phù cười nhẹ nhàng nói, nếu không phải vì anh, thì tôi làm sao phải bắn hắn ta cơ chứ? Dù là do phụ nữ gây chuyện thì đàn ông cũng phải đứng ra chịu trách nhiệm, chẳng phải sao? Câu này đã làm hài lòng tính ưa thể diện của Trương Dương, hắn gật đầu nói, nghe câu này của cô, để tôi chịu oan cũng được, có điều. Cô vẫn chưa phải là người đàn bà của tôi. Lúc này những làn xe trên cầu đã thưa dần, Lệ Phù nói, tôi đưa anh đi gặp một người. Anh ta sẽ giúp anh chuẩn bị một chút đồ cần thiết. Lệ Phù dẫn Trương Dương đến khu dân nghèo của phía đông London, điểm đến của họ là một cửa hàng cho thuê băng đĩa do người Trung Quốc mở, chủ nhân của cửa hàng là một người Trung Quốc trẻ. Anh ta cũng là một thành viên trong bí mật quốc an, phụ trách công việc thu thập tình báo của London, tên thật là Lưu Khải, biệt hiệu là Muỗi. Lệ Phù và Trương Dương bước vào cửa hiệu, có ba người da đen đang thuê băng, phim võ thuật của Trung Quốc rất được hâm mộ ở đây. Từ cách ăn mặc của ba người da đen có thể thấy rằng họ chẳng phải là thành phần tử tế gì, họ nhìn thấy Lệ Phù xinh đẹp, đồng thanh huýt sáo. Lệ Phù chẳng thèm để ý đến họ, còn Trương Dương thì lạnh lùng dò xét họ. Mặc dù hắn chưa đến Anh bao lâu, nhưng rất phản cảm với đám người da đen này, đây không phải vì hắn phân biệt chủng tộc, mà là do tỷ lệ phạm tội của người da đen khá lớn, rất nhiều người có khuynh hướng bạo lực. Muỗi cười, lộ ra một hàm răng trắng đều, anh ta dùng tiếng Anh nói gì đó với người da đen, đám da đen thấy là người quen của anh ta, gật đầu, rồi quay người bước đi, một người trong số đó trước khi đi còn quay lại lườm Trương Dương. Trương Dương cũng chẳng bực mình, dù sao đây cũng là nước Anh. Động thủ là việc làm của người óc ngắn. Muỗi đóng cửa lại, rồi cười nói, đừng tức giận, người da đen đều như vậy cả, đầu óc đơn giản tứ chi phát triển, cứ gặp phải gái đẹp là lại hồ đồ như vậy. Lệ Phù trừng mắt nói, anh nói linh tinh gì đấy. Muỗi cười, rồi giơ tay về phía Trương Dương, tự giới thiệu, rất vui được làm quen, tôi là Lưu Khải. Trương Dương còn chưa mở miệng, Lệ Phù đã nói, đừng nói lằng nhằng nhiều nữa, mau làm việc của anh đi. Cô ta không muốn Trương Dương lộ thân phận của mình. Muỗi dẫn họ đến căn hầm, trong hầm đều là băng đĩa, anh ta ấn vào một chiếc tủ đựng băng đĩa cũ, sau khi chiếc tủ lùi ra làm hiện ra một cánh cửa nhỏ, không ngờ căn hầm này lại nối với một cái động khác. Muỗi ấn vào chiếc khóa mật mã trên cửa, sau đó thông qua vân tay và đồng tử, cánh cửa nhỏ mới mở ra, anh ta đắc ý nhìn về phía hai người, thế nào? Tự tôi thiết kế đấy, dù là Tổng bộ Quốc an cũng không có các phương tiện an toàn như của tôi đâu. Đi vào trong đó, Muỗi đập đập tay, đèn sáng, bên dưới là một mật thất rộng cả trăm mét vuông, hai bên đường xếp toàn những tủ đựng vũ khí, bên trên là các loại vũ khí khác nhau. Muỗi đưa họ ngồi xuống một chiếc ghế sofa cũ, mở máy tính và máy quay, anh ta nói với Lệ Phù và Trương Dương, cà phê hay là trà? Lệ Phù gọi một cốc cà phê, còn Trương Dương muốn một cốc hồng trà. Muỗi tắt đèn, trên màn hình chiếu ra ảnh của một người, Muỗi nói, đây chính là Black Peter. Phần tử độc lập của Ireland, thời còn trẻ từng tham gia quân Cộng hòa Ireland, bị nhốt 5 năm trong tù nước Anh, sau khi ra tù đến London làm ăn buôn bán, trên bề mặt thì đã tránh xa chính trị, nhưng thực chất thì vẫn thực hiện những hoạt động độc lập của Ireland. Anh ta ấn chiếc điều khiển, bên trên hiện ra ảnh của 4 người, đây là 4 trợ thủ đắc lực của Black Peter, Owen, Lebeuf, Stephen, Lý Long, thế lực của Black Peter rất lớn, hắn đã mở một câu lạc bộ đêm mang tên Nguyệt Quang Nữ Thần ở khu Tây. Trên bề mặt thì kinh doanh hoạt động vui chơi, nhưng thật ra là nơi tụ điểm cờ bạc, 4 người dưới trướng này của hắn đều có thế lực của mình cả, thật ra đã trở thành một tổ chức xã hội đen có quy mô rồi. Trương Dương nói, đã biết là xã hội đen, vậy cảnh sát Anh tại sao không có hành động gì với họ? Muỗi cười đáp, rất nhiều quốc gia đều tự xưng là xã hội pháp trị, không có bằng chứng cụ thể, họ không thể có hành động gì được. Black Peter làm việc rất gọn, cảnh sát rất khó tìm được bằng chứng phạm tội của hắn. Nên không thể có động thái gì. Anh ta phóng to hình của Lý Long rồi nói, anh phải chú ý đến người này, Lý Long, năm nay 32 tuổi, hắn đến Anh 10 năm trước, đã từng là quán quân bắn súng tự do của Trung Quốc 3 lần liền, rất hiểm độc, là nhân vật lợi hại nhất của Black Peter, thế lực của hắn trong đám người Hoa rất lớn, nắm trong tay 3 nhà hàng Trung Quốc, chúng tôi để mắt đến hắn cũng không ít thời gian rồi, nghi ngờ rằng hắn có liên quan đến nhiều vụ vượt biên lậu. Trương Dương chửi, đúng là cặn bã của dân tộc. Lệ Phù nói về Peter. Muỗi chiếu ảnh của Peter lên màn hình, Peter là con trai của Black Peter, hắn là bạn cùng trường của Trần Mỹ Lâm, cũng là người tình của cô ta, có điều Trần Mỹ Lâm tiếp cận hắn chỉ vì lợi dụng. Theo sự hiểu biết của chúng tôi,
Trước khi Trần Mỹ Lâm quen với Peter có một người bạn trai tên là Trung Vĩ, quan hệ của họ từ trước đến giờ đều rất tốt. Mũi nắm rất rõ tư liệu, anh ta đã điều tra cả đến môi trường và bố trí nội bộ của câu lạc bộ đêm Nguyệt Quang Nữ Thần. Sau khi xem xong tư liệu, Mũi lấy đưa cho Trương Dương một đồ vật. Một chiếc điện thoại đã được cải trang, đây là để tiện cho hành động của Trương Dương ở trong khu châu Âu, bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ được với tổ chức, là một loại điện thoại vi hình, chiếc kính râm có thể quay phim. Thứ làm Trương Dương hứng thú nhất là một chiếc bút, một đầu của bút có thể phóng ra sợi thép, nhìn thì mỏng mảnh, nhưng tính chịu lực rất cao, có thể đỡ trọng lượng của một người trưởng thành, giúp được hắn nhảy từ tầng 3 xuống, ở phần đầu còn có thiết bị cắt, vặn nắp bút ra, có thể lộ ra một chiếc súng vi hình. Đây là một loại súng nhỏ, có thể bắn ra 2 băng đạn, mặc dù uy lực không lớn, nhưng trong lúc quan trọng thì rất có tác dụng. Trương Dương thu chiếc bút vào. Mũi nói, nếu không đến lúc cần thiết, thì đừng dùng đến vũ khí bí mật này. Anh ta lại lấy ra một hộp đạn kẹo cao su, mỉm cười nói, đây là phát minh mới nhất, mọi người có lẽ đã nhìn thấy trong phim ảnh, chỉ cần gập hai bên màu đỏ đen vào nhau, 5 giây sau sẽ nổ, nhớ là 5 giây, điểm này rất quan trọng. Nếu như anh không kịp thoát than, thì sẽ phải chịu sức công phá của nó. Lệ Phù và Trương Dương rời khỏi tiệm băng đĩa, thì phát hiện ra ba người da đen vẫn chưa rời khỏi đó, họ đang vây quanh chiếc xe đua sờ mó, một người trong số đó còn ngồi lên mui xe. Lệ Phù không nói gì, muốn mở cửa xe, rất khách khí mời đám người đó lùi ra, nhưng mấy tên này không lùi ra mà lại còn cười. Trương Dương đang định đi lên trước, thì nhìn thấy Lệ Phù đã ra tay rồi. Vặn chặt tay của tên đang chắn đường cô, một tay còn lại chặt lên họng hắn, mặc dù chưa dùng hết sức, nhưng cũng đã làm cho hắn ôm cổ ngã xuống. Hai tên da đen còn lại thấy bạn bị đánh ngã, liền vây đến, Trương Dương bước tới, nắm đầu hai tên đó đập vào nhau, làm cho chúng choáng váng mặt mày. Mũi ngán ngẩm nhìn bọn họ, thở dài nói, tôi ghét nhất là bạo lực. Lệ Phù lên xe, mỉm cười nói, tôi cũng ghét bạo lực. Cô đưa Trương Dương về đến khách sạn Ngân Hà Chi Tinh. Sau khi xuống xe đưa chìa khóa cho Trương Dương nói, 8 giờ tối nay đến câu lạc bộ Nguyệt Quang Nữ Thần. Muốn tôi làm gì? Lệ Phù nhìn di động của hắn nói, phải làm gì thì đến lúc đó tôi sẽ thông báo với anh, GPS đã xác định vị trí rồi, anh chỉ cần lái xe theo sự chỉ dẫn trên đó là được. Trương Dương cười đáp, cô để tôi đi gây chuyện đúng không? Đánh rắn động cổ không nhất thiết là phải đánh to đánh lớn, bản thân anh đã là một sự phiền phức. Tôi tin rằng dù anh không đi gây chuyện cũng sẽ có rất nhiều chuyện phiền hà tìm đến anh. Anh nghỉ ngơi một chút đi, đúng rồi, tốt nhất là anh nghĩ một lý do gì đó, tạm thời tách đoàn khảo sát ra, đỡ làm liên lụy đến họ. Trương Dương gật đầu. Khi Trương Dương về đến phòng, thì đoàn khảo sát gần như đã về đầy đủ, Lưu Kim Thành chẳng có chút tinh thần nào, vì văn hóa rượu của Đông và Tây khác nhau, sản phẩm của anh ta chẳng có chút thị trường nào bên châu Âu. Anh ta nói với Trương Dương, Phó Thị trưởng Nghiêm Tân Kiến có việc muốn tìm hắn. Trương Dương đến phòng của Nghiêm Tân Kiến, Nghiêm Tân Kiến rất vui mừng, Trương Dương à, hôm nay anh không đi thật là đáng tiếc, chúng tôi và tập đoàn sắt thép Slater nói chuyện khá tốt, ngày mai còn phải đi đến công xưởng của họ tham quan. Trương Dương cười nói, việc này không phải là thế mạnh của tôi cũng không hiểu tiếng Anh, vừa nãy tôi đi thăm một vài người bạn cũ. Nghiêm Tân Kiến nói, anh có bạn cũ ở nước Anh này à? Trương Dương gật đầu nói, tôi có bạn ở Manchester, đang định đi thăm, có thể phải mất đến 2 ngày, nên đến xin phép ông nghỉ. Nghiêm Tân Kiến nghe nói hắn muốn rời khỏi tập thể hành động một mình, bèn chau mày, trước khi đến châu Âu, họ đã đưa ra luật, một điều quan trọng trong số đó là nghiêm cấm thành viên trong đoàn hành động đơn lẻ. Trương Dương là phó đoàn trưởng, giờ lại cầm đầu phá vỡ quy định này, Nghiêm Tân Kiến thật sự hơi khó xử, nhưng ông ta cũng hiểu rõ tính tình của Trương Dương. Tên này đã quyết chuyện gì thì người khác có phản đối cũng không được. Nghiêm Tân Kiến thấp giọng nói, nhất định phải đi sao? Trương Dương gật đầu, chẳng còn cách nào, tôi không đi thì không xong. Nghiêm Tân Kiến nói, ở thập niên 80, đã từng có việc thành viên đoàn khảo sát bị mất tích. Trương Dương cười nói, thị trưởng Nghiêm, ông sợ rằng tôi đi rồi không về hay sao? Ông yên tâm đi, xã hội tư bản này chẳng có chút hấp dẫn gì với tôi ở trong nước ăn tốt ở tốt. Chẳng dỗi hơi đến độ vậy, hơn nữa, tôi là quan chức, chẳng lẽ ông không tin tưởng nguyên tắc đảng của tôi? Nghiêm Tân Kiến nghĩ một lúc, Trương Dương thật sự sống rất tốt ở trong nước, nhân vật thế này sao có thể chọn chạy trốn cơ chứ? Ông ta thấp giọng nói, tư bản chủ nghĩa thế nào cũng không so bì được với xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Trương Dương thầm cười, xem ra Nghiêm Tân Kiến vẫn sợ mình chạy mất.
Để làm ông ta yên tâm, Trương Dương cố gắng làm ra vẻ thần bí nói, tôi cũng chẳng giấu gì ông, thị trưởng Nghiêm đã từng nghe qua việc Phó Thủ tướng Văn mấy ngày nữa sẽ đến thăm nước Anh chưa? Nghiêm Tân Kiến đã từng nghe về việc này, nhưng lúc đó cũng chẳng nghĩ nhiều, nay Trương Dương nhắc đến, mới đem hai việc liên kết với nhau, vợ chồng Phó Thủ tướng Văn là bố mẹ nuôi của Trương Dương, lần này lại trùng hợp đến Anh, theo lệ thường thì nhất định phải gặp. Câu này của Trương Dương chính là để nói khéo với ông ta rằng, cần phải đi gặp mặt vợ chồng Phó Thủ tướng Văn, có cái lý do này, Nghiêm Tân Kiến đương nhiên không hỏi gì được nữa, ông ta gật đầu nói, phải giữ liên lạc với tôi đấy, tôi sẽ nói với những thành viên khác anh đi làm công tác. Còn nữa, việc này nhất định không được trở thành tiền lệ. Trương Dương cười đồng ý, rồi lại đưa số điện thoại của mình cho Nghiêm Tân Kiến, Nghiêm Tân Kiến thầm thán phục, tiểu tử này thật sự có năng lực. Đến châu Âu một thời gian ngắn mà đã có được điện thoại rồi, điện thoại chỉ làm cho ông ta ngạc nhiên một chút, nhưng khi ông ta nhìn thấy chiếc xe đua đắt tiền dừng ở trước khách sạn, chỉ có thể thán phục năng lực của Trương Dương, xem ra chỉ có việc ông ta không nghĩ đến được thôi, chứ người ta làm được hết. Trương Đại Quan dùng hành động thực tế chứng minh, hắn ta có năng lực bước ra khỏi châu Á đi khắp năm châu. Mở cửa xe, Trương Dương lái đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của đoàn khảo sát. Bãi để xe trước cửa câu lạc bộ Nguyệt Quang Nữ Thần đã đỗ đầy xe ô tô, có thể thấy rằng công việc làm ăn ở đây khá tốt, Trương Dương đỗ xong xe, nhìn thời gian, đúng 8 giờ tối. Điện thoại của hắn đúng giờ vang lên, Trương Dương nghe máy, âm thanh ngọt ngào của Lệ Phù vang lên trong ống nghe, tự anh đi vào đi, trong thùng găng tay có ví tiền đã chuẩn bị sẵn cho anh, trong đó có thẻ tín dụng, còn có 2.000 bảng Anh nữa, mật mã của thẻ tín dụng là sinh nhật của anh cứ hưởng thụ hết mình đi. Trương Dương cười hì hì đáp, đáng tiếc tôi không có bạn gái. Lệ Phù nhẹ nhàng đáp, trong câu lạc bộ đêm thiếu gì con gái, đừng quên mục đích ngày hôm nay của anh, mọi lúc phải chuẩn bị một trận đại chiến, còn nữa, phải cảnh giác bất cứ lúc nào, chuẩn bị lùi về bất cứ lúc nào, mang theo máy bộ đàm của anh đi. Trương Dương giấu chiếc máy bộ đàm mini, thử một chút hiệu quả âm thanh, rồi tắt điện thoại, hắn biết rằng Lệ Phù đang đứng ở đằng xa nhìn hắn, bước khỏi xe, Trương Dương nhìn quanh quất. Nhưng không thấy bóng dáng Lệ Phù đâu cả. Lệ Phù cười nói, không cần tìm tôi, yên tâm đi, tôi sẽ nghe ngóng hộ anh. Trương Dương xốc lại quần áo, bước thẳng vào cánh cửa của hộp đêm. Lệ Phù nói, theo quy định của họ không cho khách mang vũ khí vào, họ sẽ kiểm tra anh ở cửa ra vào, giữ bình tĩnh, đừng căng thẳng. Nói xong Trương Dương đã đến trước cửa, một tên đại hán đầu chọc đang đứng ở đó kiểm tra một vị phụ nữ hấp dẫn, sau khi tìm kiếm xong. Còn vỗ một chút vào chỗ cao cao trên người của cô gái. Cô gái đó cười, rồi quay mông bước vào trong. Đại hán cũng tìm một lượt khắp người Trương Dương, xác nhận hắn không mang vũ khí rồi mới gật đầu, theo lệ thường phí vào cửa là 20 bảng Anh. Sau khi Trương Dương trả tiền, bước vào cánh cửa lớn của câu lạc bộ Nguyệt Quang Nữ Thần, đã nghe thấy tiếng nhạc làm cho người ta sôi sục, ánh đèn nhấp nhoáng, trên sàn nhảy, có hai người con gái đẹp tuyệt trần mặc đồ không thể thiếu vải hơn đang múa cột. Thỉnh thoảng lại sờ ngực sờ vai, làm những động tác cực kỳ mê hoặc. Trương Dương lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng Enfi, hắn nhìn xung quanh một cách hứng thú, rồi lấy một cốc rượu vang đỏ từ trên chiếc đĩa của một cô gái, nhấp một ngụm. Tiếng của Lệ Phù Lai vang lên, đến quầy ba đi. Trương Dương nhìn một lúc địa hình, xác định vị trí của quầy ba, rồi mới chậm chậm bước đến. Lệ Phù nói, đã nhìn thấy cô gái mặc váy ngắn đỏ đằng kia chưa? Trương Dương hướng mắt về đằng trước, nhìn thấy bên cạnh quầy ba, có một cô gái tóc vàng mắt xanh đang ngồi, trong tay cô ta kẹp một điếu thuốc, tay kia cầm cốc rượu vang đỏ, mặc một chiếc váy đỏ ngắn bó sát người, bộ ngực đầy đặn lộ ra đầy vẻ mệ hoặc. Trong một không khí thế này, một cô gái đơn độc vậy nhất định thu hút rất nhiều sự chú ý của đàn ông, nhưng cô ta lại rất cô độc. Lệ Phù nói, đi qua đó bắt chuyện với cô ấy. Trương Đại Quan ngớ người, cái gì cơ? Đi nói chuyện với cô ấy. Trương Dương nói nhỏ, cô có nhầm không, tôi không hiểu tiếng Anh mà. Lệ Phù cười nói câu hello, rồi ngồi xuống uống rượu cùng cô ấy. Một cao thủ tình trường như anh không cần tôi phải dạy nữa chứ. Trương Dương dù là cao thủ tình trường, nhưng bắt chuyện với gái Tây đâu dễ đến vậy, ngôn ngữ bất đồng, hắn cũng cắm đầu đi đến đó, ngồi xuống bên cạnh cô gái tóc vàng, sau đó nhìn người ta cười, hắn muốn nói lắm, nhưng lại quên mất câu vừa rồi của Lệ Phù rồi. Lệ Phù nhắc, hello. Trương Dương gân cổ, hello. Cô gái tóc vàng mắt xanh hướng ánh mắt về phía hắn, nhìn gần cô ta mặc dù trắng, nhưng trên sống mũi lại có tàn nhang, hình như con gái nước ngoài đều thích mọc mấy thứ này.
Trương Dương giơ cốc rượu của mình lên nói, uống một chén. Thấy cô gái tóc vàng không hiểu gì, hắn uống một ngụm rồi lại giơ cốc lên. Cô gái tóc vàng đã hiểu ý hắn, cười, rồi cụng ly với hắn, không ngờ cô ta uống sạch cốc rượu trong tay. Trương Dương đã tìm được điểm mấu chốt, không ngờ cô gái Tây này lại có tửu lượng khá vậy, mặc dù bất đồng ngôn ngữ, nhưng văn hóa rượu thì na ná nhau, có câu gì ấy nhỉ, rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, lời không hợp ý nửa câu thừa, thật sự uống được cùng nhau thì chẳng cần phải nói gì nữa. Trương Đại Quan là người hào phóng, rút ra 100 bảng Anh, đập xuống bàn quầy ba, rượu. Nhân viên pha rượu không biết hắn nói gì, nhưng người ta biết đấy là tiền, Trương Dương chỉ cốc rượu không, rồi lại giơ hai ngón tay, ý của hắn rất rõ, hai ly rượu. Cô gái tóc vàng cũng hiểu được ý của hắn, dùng tiếng Anh nói vài câu, bảo nhân viên pha chế đưa rượu lên, thế là cô ta và Trương Dương chén chú chén Anh uống cùng nhau, chớp mắt, 5 ly rượu vào ruột, với tửu lượng của Trương Dương. 5 ly rượu này không là gì, nhưng cô gái tóc vàng thì không ổn rồi, 5 ly rượu xuống ruột là đủ làm cho cô ta hưng phấn hẳn lên, cô ta giơ ngón tay cái về phía Trương Dương, chiếc đùi trần áp sát lấy mé ngoài đùi Trương Dương, cái thứ men rượu này đúng là dễ làm cho con người ta dậy lên những rung động nguyên thủy nhất. Trương Dương chẳng có hứng thú mấy với gái Tây, nhưng hắn hiểu rằng Lệ Phù chẳng hết việc làm đến độ tự dưng bảo hắn đi tán tỉnh đàn bà, Lệ Phù rốt cuộc có ý gì đây? Chương 287, một mình xông pha. Câu lạc bộ Nguyệt Quang Nữ Thần là một nơi bố trí đầy thiết bị giám sát. Trong phòng làm việc có thể theo dõi rõ ràng từng góc của câu lạc bộ qua một màn hình, ông chủ câu lạc bộ Black Peter đang ngậm điếu xì gà, mắt dán vào chiếc màn hình giám sát trên tường, nhìn theo ánh mắt của lão ta, có thể thấy một tên đàn ông Trung Quốc đang mặn nồng với người tình của lão. Trợ thủ đắc lực nhất của Black Peter, Tom đang nhìn ông chủ một cách đầy cảm thông. Lão là một người da đen cao chừng 2 mét, thời còn trẻ đã từng giành quán quân trong cuộc thi đấu quyền Anh nghiệp dư của Anh, đánh thắng được trận đấu của thế giới ngầm, dựa vào sự dũng mãnh của lão mà từng bước đạt được đến vị trí ngày hôm nay. Helen là một người đàn bà lăng nhăng, gần như tất cả người bên cạnh Black Peter đều biết điểm này, nhưng không ai dám có ý định gì với cô ta. Tháng 3 năm ngoài, một nhân viên ngân hàng không biết trời cao đất dày đã đi tán tỉnh Helen, bị Black Peter đánh gãy hai chân. Sau đó trói vào cột xi măng vứt xuống sông thêm, đến giờ vẫn chưa tìm thấy xác. Black Peter rút ra một điếu xì gà, thở ra một làn khói dày đặc, tiểu tử này là ai? Điều tra về hắn xem, cùng với việc già đi, Black Peter biểu hiện ngày càng thận trọng, hắn biết rằng bất kể việc gì cũng không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, người dám đến câu lạc bộ Nguyệt Quang Nữ Thần tán tỉnh người đàn bà của hắn, hoặc là người có thế lực đằng sau, hoặc là một tên ngốc, mà người thanh niên trong màn hình chẳng có vẻ gì là một tên ngốc cả. Tom thấp giọng nói, tôi biết hắn. Black Peter hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Tom giải thích, ông bảo tôi đi điều tra việc của Peter nhỏ, chính là do người này gây ra. Sự phẫn nộ trong lòng Black Peter ngay lập tức trào lên mãnh liệt, hắn đã nhận định, đối phương cố tình gây hấn, hắn rít qua hai kẽ răng, ta còn chưa đi tính sổ với hắn, mà hắn đã tự tìm đến đây rồi. Tom nói, tôi đi dạy cho hắn một bài học. Black Peter nói, để sau đi. Gọi Helen lại đây cho ta đã. Dù sao thì đây cũng là địa bàn của lão ta không muốn gây chuyện ở đây, dù là xảy ra việc gì thì cũng đều không có lợi cho hộp đêm của hắn. Trương Dương và Helen vẫn đang chén chú chén Anh, hai người mặc dù bất đồng ngôn ngữ nhưng đã tìm được một cách giao lưu khác, bàn tay sơn móng đỏ của Helen chỉ vào bộ ngực đầy đặn của mình nói, Helen. Trương Dương cũng chỉ vào mình, Trương Dương, đại trưởng phu đi đến đâu cũng không thay đổi danh tính. Dù sao thì ở nơi đất khách quê người này cũng chẳng mấy ai quen biết hắn. Hai người lại cụng ly, không nói gì được nữa rồi. Lệ Phù nói thông qua bộ đàm, sờ đùi của cô ta. Trương Dương ngớ người, mẹ kiếp, thể loại người gì vậy chứ, nhưng hắn cũng chẳng phải là loại chính nhân quân tử gì, XXX cùng gái Tây cũng là một điều hay. Hắn thò tay ra sờ vào phần đùi trắng của Helen, Helen bị hắn sờ rạng rỡ mặt mày, cũng thò tay ra sờ vào cánh tay chắc nịch của Trương Dương. Có thể thấy rằng, giữa đàn ông và đàn bà vấn đề ngôn ngữ chẳng nghiêm trọng gì. Khi Trương Dương đang đợi Lệ Phù tiếp tục hạ lệnh, thì thấy một tên da đen cao như chiếc tháp sắt, đưa theo hai tên thuộc hạ to con đi đến. Tên da đen này chính là Tom. Tom nói với Helen, ông Peter bảo cô về phòng làm việc. Helen hơi chau mày nhìn hắn, tôi thích ở lại đây. Tom nắm lấy cánh tay của cô ta, Helen kêu lên, cô ta cầm cốc rượu lên, đổ hết rượu lên mặt Tom, Tom tức lên. Nhấc bổng Helen lên, vác lên vai như con chim ưng bắt chú gà con.
Lúc này Lệ Phù ra lệnh, đánh ngã tên da đen đó. Trương Dương đã đợi ra tay từ lâu, có câu này của Lệ Phù, ngay lập tức đứng dậy, một tên đi theo Tom từ bắt đầu luôn nhìn Trương Dương đầy cảnh giác. Trương Dương vừa động đậy, hắn đã giơ tay chỉ vào mũi Trương, nhìn Trương Dương đầy ý răn đe, muốn dùng ánh mắt của hắn để dọa Trương Dương dừng lại, chỉ tiếc rằng hắn đã nhầm đối tượng. Trương Đại Quan hôm nay là người đến làm nhiệm vụ, ảnh hưởng quốc tế này, hậu quả nghiêm trọng gì gì đó hắn đều vứt sang một bên cả rồi, đằng sau lưng hắn có quốc an đỡ, cùng lắm thì bi trục xuất về nước thôi. Hắn chẳng thèm sợ hãi. Trương Dương có món võ tay rất giỏi, tên kia lại giơ tay về trước mặt Trương Dương. Trương Dương nắm lấy vặn một cái, tên đó đã đổ rầm xuống trước mặt Trương Dương rồi, trong lòng Trương Dương thầm cười, xem ra người châu Âu không biết câu này, đầu gối đàn ông được đúc bằng vàng, nhìn thì cao to lực lưỡng, nhưng đáng tiếc đầu gối quá mềm, chưa kịp làm gì mà đã quỳ dạp hai gối xuống đất rồi. Trương Đại Quan hiểu rằng ở chỗ này, một là không ra tay, đã ra tay thì phải làm cho đối phương sức cùng lực kiệt, sau đó hắn đá đầu gối vào dưới cằm của tên, ngay lập tức đánh cho đối phương ngất lăn ra. Trương Dương vừa ra tay, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Tom và thuộc hạ. Tom vốn không định đánh nhau với Trương Dương trong hộp đêm, đại ca đã dặn dò rằng, sợ hộp đêm bị náo loạn, nhưng Trương Dương chớp mắt đã đánh hạ một thuộc hạ của hắn, người ta đã lộ rõ ý muốn làm loạn, Tom bèn để Helen xuống, bước về phía Trương Dương. Hắn rất to con, cơ thể to hơn Trương Dương một bậc, Trương Dương đã cảm nhận thấy tên da đen này có tài cán. Lệ Phù chỉ đạo Trương Dương, đập tủ rượu của chúng ra. Trương Dương cầm chiếc ghế lên, lẳng về phía quầy rượu, việc này hắn thích nhất rồi, chiếc ghế vừa đập vào quầy rượu, ngay lập tức làm cho đám rượu vỡ tan tành, bình rượu ở trên đó rơi đầy trên mặt đất, cả hộp đêm náo loạn lên. Tom và mấy tên thuộc hạ mặc dù có súng, nhưng người trong hộp đêm quá nhiều, hắn không dám nổ súng, Tom tức giận đùng đùng bước về phía Trương Dương, một đấm bay thẳng vào mặt Trương Dương. Thân pháp của Trương Dương rất nhanh, chưa để Tom nhìn rõ đã chuyển về phía sau hắn rồi. Trương Dương đã nhìn ra tên da đen này có chút tài cán, hắn chẳng dại gì mà đối mặt trực tiếp với hắn, vòng về phía sau lưng hắn, nhấc chân đá mạnh vào mông Tom, sức lực của Tom vốn dồn vào đằng trước, để có sức công kích lớn nhất, cơ thể hắn đã đổ về đằng trước, này bị Trương Dương đá một đá, ngay lập tức cơ thể mất đi thế cân bằng, đổ nhào trên mặt đất. Một tên thuộc hạ khác của Tom xông về phía ghế ba, Trương Dương xuất một cước, đá bay cả chiếc ghế lẫn tên tiểu tử đó lên không trung. Lên tận 3 mét mới hạ xuống mặt đất, hắn đau đến độ một lúc lâu sau cũng không bò dậy được. Tom chịu đau bò dậy, hắn thò tay sờ vào khẩu súng trong người. Trương Dương đã nhìn ra ý đồ của hắn, nhanh chóng xông ra, giơ chân đá vào cằm hắn, mặc dù Tom to con, nhưng không có nước gì trước mặt Trương Đại Quan, bị đá kêu chói lói một tiếng, máu mũi máu mồm chảy ra. Lệ Phù nói, bước về hướng đằng sau bên phải, ở đó có một cánh cửa lách, chuồn ra khỏi cửa lách ấy. Trương Dương rút ngay lập tức, lúc này câu lạc bộ Nguyệt Quang Nữ Thần đã loạn như cào cào, hai cô gái múa cột trên sàn như bị kích thích, nhảy càng điên cuồng hơn. Trương Dương nhanh chóng đi ra khỏi cửa lách. Khi rời khỏi cửa lách, hắn mới phát hiện Lệ Phù không đứng ngoài đón hắn, mà chỉ có một người thanh niên châu Âu mặc áo gió màu đen đứng đó. Hắn có bộ tóc màu nâu, rất gọn gàng bóng bẩy, tướng mạo cũng không tồi, mắt to mày rậm, có điều chiếc mũi chim ưng trên khuôn mặt đó không hợp chút nào. Hai tay đút vào trong túi áo, hai mắt màu xanh nhìn Trương Dương lạnh như băng. Trương Dương cũng nhìn gã đó, lai giả bất thiện thiện giả bất lai, đối phương nhất định là cán tướng đắc lực của Black Peter. Trương Dương đoán không sai, người này chính là Johnson, một trong bốn thủ hạ đắc lực của Black Peter, người ta gọi là tiểu phi hiệp, rất giỏi sử dụng phi đao. Trương Dương vừa bước ra cửa lách, hai tay của Johnson đã rút từ trong túi áo ra, vung hai nhát. Hai chiếc phi đao trước sau phóng về phía ngực Trương Dương, Trương Dương nhìn thấy một vầng sáng lạnh lùng đang lao đến như vì sao, đồng tử thu nhỏ lại, không ngờ người nước ngoài cũng có nhân vật giỏi phi đao đến vậy, hắn bước lên trước một bước, cơ thể hơi lách sang, tránh vào giữa khe hở của hai luồng phi đao. Phi đao lướt qua cơ thể hắn, cắm phập vào tường. Trương Dương muốn kéo xa khoảng cách giữa hắn và Johnson, Johnson biết rõ ý đồ của hắn, phi đao của gã thích hợp với công kích cự ly xa. Nếu như bị Trương Dương kéo gần khoảng cách thì sẽ mất đi uy lực của mình. Johnson lùi về phía sau, rồi lại phóng ra hai chiếc phi đao nữa. Trương Dương tránh được một trong số đó, thò tay ra, đột nhiên bắt được đuôi của phi đao, chiếc phi đao đang bay với tốc độ cao đột nhiên bị nắm chuôi, lưỡi đao rung lên bần bật, Trương Dương lạnh lùng hừ một tiếng rồi vung tay, phi đao lao về phía Johnson,
Trương Đại Quan có thể sử dụng chiếc kim rất mảnh một cách thành thạo, nói gì đến phi đao bình thường. Khả năng sử dụng phi đao của hắn dù là về lực hay về tốc độ đều vượt xa Johnson. Chiếc phi đao tiếp theo của Johnson chưa kịp bắn ra, thì chiếc phi đao của Trương Dương đã nhanh như chớp đâm thẳng vào vai phải của hắn, đau đến độ Johnson hự lên một tiếng, chiếc phi đao trong tay hắn rơi xuống đất. Nhanh như cắt, Trương Dương đã kéo gần cự ly giữa họ trong chớp mắt. Phản ứng của Johnson rất mẫn cảm, tay trái cắt về phía cổ họng của Trương Dương bắt được tay của hắn, thuận thế kéo xuống dưới, làm phi đao trong tay Johnson cắm vào đùi hắn, Johnson không thể chịu đau được nữa, hét lên. Trương Dương đấm một đấm vào chiếc mũi hếch của hắn, làm cho Johnson choáng váng đổ xuống đất. Lúc này Lệ Phù mới lái chiếc Ferrari đến bên cạnh hắn, Trương Dương nhảy vào trong, từ trong hộp đêm ùa ra hơn 10 tên cường tráng, trong tay còn cầm súng. Lệ Phù vọt ga, chiếc xe bắn như tên bắn trong đêm tối. Mặc dù người của Black Peter rất nhiều, nhưng chúng không dám bắn. Black Peter là người cuối cùng đi ra từ trong hộp đêm, lão nhìn thấy Johnson đang nằm ôm đùi kêu la dưới đất, chau chau mày, rồi quay người đi vào phòng làm việc của mình. Lão sốc Helen đang ngồi trên ghế sofa lên, quát, hắn là ai? Helen lắc đầu, sao tôi biết được? Black Peter quay tay tát vào mặt Helen ngã xuống ghế sofa, Helen ôm mặt nhìn lão đầy vẻ thù hằn. Black Peter chỉ vào mặt Helen nói, khốn nạn, con đàn bà dâm đãng này, tao phải vứt mày xuống sông thêm để nuôi cá. Lúc này Tom vừa rồi bị đánh sưng mặt bước vào, hắn khổ sở báo cáo với Black Peter, ông chủ, họ chạy thoát rồi. Black Peter cười lạnh lùng nói, thoát, đây là London, chúng có thể trốn đến đâu chứ? Tao phải giải quyết hắn, tao muốn vứt hắn xuống sông thêm nuôi cá. Nói một lúc mà hắn đã nhắc đến hai lần nuôi cá, xem ra hắn có cảm tình sâu sắc với sông thêm. Black Peter nhấc điện thoại lên, hắn tìm Lý Long, Trương Dương rõ ràng là một cao thủ võ thuật, muốn đối phó với loài người này, cần phải lấy cách của hắn để trị hắn, dùng võ thuật Trung Quốc đấu với võ thuật Trung Quốc. Lệ Phù sắp xếp cho Trương Dương ở tại khách sạn England, Trương Dương tối nay tự dưng đã tán tỉnh một cô nàng Tây, rồi tự nhiên đánh nhau, hắn không chịu được nữa nói, Lệ Phù, cô cố tình để tôi đi gây chuyện à? Lệ Phù cười nói, yên tâm đi, việc này vẫn chưa xong đâu, không lâu nữa sẽ có người đến tìm. Trương Dương nói, ai? Lý Long. Trương Dương bắt đầu cảm thấy mục tiêu đầu tiên của Lệ Phù là Lý Long, cô muốn tìm thứ gì đó trên người Lý Long. Trương Dương nói, bị cô lợi dụng lâu như vậy, cô cũng phải giải thích cho tôi một vài câu chứ, việc đánh rắn động cỏ tối nay có liên quan đến tên Brown muốn giết Phó Thủ tướng Văn. Lệ Phù cười nói, đương nhiên có quan hệ rồi. Trên mặt thì Lý Long là hạ thủ của Black Peter, nhưng thực lực của hắn rất mạnh, thậm chí không kém của Black Peter, thiên địa đàng mà hắn thành lập, đã có thể lực tương đối lớn. Trương Dương nói, cô bảo tôi đi gây chuyện, mục đích thật sự là vì Lý Long. Lệ Phù nói, Black Peter gặp phải chuyện không giải quyết được nhất định sẽ tìm đến Lý Long là người do một tay hắn nâng đỡ mà nên, nhất định sẽ giúp hắn. Trương Dương đáp, cô lợi dụng tôi đánh rắn động cỏ, giờ đã gieo rắc phiền phức rồi, đám người nước ngoài đó lấy tôi làm mục tiêu, tôi được lợi quái gì chứ? Lệ Phù nói, ngày đầu tiên anh gia nhập quốc an đã phải biết rằng, tất cả lấy lợi ích quốc gia làm chuẩn, sự an nguy của một người được coi là gì sao? Trương Dương nói đầy đau khổ, cô chỉ nói giỏi thôi, phim bạo lực của châu Âu tôi xem nhiều rồi, giết người nổ súng tràn lan ở xã hội tư bản chủ nghĩa, đấu tranh danh chính ngôn thuận tôi chẳng sợ. Nhưng nếu như họ đánh lén, thì tôi biết làm thế nào. Lệ Phù nhỏ nhẹ đáp, anh lợi hại thế, không khó đối phó với lũ quỷ Tây này, hơn nữa, chẳng phải đã có tôi bảo vệ anh sao? Cô, Lệ Phù nói, dù là anh không tin tôi, thì cũng phải tin tưởng tổ chức chứ. Trương Dương nói, chúng ta cứ nói thật đi, tôi từ trước đến giờ đều không tin tưởng tổ chức ngoài việc bán đứng tôi chẳng mang lại cho tôi chút lợi lộc nào cả. Lệ Phù không nhịn được cười, dù sao thì giờ anh đã gặp rắc rối rồi, hối hận cũng đã quá muộn. Trương Dương nói, tôi không hối hận, cũng không sợ, các người không thể cứ coi tôi là thằng ngốc, có việc gì thì chúng ta nói thẳng với nhau, làm cho tôi hiểu rõ ràng. Lệ Phù nói, chúng tôi nghi ngờ rằng Lý Long có liên lạc với sự việc lần này, quân Cộng hòa Ireland và quốc gia chúng ta chẳng có chút liên hệ lợi ích nào, lý do của việc họ muốn lợi dụng lần thăm viếng của Phó Thủ tướng Văn này. Chính là muốn gây bất đồng từ bên trong, tôi muốn tìm được chân tướng sự việc thông qua Lý Long. Cô chắc chắn. Lệ Phù lắc đầu nói, không chắc chắn được, vì thế mới phải dụ rắn khỏi hang.
Trương Dương lại thở dài nói, tôi phát hiện từ trước đến giờ tôi đều mềm lòng với đàn bà, nếu như không phải là cô nói, thì tôi nhất quyết không làm mồi câu. Lệ Phù nhẹ nhàng nói, tôi đã nhìn ra từ lâu anh là một quân tử thương hoa tiếc ngọc. Thôi đi, đó là vì tôi có tình ý với cô đấy. Ánh mắt màu xanh của Lệ Phù đầy cảm tình, thật ra tôi cũng càng ngày càng thích anh rồi. Trương Dương đương nhiên không tin lời của Lệ Phù, sau khi Lệ Phù rời đi, hắn không thể ngủ ngon được, cứ thấp tha thấp thỏm, Black Peter nhất định sẽ không tha cho hắn, nước Anh là phạm vi thế lực của lão ta, muốn điều tra ra chỗ ở của mình thật dễ như trở bàn tay. May mà buổi tối ngày hôm đó cũng êm đềm trôi qua, Black Peter không có hành động gì với Trương Dương. Lệ Phù cũng cảm thấy rất ngạc nhiên vì điều đó, ngày kia là Phó Thủ tướng Văn đã đến Anh rồi, trước khi ông ta đến nơi, nhất định phải loại trừ tất cả mối nguy hiểm, Black Peter không ra tay, họ không thể đợi được nữa, thế là cô ấy quyết định tiếp tục xuất kích, nhiệm vụ xuất kích lần này đương nhiên rơi lên đầu của Trương Dương. Người Trung Quốc thích sống bầy đàn, ở tất cả các thành phố lớn trên thế giới đều có phố người Hoa, London cũng không nằm ngoại lệ, phố người Hoa của London nằm ở khu Soho của thành phố Westminster London. Sau khi Trương Dương lái xe đến phố người Hoa, mới phát hiện ra rằng đây gần như là một xã hội của người Hoa, vừa qua Tết, không ít nơi vẫn còn trăng đèn kết hoa, rất nhiều cửa tiệm vẫn đang dán câu đối, đâu đâu cũng có không khí nồng nàn của ngày Tết, những người đi trên đường phần lớn là người Hoa, thỉnh thoảng cũng nhìn thấy mấy người nước ngoài mắt xanh tóc vàng. Lý Long có một hộp đêm, một xưởng sửa xe ô tô ở ngay chỗ đó, còn có ba cửa hàng ăn ở các chỗ khác trên địa bàn London. Khi Trương Dương lái chiếc xe Ferrari đến trước xưởng sửa xe, đã thu hút được sự chú ý của hắn. Trương Dương bước xuống khỏi chiếc xe đua, một người nhân công Trung Quốc bước đến, cười hì hì nói, tiên sinh có gì cần giúp ạ? Trương Dương lườm anh ta, đã đến để gây sự, thì cần phải thể hiện cho rõ, Lý Long đâu? Gọi hắn ra đây. Lý Long đứng trong phòng làm việc của tầng 2, qua cửa kính đã thấy Trương Dương, Black Peter đã nói chuyện của Trương Dương cho hắn biết. Và còn gửi cả ảnh và clip của Trương Dương qua cho hắn nữa. Hắn quan sát thân thủ của Trương Dương, nhận thấy rằng Trương Dương rất lợi hại, có lẽ là một tay cao thủ võ nghệ. Thật ra tối qua Black Peter đã điều tra ra chỗ ở của Trương Dương, nhưng Lý Long không vội vàng hành động. Hắn thấy rằng đây không phải là một việc bình thường, một người vừa đến Anh lần đầu mà đã dám đi gây sự đánh nhau như vậy. Nhất định phải có thế lực nào đó làm chỗ dựa. Lý Long mặc dù là người do một tay Black Peter cất nhắc lên, nhưng giờ đây hắn đã có thế lực của chính mình, hắn còn mục đích khác của hắn nữa. Lý Long bước xuống lầu, mặt cười tươi rói, hắn gật đầu với Trương Dương, vị tiên sinh này tìm tôi. Trương Dương nhìn hắn, ngươi là Lý Long. Là tôi đây. Trương Dương nói, ta tìm ngươi có chút việc. Lý Long chỉ chiếc cầu thang nhỏ đằng sau nói, lên lầu nói. Nhất cử nhất động của Trương Dương đều được Lệ Phù giám sát, cô nói, cẩn thận. Tên này cực kỳ xảo quyệt. Trương Dương không nói gì, đi theo Lý Long lên lầu. Bước vào phòng làm việc của Lý Long, ngay lập tức đã có 4 tên thanh niên người Trung xông ra, dùng súng dí vào đầu của Trương Dương. Trương Dương cười hà hà, Lệ Phù nói bên tai hắn, đừng sợ, tôi ở đối diện, chỉ cần chúng dám ra tay, tôi sẽ làm cho đầu chúng nát bét trước khi kịp bóp cò. Trương Dương không hề sợ sệt nhìn Lý Long nói, người đối xử với đồng bào mình thế này sao? Lý Long trả lời, trong mắt ta chỉ có 2 loại người. Một là bạn, 2 là thù, rất không may, ngươi lại thuộc vào loại thứ 2 đó. Hắn dùng tay chỉ vào trước ngực Trương Dương nói, thế giới này rất nhỏ bé, luôn xảy ra những việc mình không ngờ trước được. Tối qua ở câu lạc bộ Nguyệt Quang nữ thần ngươi rất huy phong, ta đang nghĩ xem có nên đi tìm ngươi không thì ngươi đã tự dẫn xác đến rồi. Trương Dương cười, thật ra ta đến đây là để sửa xe. Lý Long nói, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Con trai của Black Peter muốn giết ta. Vì thế ta mới đi tìm lão đó tính sổ. Lý Long nói, Trung Quốc có câu rằng, cường long bất áp địa đầu xà con rồng mạnh mẽ không ức hiếp con rắn trên mặt đất. Ngươi đi tay không từ trong nước đến đây, ngươi tưởng rằng mình rất lợi hại sao? Ngươi phải biết rằng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, dù là có giỏi đến đâu chăng nữa, thì cái võ công của ngươi cũng chẳng đọ được với súng đạn đâu. Cảm ơn đã nhắc nhở. Lý Long nói, không phải khách sáo, chúng ta là đồng bào, ta không thể để ngươi chết mà không biết lý do. Trương Dương cười, ngươi muốn giết ta. Lý Long gật đầu đáp, thật ra ta không nỡ để ngươi chết trong tay người nước ngoài, chết trong tay đồng bào, ít ra cũng được đi đầu thai sớm hơn một chút. Ngươi thật là tốt bụng. Lý Long cười hiểm động nói, không cần khách sáo. Hắn hiếu kỳ hỏi, thật sự là ta không hiểu, tại sao ngươi lại đi tìm ta?
Rốt cuộc là có mục đích gì? Trương Dương nói, ta cũng không hiểu, có điều xem ra người như ngươi không chịu khổ thì không nói thật đâu. Lý Long đáp, ta cũng nghĩ vậy. Trương Dương và Lý Long cùng cười, tiếng cười chưa dứt Trương Dương đã ra tay nhanh như cắt, nắm lấy lay của một tên trong số đó, quăng mạnh, cơ thể của tên đó đập vào với đồng bọn, chiếc súng lệch khỏi mục tiêu, một người trong số đó rút súng định bắn vào Trương Dương, nhưng lại nghe thấy tiếng vỡ của kính, một viên đạn bay từ ngoài vào bắn đúng vào tay hắn. Sắc mặt Lý Long tái đi, lúc này hắn mới biết lý do tại sao Trương Dương không hề lo sợ, ở ngoài nhất định có đồng đảng của hắn. Lý Long ngay lập tức đưa ra quyết định, hắn quay người sang phải sông đi, người nhảy lên, đấp vỡ cửa sổ phía đông, rồi nhảy xuống một mái nhà tầng 1. Lệ Phù bắn một viên đạn vào một tên, rồi nói to, đừng để hắn trốn thoát. Trương Dương mím môi sông theo Lý Long, hắn nhảy ra từ cánh cửa đã vỡ. Lý Long rất nhanh nhẹn, chạy thẳng theo mái nhà, rồi nhảy lên, rơi xuống mái nhà đối diện. Trương Dương tức giận nói, xúc sinh, còn muốn chạy à, đừng có mơ. Hai người đuổi nhau trên mái nhà, Lý Long rất quen thuộc với địa hình ở đó, sau khi hắn đã nhảy qua ba mái nhà, đằng trước là một căn nhà 5 tầng, từ chỗ của hắn đến đối diện khoảng 6 mét, tốc độ của Lý Long không hề thuyên giảm, vẫn xông lên đằng trước, nhảy qua cự ly 6 mét, một tay nắm lấy cầu thang sắt của đối diện, cơ thể hắn đập vào cầu thang sắt phát ra âm thanh rầm, nhưng hắn không thèm để ý đến đau đớn, men theo cầu thang trèo vào trong. Trương Dương đã đuổi kịp, cự ly 6 mét với hắn chẳng là gì. Rất nhẹ nhàng hắn đã nhảy qua được. Lý Long vừa mới trèo đến phần đầu của cầu thang, cúi đầu xuống đã thấy Trương Dương đuổi đến, hắn biết rằng hôm nay đã gặp phải nhân vật khó nhằn, trèo lên mái nhà của tầng cao nhất, hắn rút ra một cây gậy trúc từ mái nhà, quay người lại chỗ cầu thang, dùng cây gậy trúc dài 5 mét đó chọc về phía Trương Dương. Trương Dương rất nhanh nhẹn, một tay nắm lấy lan can sắt, cơ thể xoay vòng trong không gian, Lý Long công kích hắn mấy lần nhưng đều trượt cả, thấy Trương Trương ngày càng đến gần. Hắn quyết tâm đứng ở trên nóc nhà phân tải cao thấp với Trương Dương. Lý Long rất tự tin về võ thuật của mình, 3 năm trước hắn đã liên tục giành quán quân đánh tự do trong nước 3 lần, hắn đứng rộng hai chân trên mái nhà, những cao thủ võ thuật như hắn đã có thể làm được đến độ làm chủ bản thân. Cơ thể Trương Dương vừa lộ ra, Lý Long đã dùng cây gậy trúc đánh mạnh về phía đó, chiêu này thật ra là diễn biến từ thương pháp, cây gậy trúc dài 5 mét như một con rắn lao về phía Trương Dương. Phản ứng của Trương Dương nhanh hơn nhiều so với sự tưởng tượng của Lý Long, hắn nhảy lên trong không trung, người như chim nhạn thoát khỏi sự công kích của thanh gậy, khi hạ thân mũi chân của hắn nhẹ nhàng đạp lên cây gậy trúc, rồi cả cơ thể lại bay lên, mềm mại như con thỏ phóng về phía Lý Long. Chớp mắt khoảng cách giữa Lý Long và Trương Dương đã thu ngắn lại làm cho cây gậy trúc trong tay Lý Long trở thành một vật thừa, tốc độ ứng biến của hắn rất nhanh, vứt cây gậy trúc trong tay đi, phóng một quyền về phía mặt Trương Dương. Hai nắm đấm của hai người đâm vào nhau, Lý Long chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh đang trào qua cơ thể hắn như làn nước, làm cho tay hắn đờ ra, lùi về sau mấy bước, phải đến 2 mét sau mới hoàn toàn thoát khỏi uy lực của nắm đấm Trương Dương. Trương Dương cười nói, không ngờ ngươi chịu được một cú đấm của ta, lại lần nữa. Hắn giơ nắm đấm xông về phía Lý Long lần nữa. Lý Long giơ chân đá về phía Trương Dương cũng giơ chân ra đỡ, đấm chạm đấm, đá chạm giá. Lý Long không thể đánh lại được, hắn vừa đánh vừa lùi, đến mép mái nhà, hắn vừa tung một chiêu, rồi nhảy qua mái nhà đối diện là một căn nhà 3 tầng nhỏ, nhảy qua một cự ly xa thế này, chân của Lý Long bị sái một chút, hắn chạy khập khiễng vài bước, biết rằng Trương Dương đã đuổi theo sau, hắn lấy khẩu súng trong người ra, đến lúc này rồi, hắn cũng không muốn kéo dài thời gian nữa, cũng chẳng thèm để ý đến cái gọi là quy tắc giang hồ nữa. Đối phương là một cao thủ, chỉ có thể dùng súng mà thôi. Trương Dương thấy hắn móc súng ra, vội vàng nấp sau tường, Lý Long giơ cây súng định bắn Trương Dương, nhưng đột nhiên hắn cảm thấy chân tê dại, cúi đầu nhìn thì thấy chân trái đã bị bắn thành một lỗ máu, lúc này hắn mới cảm thấy đau, kêu thét lên một tiếng, rồi sụp xuống đất. Lệ Phù cầm cây súng săn đi từ một bên khác của mái nhà đến. Trương Dương cười nói, cô đến đúng lúc lắm, hắn đi đến trước Lý Long, giật lấy cây súng trong tay hắn. Rồi dí súng vào mặt Lý Long, ta ghét nhất là ai dùng súng bắn ta. Lý Long bị hắn áp xuống mặt đất, nhưng ngay lập tức bò dậy, lau khô vết máu ở miệng, nói, muốn giết thì giết, đừng nói nhiều lời. Lệ Phù đặt cây súng săn sang một bên, đến trước mặt Lý Long, nghiêm giọng hỏi, Brown đang ở đâu? Lý Long lạnh lùng nói, ta không hiểu cô đang nói gì. Lệ Phù quay lại liếc mắt với Trương Dương biết ý, đá vào bụng dưới của Lý Long.
cũng là đá người, nhưng kỹ thuật của Trương Đại Quan tốt hơn, cú đá này chọn vị trí là bụng dưới, làm cho Lý Long đau điếng người, ôm lấy bụng, trên trán đầy mồ hôi, hắn cũng là cao thủ, hắn biết rằng Trương Dương hiểu về vị trí huyệt đạo, một cao thủ biết lợi dụng huyệt đạo mới là cao thủ chân chính, Lý Long đau đến độ tím tái mặt mày. Lệ Phù nói, Brown đang ở đâu? Lý Long lắc đầu, tôi thật sự không quen, Brown gì gì đó. Lệ Phù lấy ra một bức ảnh của Brown đưa cho hắn ta, Lý Long nhìn người trong ảnh, rồi run rẩy nói, tôi, đã từng gặp người này ở hộp đêm Nguyệt Quang Nữ Thần, gặp một lần. Nhưng cũng chẳng nói chuyện gì với nhau. Lệ Phù nói, có phải ngươi giúp liên lạc hắn gặp mặt một thương nhân Hồng Kông? Sắc mặt của Lý Long vô cùng kinh ngạc. Hắn không ngờ Lệ Phù nắm trong tay tình hình của hắn rõ đến vậy, là, hắn. Hắn ta tên là An Đức Thành. Trương Dương hơi ngạc nhiên, hắn ngay lập tức nghĩ đến việc An Đức Thành liệu có quan hệ gì với An gia hay không. Lệ Phù lại lấy ra một tấm ảnh khác, có phải người này không? Lý Long gật đầu. Lệ Phù bước đến đằng sau hắn, chẳng chần chừ giơ tay trái ra chặt vào cổ của Lý Long, hắn bị cô đánh ngất đi. Trương Dương tán thưởng, được lắm. Ra tay thật nhanh gọn, rồi lại thấy Lệ Phù rút ra một chiếc kim mang theo trong chiếc túi, cắm kim vào cổ Lý Long, tiêm dung dịch màu xanh lục vào người hắn. Trương Dương mặc dù không biết đó là gì, nhưng hắn đoán rằng, chắc là có độc. Lý Long ngất một lúc sau rồi tỉnh lại, thấy Lệ Phù rút chiếc kim ra, hắn gào lên, cô đã làm gì với tôi? Lệ Phù đáp, người có 24 giờ nữa để sống, trong 24 giờ này, người phải giúp ta tìm được An Đức Thành, nếu như không tìm thấy. Thì ngươi cứ đi chuẩn bị một ngôi mộ đi là vừa. Lý Long đau khổ, hắn ôm lấy cổ nói, các ngươi là ai, ta không muốn bị kéo vào chuyện này, ta. Lệ Phù lạnh lùng dứt lời hắn, ngươi đã bị kéo vào rồi. Cô vẫy vẫy tay với Trương Dương cũng đi cùng cô sang một bên đầy nghi ngờ, thấp giọng nói, chuyện gì thế. Cùng với sự việc ngày càng phát triển, hắn càng cảm thấy Lệ Phù có điều gì đó đang giấu hắn, cảm giác này làm hắn khá khó chịu. Lệ Phù dường như đoán được Trương Dương đang nghĩ gì, cô đưa cho hắn tấm ảnh của An Đức Thành nói, anh phải nhìn cho kỹ tên này, hắn tên là Vương Triển, là một tên gián điệp quốc tế, tôi nghi ngờ rằng việc của Brown là do hắn thao túng. Trương Dương không lạ lùng gì với cái tên Vương Triển này, vụ án đẫm máu của An gia năm đó đều do một tay tên này gây nên, không ngờ hắn vẫn đang sống đường hoàng trên đời, hơn nữa lại còn muốn ám sát quan chức trọng yếu của chính phủ. Lệ Phù nói, năm đó hắn gây ra vụ án đẫm máu của An gia, tạo ra mâu thuẫn giữa An gia và Tam Hợp Hội, mục đích của hắn chính là phá hoại thế ổn định của xã hội Hồng Kông, việc lần này, mục đích của hắn vẫn là phá hoại quan hệ của Trung Anh. Trương Dương nghiến răng nói, sao người Trung Quốc lại có loại đốn mặt vậy nhỉ? Lệ Phù nói, hắn hiểu rất rõ tình hình nội bộ của chúng ta, lần này nhất định phải tìm được hắn, tổ chức nghi ngờ rằng hắn câu kết với người nào đó trong nội bộ chúng ta. Chỉ đào hắn ta ra mới có thể loại bỏ được thành phần cặn bã trong nội bộ tổ chức. Trương Dương nhìn về phía Lý Long, hắn có thể giúp chúng ta tìm được Vương Triển sao? Lệ Phù nói, tên Vương Triển đó giàu hoạt vô cùng, thế nào cũng phải thử một chút. Cô thấp giọng nói, trong vòng 24 giờ này anh phải chú ý đến nhất cử nhất động của Lý Long, hắn muốn giữ mạng sống nhất định phải giúp chúng ta. Cô đi đâu? Tôi còn rất nhiều việc phải làm, anh phải giữ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Lệ Phù nói xong, liền nhấc cây súng săn lên bỏ đi. Trước khi đi cô nói với Trương Dương, tôi lấy xe đi, trong xưởng sửa xe của Lý Long có rất nhiều xe, tôi nghĩ hắn ta sẽ không tiếc gì cho anh mượn đâu. Sau khi Lệ Phù bỏ đi, Trương Dương đến bên cạnh Lý Long vỗ vỗ vào vai hắn, nhìn đồng hồ rồi nói, ta thấy ngươi là đồng bào của ta nên ta nhắc nhở ngươi, giờ vẫn còn 23 giờ 49 phút 15 giây, thời gian là sinh mệnh đó. Lý Long cố chịu đau đứng lên. Viên đạn vẫn còn nằm trong chân trái của hắn, hắn bước đi khập khễnh nói, ngươi là đặc công. Trương Dương cười hà hà nói, thông minh, việc xong rồi ngươi mới phát hiện ra à. Đám thuộc hạ của Lý Long đang cầm vũ khí tập kết, chuẩn bị đi tìm Lý Long, thì đã thấy Trương Dương dìu Lý Long trở về, chúng nhấc vũ khí bao vây lấy Trương Dương. Lý Long tức giận nói, đi ra hết, hiểu nhầm, tất cả là hiểu nhầm thôi. Ai cũng biết rằng việc này không phải hiểu nhầm. Chân trái của Lý Long vẫn đang chảy máu, mỗi bước đi là lại để lại một vệt máu, nhưng đại ca đã nói rồi, thì bọn chúng vẫn tránh ra. Trương Dương dìu Lý Long đến phòng làm việc, Lý Long nằm trên ghế sofa, sự đau đớn làm mồ hôi chảy đầm đìa quanh mặt hắn. Trương Dương lại nói kháy, biết thế này thì lúc đầu nói chuyện tử tế ở đây có phải hơn không, ngươi lớn thế này rồi, mà nhảy nhót leo trèo như khỉ vậy,
không mệt à? Lý Long cố chịu đau nói với một tên thuộc hạ, mau đi, đến phòng khám Xuân Phong mời bác sĩ Giang về đây. Trương Dương cười nói, không cần, ta giúp ngươi, có hộp cứu thương không? Chỗ này của Lý Long không những có hộp cứu thương, mà còn có thuốc và dụng cụ phẫu thuật, trong giới xã hội đen, ngày ngày phải đụng độ, bị thương là chuyện khó tránh khỏi, vì thế chuẩn bị mấy thứ này là việc hết sức bình thường. Nếu như trước kia Trương Đại Quan không có lắm cách với loại bệnh nhân bị thương do súng này, nhất định phải dùng nội lực hút đạn ra, thì giờ hắn đã học tập được kỹ thuật cao, trình độ phẫu thuật tăng rất nhanh, vết thương nhỏ này chẳng là gì, chỉ cần dùng 10 phút hắn đã lấy được viên đạn ở chân Lý Long ra, rồi khâu vết thương lại, sau khi làm xong không chịu được mắng, mẹ kiếp, ngươi chẳng chịu để ý vệ sinh cá nhân gì cả, bao lâu không rửa chân rồi. Lý Long lấy chiếc khăn mặt lau mồ hôi trên trán, nhìn đầu đạn trên chiếc đĩa, cố chịu đau nói, ta thật sự không biết nên cảm ơn ngươi hay nên hận ngươi. Trương Dương nói, thôi cứ cảm ơn đi, vì ngươi chẳng có bản lĩnh để hận ta đâu. Lý Long lấy một chai XO đến, hắn uống một ngụm lớn rồi nói với thuộc hạ, các người đi ra ngoài hết đi. Sau khi tất cả mọi người đã lùi ra, hắn mới nói, nếu như ta giúp các người tìm được An Đức Thành, các người sẽ cho ta một con đường sống. Trương Dương cười nói, đừng tự làm nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy, mạng của ngươi không đáng đồng tiền đâu, giết ngươi chẳng để làm gì, chỉ cần ngươi nghe lời. Giúp chúng ta tìm được An Đức Thành, ta đảm bảo với ngươi, nhất định sẽ đưa thuốc giải cho ngươi. Lý Long nói, ngươi bảo đảm. Trương Dương gật đầu. Lý Long nói, được, ngươi cũng là người trong võ lâm, ta tin ngươi một lần. Hắn nhấc điện thoại lên, gọi đến cho một số, sau khi đối phương nhấc điện thoại, Lý Long nói, An tiên sinh, tối qua có một người Trung Quốc đến câu lạc bộ Nguyệt Quang Nữ Thần gây chuyện, hôm nay hắn lại đến phố Người Hoa để tìm tôi không gặp hắn. Đối phương nói một câu gì đó, Lý Long gật đầu, tôi biết. Sau khi cụp máy, Trương Dương quan tâm hỏi, hắn nói gì? Lý Long nói, ông ta bảo ta dụ ngươi đi gặp. Trương Dương kinh ngạc nói, hắn dám gặp ta ư? Lý Long lắc đầu, hắn muốn giải quyết ngươi. Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, thuộc hạ của Lý Long xông vào, hắn sợ hãi nói, đại ca, Tom và Johnson mang theo hơn 20 người đến đây. Lý Long chau mày. Hắn đứng dậy nói, mẹ kiếp, ai nói chuyện này ra ngoài thế? Lời vừa nói xong, Tom và Johnson mang một đám người xông vào phòng làm việc của hắn, thấy Trương Dương ngồi trên ghế sofa, thật đúng là kẻ địch gặp nhau là sôi máu, mấy chục khẩu súng đồng loạt nhắm về hướng Trương Dương. Trương Dương không lộ vẻ gì, khả năng trấn tĩnh của hắn làm Lý Long cảm thấy khâm phục. Lý Long đi khập khiễng đến trước mặt Tom, ngẩng đầu nhìn hắn ta nói, Tom, thế này là ý gì? Tom tức giận lôi đình, dùng súng chĩa vào mặt Trương Dương nói, tao phải giết hắn. Trương Dương ngồi ở đó như bên cạnh không có ai, hắn không hiểu tiếng Anh, thật sự không biết đám người này đang nói gì. Lý Long cũng muốn giết Trương Dương, nhưng hắn không dám, giờ đây tính mạng của hắn đang bị người ta nắm trong tay rồi, nếu Trương Dương chết thì đời hắn cũng tàn. Lý Long hiểu được lý do tại sao Trương Dương cực kỳ điềm tĩnh, hắn không muốn, nhưng sự thật làm cho hắn không thể không đứng về phía Trương Dương. Lý Long cười lạnh lùng nói Tom, mày không nhìn thấy đây là địa bàn của ai sao? Chương 288, tốc độ kích tình. Tom nghe ra ẩn ý trong câu nói của Lý Long, gã ở bên cạnh Peter lâu nhất, một mực cho rằng mình là nhân vật số 2 sau ngay sau Peter, nhưng sau này sự xuất hiện của Lý Long đã làm thay đổi tất cả, tốc độ quật khởi của Lý Long quá nhanh, che lấp hết cả hào quang của gã, điều này khiến Tom rất không vui, giữ bọn họ một mực tồn tại khúc mắc. Tom khinh thường nhìn Lý Long một cái. Nói, Lý Long, ông chủ hôm qua bảo mày giải quyết hắn, nhưng mày không ngờ lại để hắn ngồi đây uống trà, mày căn bản không coi lời ông chủ vào đâu cả. Lý Long lạnh lùng nói, phía ông chủ tao đã báo cáo rồi, nơi này là phố Người Hoa, mày bảo chúng thu súng lại, lập tức ngoan ngoãn rời khỏi đây đi. Tom cười ha ha, nói tao còn cho rằng nơi này không thuộc về Anh Quốc, anh điên. Từ lúc này đám người chúng mày ở trên đất Anh tìm được một địa bàn cho mình thế. Lý Long nói, Tom, sự nhẫn nhịn cũng tao cũng có mức độ thôi đó. Tom cười điên cuồng, nói, người Trung Quốc chúng mày không phải là giỏi nhẫn nhịn nhất ư. Được, tao cũng muốn xem hạn độ của mày là gì, Lý Long, mày chọc tao giận, tao cũng sẽ làm thịt mày. Gã nhắm thẳng mũi súng vào ngực Lý Long. Lý Long đưa tay ra nắm lấy súng của gã, dí lên đỉnh đầu mình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tom, nhắm chuẩn vào chỗ này, nhấn cò đi. Mày có thể nhìn thấy não trắng của tao bắn ra đây, như vậy mới sảng khoái, mới kích thích chứ.
mày cho rằng tao không dám à? Lúc này từ các ô cửa sổ có mấy chục mũi súng đen xì nhắm chuẩn vào văn phòng, trong đó có còn hai khẩu súng phóng tên lửa, Tom và thủ hạ lập tức biến sắc. Lý Long cười cười, biết tao ghét nhất là loại người nào không? Tom nhìn hắn, trong mắt đã lộ ra vẻ sợ hãi. Lý Long nói, tao ghét nhất là người da đen, bị người ta nô dịch mà chẳng có nổi chút ý thức phản kháng nào, chủ chỉ cần hơi cho chút mặt mũi là bắt đầu đắc chí, chẳng lẽ mày không hiểu cho dù làm chó cũng phải có cốt khí à? Hắn tránh khỏi họng súng của Tom, nhắm chuẩn vào đùi của Tom, không chút do dự nhấn cò súng, rầm một tiếng, Tom hét thảm ôm đùi ngã xuống đất. Lý Long cười cười ngồi xuống, dùng báng súng gõ gõ vào đầu Tom, mày không dám nổ súng như tao dám. Tao không sợ chết, chẳng lẽ không có ai nói với mày rằng, vĩnh viễn đừng gây chuyện ở phố người Hoa ư, bất kể là ở quốc gia nào, nơi này là một quốc độ độc lập, đây là địa phương của người Trung Quốc chúng tao. Hắn lại nhấn cò súng. Tom sợ đến nỗi gào ầm lên, nhưng không có đạn bắn ra, Lý Long đã móc đạn ra từ trước rồi. Hắn cười như điên, liên tục ấn cò súng, dọa cho thân thể khôi ngô của Tom không ngừng run lẩy bẩy trên mặt đất. Lý Long đứng dậy, trong mắt lóe lên vẻ ngạo mạn, lạnh lùng nói, tước súng của chúng, bảo chúng cút đi. Sau khi Tom và đám thủ hạ nhếch nhác bỏ chạy, Lý Long dẫn Trương Dương tới nhà máy sửa chữa máy móc của hắn, ánh mắt của Trương Dương bị một chiếc xe đua Lamborghini màu đen hấp dẫn. Hắn bước tới, ngồi vào ghế lái, Lý Long ngồi ở ghế phụ, nói, vừa mới được đưa tới mấy hôm trước, ánh mắt của anh không tồi đâu. Trương Dương khởi động xe, tiếng động cơ hồn hậu mà nặng nề vang lên. Hắn nói với Lý Long, lái chiếc xe này ra ngoài không phải là quá gây chú ý ư. Lý Long nói, chỗ tốt lớn nhất khi sinh hoạt ở xã hội phương Tây là ai quét tuyết trước cửa nhà nấy. Trương Dương đạp ga, Lamborghini giống như một luồng điện màu đen lao ra khỏi nhà máy sửa chữa. Anh không sợ chết à? Trương Dương hiếu kỳ hỏi. Lý Long lắc đầu, hắn sao mà lại không sợ chết chứ? Nếu như không sợ chết, vậy thì sao lại ngoan ngoãn nghe theo sự phân phó của Trương Dương? Sinh mệnh của hắn đã còn lại không tới 23 tiếng. Hắn rất khó xác định đám người Trương Dương liệu có giao lại giải dược cho mình không, nhưng cho dù là có một tia sinh cơ thì hắn cũng muốn thử xem. Nhà thờ lớn St. Paul, 4 giờ chiều, An Đức Thành sẽ tới nơi đó gặp mặt chúng ta. Trương Dương nhìn đồng hồ, cách thời gian gặp mặt còn cả 5 tiếng nữa, mục đích của Vương Triển tới nhà thờ lớn St. Paul là để tiêu diệt mình, khóe miệng hắn phát ra nụ cười trào phúng, đối với cái tên Vương Triển này đã nghe danh từ lâu rồi, lần này phải xem rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Trương Dương cầm di động liên hệ với Lệ Phù, nói tin tức này cho cô ta, Lệ Phù bảo Trương Dương án chiếu theo kế hoạch mà hành sự, cô ta sẽ tới nhà thờ St. Paul bố trí tất cả trước. Nhà thờ St. Paul nằm ở góc đường Newgate và Newark, tòa giáo đường này là mang phong cách Baroque điển hình, lấy nóc nhà thờ hình tròn nguy nga để nổi danh, cũng là nhà thờ nóc vòm lớn thứ hai trên thế giới, là nhà thờ lớn nhất An Quốc, nhà thờ lớn thứ năm trên thế giới. Trương Dương và Lý Long đi tới đường Newgate, hai người bước vào trong một quán ăn Pháp ăn trưa, thời gian vẫn còn sớm, Lý Long tấm tắc thưởng thức tôm hùm. Nhìn bộ dạng của hắn, Trương Dương không khỏi bật cười, anh ăn ngon miệng nhỉ. Lý Long lúc này tâm cảnh đã biến thành vô cùng bình hòa, hắn cầm rượu vang lên uống một ngụm, nói thời gian của tôi không còn nhiều nữa, những đồ ăn này ngon như vậy, có thể hưởng thụ thì cứ hưởng thụ đi. Trương Dương dũng dĩa xiên một miếng thịt tôm hùm bỏ vào miệng, tôi luôn vẫn cảm thấy thức ăn Trung Quốc dễ ăn hơn. Lý Long nói, tôi cũng cho rằng như vậy, nhưng anh đã tới địa phương của người khác thì phải thích ứng với phương thức sinh hoạt của người khác, thức ăn Trung Quốc tuy ngon. Nhưng bàn tới phẩm vị và đẳng cấp thì vẫn không bằng được thức ăn của Pháp. Đây là một loại văn hóa, cũng là một loại quan niệm, đã thâm căn cố đế trong đầu người phương Tây rồi. Trương Dương cười nói, anh cho rằng ăn mấy bữa ăn Pháp là được tính bước vào xã hội thượng lưu ư. Lý Long nói, tôi chưa bao giờ cho mình thuộc xã hội thượng lưu. Tôi tự biết rõ mình, tôi cùng lắm cũng tính là xã hội đen thôi. Trương Dương bật cười, tiếng cười của hắn rõ ràng là không ăn nhập với hoàn cảnh nơi này. Một người phục vụ đi tới nhắc nhở hắn nhỏ tiếng một chút, đừng để ảnh hưởng tới những vị khách khác. Lý Long lạnh lùng nhìn tên phục vụ một cái, sau đó vén tay áo lên, để lộ ra một con rồng cuộn mình sặc sỡ nhiều màu. Tên phục vụ nhìn thấy hình xăm của Lý Long, không ngờ lại sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch, sợ hãi lui xuống. Lý Long kinh thường nói, người châu Âu chỉ dám khinh yếu sợ mạnh, tôi ở đây sống hơn chục năm, đã nắm rõ được tính khí của họ rồi. Trương Dương nói, vì sao lại lựa chọn nhóm này? Lý Long nói,
người Hoa ở châu Âu vẫn rất bị kỳ thị, tôi ban đầu muốn mở võ quán, nhưng về sau phát hiện không những người ngoại quốc khi phụ tôi, ngay cả người Hoa cũng khi phụ tôi thử nhiều nghề nghiệp những đều vấp phải trắc trở, sau cùng không còn cách nào khác đành phải lựa chọn con đường này, có điều, tôi có một nguyên tắc, tôi trước giờ không khi phụ người Trung Quốc. Trương Dương nói, tôi nghe nói anh tham gia di dân phi pháp. Lý Long nói, đích xác là vậy, nhưng tôi trước giờ không miễn cưỡng bọn họ đều là những người luôn khát khao muốn thấy được thế giới phương Tây, bọn họ một lòng muốn đến đây sống. Chỗ tiền này tôi không đi kiếm thì người khác cũng sẽ kiếm, so với bị người khác lừa, không bằng để tôi cầm cho, ít nhất thì tôi cũng sẽ không hại tính mạng của họ. Trương Dương dùng khăn ăn lau khóe miệng, nói, nghe có vẻ anh giống như là một người tốt. Lý Long nói, tôi không phải là người tốt, nhưng tôi chưa từng làm ra chuyện gì có lỗi với người Trung Quốc cả. Trương Dương cười lạnh, anh làm mối bắc cầu cho An Đức Thành và Brown chính là có lỗi với người Trung Quốc. Lý Long nói, bọn họ chỉ buôn bán súng đạn. Trương Dương nói, An Đức Thành không phải là hạng tốt lành gì, ý đồ thật sự của gã chính là muốn phá hỏng quan hệ ngoại giao Trung Anh, anh giúp gã làm chuyện xấu đã làm tổn hại tới lợi ích dân tộc. Lý Long không hiểu chân tướng phía sau của chuyện này. Có điều gã lờ mờ đoán được thân phận của Trương Dương rõ ràng là nhân viên tình báo tới từ Trung Quốc. Mục đích hắn tìm Brown chính là để giữ sự an toàn của quốc gia, vậy thì An Đức Thành này rõ ràng là làm việc phá hỏng lợi ích của Trung Quốc. Lý Long tuy trước giờ không phải tự cho mình là yêu nước, nhưng việc phản bội dân tộc, phản bội quốc gia thì hắn cũng không nguyện ý làm. Hắn hạ thấp giọng, nói, gã rốt cuộc là muốn làm gì? Trương Dương nói, có tình báo nói rằng, gã đang giáp tâm mưu sát Phó Thủ tướng Văn, dụng ý chân chính mà gã liên hệ với Brown chính là ở đây. Lý Long nói, tôi không quen biết với Brown, nhưng tôi biết Peter và Brown đều là quân Cộng hòa Ireland, bọn họ đều là người ủng hộ kiên định của nền độc lập Bắc Ái. Nói tới đây hắn dùng mình sợ hãi, chẳng lẽ Cộng hòa Ireland muốn dụng chuyện này để gây xích mích, tôi lúc đó sao không nghĩ tới nhỉ? Trương Dương từ vẻ mặt của Lý Long đã nhìn ra được sự ảo não của gã. Từ đó có thể thấy người này ít nhiều cũng còn chút tinh thần dân tộc. Trương Dương nói, việc cần kíp bây giờ là anh hãy giúp tôi tìm được An Đức Thành, còn Brown nữa, hai người bọn chúng đều là nhân vật quan kiện của chuyện này. Lý Long nói, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ tận sức mà làm. Buổi chiều, Lý Long nhận được điện thoại của Vương Triển, gã thông chi của Lý Long địa điểm gặp mặt, hàng lang của nhà thờ St. Paul. Trương Dương không quen thuộc lắm với nhà thờ St. Paul. Nhưng Lý Long thì biết rõ nơi này như lòng bàn tay, hắn dẫn Trương Dương bước vào đại sảnh nhà thờ, chủ thể của nhà thờ là hai tòa nhà lớn hình chữ thập đan xen nhau, phần đan xen của tòa nhà hình chữ thập làm nổi bật tòa kiến trúc khổng lồ cao tới 110 mét này, phần mái nhà hình vòm đặt một giá chữ thập mạ vàng, phủ lên một tầng sắc thái thần bí cho cả giáo đường. Cửa chính của nhà thờ ở hướng Tây, trước cửa có một hành lang do 8 đôi cột đá hình tròn tổ thành, hai đầu của kiến trúc chính diện nhà thờ còn có hai gác chuông đối nhau. Gác chuông góc Tây Nam treo một chiếc chuông đồng nặng tới 17 tấn, đây là chuông đồng lớn nhất nước Anh. Trên hành lang đầy lỗ thông nhau, chỉ cần chọn một lỗ thông ở trong đó để nói chuyện, ở trên bất kỳ một lỗ thông nào đều có thể nghe rõ hồi âm. Lý Long ở trên hành lang nhận được điện thoại của Vương Triển, gã bảo Trương Dương một mình đi lên đỉnh tháp. Lý Long gật đầu, truyền đạt lại ý tứ của Vương Triển cho Trương Dương, sau đó giao điện thoại của mình cho Trương Dương. Trương Dương theo du khách cùng đi lên đỉnh tháp. Từ trên đỉnh tháp có thể nhìn thấy cảnh sắc của cả thành phố London, cho nên du khách tới tham quan nối liền không dứt. Biểu hiện của Trương Dương khá cẩn thận, đối phương ở trong bóng tối, còn hắn thì ở ngoài sáng, mục đích chân chính mà Vương Triển bảo Lý Long dụ mình tới chính là để trừ khử mình, ở thời đại này, võ công tuyệt thế không bằng một viên đạn của khẩu súng ngắm. Trương Dương vừa đi vừa chú ý chọn nơi yểm hộ, điện thoại của Lý Long đổ chuông, Trương Dương bắt máy. Bên trong truyền ra một giọng nói lạ lẫm và thâm trầm, Trương tiên sinh. Anh từ ngàn dặm xa xôi tới London chính là để tìm tôi ư. Trương Dương nhìn xung quanh. Nghe thấy tiếng cười trong điện thoại, anh sợ à? Tôi còn cho rằng anh là một người không sợ chết cơ đấy. Trương Dương nói, anh là Vương Triển. Đúng vậy, quốc an các anh tìm tôi lâu như vậy, tôi nói sao cũng phải ra mặt chào hỏi anh chứ. Anh không phải là An Đức Thành ư? Xem ra anh thật sự coi mình là một phần tử của An gia rồi. Vương Triển cười càng lúc càng lớn tiếng, Trương tiên sinh, anh quả thật là một mãnh tướng, chỉ đáng tiếc bị quốc an lợi dụng. Gã sau đó liền thở dài, nói, tôi cảm thấy tiếc thay cho anh. Trương Dương đã đi lên nhà tháp, hắn chú ý che giấu thân thể của mình, anh ở đâu? Sao không dám ra mặt,
Vương Triển nói, tôi chỉ muốn nhìn thấy anh, quan sát anh cho thật kỹ mà thôi, yên tâm đi, tôi sẽ không giết anh đâu. Sau khi mèo bắt được chuột, luôn thích chơi đùa một phen, ăn luôn thì không còn gì thú vị cả. Trương Dương cười lạnh, nói, anh đánh giá cao năng lực của mình rồi. Chuyện của An Gia Hương Cảng có phải là anh làm không? Món nợ đó tôi còn chưa tính xong với anh đâu. Rất không may, tôi trước giờ không hề coi anh là đối thủ. Trương tiên sinh, tôi cho anh một lời khuyên, hoặc là rời khỏi London, hoặc là chết tại London. Trương Dương cười ha ha, tôi cũng cho anh một lời khuyên nhé, hoặc là chủ động quỳ trước mặt tôi khấu đầu nhận sai, hoặc là tôi lôi anh ra, khiến anh sống không được mà chết cũng không xong. Vương Triển nói khẽ, xem ra anh lựa chọn cái sau rồi, tôi rất thương tiếc. Nói xong gã liền gác điện thoại. Trương Dương nhìn đồng hồ, đã đúng 4 giờ rồi, Vương Triển không hề xuất hiện. Đứng ở trên tòa tháp có thể nhìn thấy cảnh sắc của London, sắc trời ảm đạm, cả London bị bao phủ trong cảnh mờ mịt, bầu không khí này khiến người ta cảm thấy nặng nề. Trương Dương biết Vương Triển nhất định ở gần đây, Lệ Phù cũng ở gần đây, bọ ngựa bắt ve sầu, hoàng tước ở phía sau, mình rõ ràng đóng vai ve sầu. Sau khi ở trên tòa tháp 10 phút, Trương Dương xác định Vương Triển sẽ không tới, hắn cuối cùng cũng quyết định rời đi, Lý Long vẫn đợi hắn ở hành lang, Trương Dương giao điện thoại cho hắn, lắc đầu nói, xem ra gã không muốn gặp tôi rồi. Hai người sánh vai bước ra khỏi nhà thờ St. Paul, đi về phía nơi họ đỗ xe. Trước khi lên xe, Trương Dương không khỏi quay người lại nhìn nhà thờ St. Paul, hắn cảm thấy rất kỳ quái, Vương Triển hẹn mình tới đây chẳng lẽ chỉ để nhìn thấy mình thôi ư? Lý Long ngồi vào xe khởi động máy, nói, xem ra gã cũng hoài nghi tôi rồi. Trương Dương nói, tôi phải lôi gã ra cho bằng được. Lý Long nói, tôi thông qua một người tên là Hoàng Hạo Thiên để quen hắn. Hắn từ bị động hợp tác lúc ban đầu, đã càng lúc càng bộc lộ tính chủ động. Trương Dương nói, dẫn tôi đi gặp gã. Lý Long lái xe ra khỏi bãi đỗ, không lâu sau hắn liền phát hiện ra điều dị thường, phía sau có một chiếc xe Zeta cũ nát bám theo họ. Trương Dương cũng phát hiện ra tình huống này, liền nói nhỏ chiếc xe Zeta đó hình như là đuổi theo chúng ta. Lý Long cười cười khinh thường, một chiếc xe Zeta cũ nát mà cũng muốn đuổi theo họ, đúng là nằm mộng. Điện thoại của Trương Dương đổ chuông, lần này là Lệ Phù gọi tới, cô ta nói, tôi phát hiện tung tích của Vương Triển rồi, hiện giờ đang đuổi theo gã, chốc nữa tôi liên hệ với anh, bản thân anh cũng nên cẩn thận đó. Trương Dương ừ một tiếng, Lý Long lúc này đã bắt đầu tăng tốc. Chiếc xe Zeta đó cũng tăng tốc đuổi theo. Nếu là đi trên đường cao tốc, xem Lamborghini của họ muốn cắt đuôi một chiếc xe Zeta cũ nát là một chuyện hết sức dễ dàng, nhưng hiện tại đang lái xe trong London, lượng xe nhiều vô cùng, muốn cắt đuôi xe Zeta là chuyện rất khó. Càng khiến họ bực bội hơn là, theo đuôi họ không chỉ có một chiếc xe Zeta, còn có hai chiếc Chevrolet gia nhập vào trong trận doanh của kẻ trung tung. Lý Long nắm tay lái, len lỏi qua các khe hở. Trương Dương quan sát tình huống của những chiếc xe ở đằng sau, Lý Long không nhịn được mà cất tiếng oán thán, không ngờ cừu gia của anh ở An Quốc lại nhiều như vậy. Anh sao đoán định là kẻ thù của tôi? Không khéo là của anh đấy. Lúc này chiếc xe Zeta ở phía sau đã tăng tốc vọt lên, đâm mạnh vào phần đuôi xe Lamborghini của họ, khiến cho thân thể của Lý Long và Trương Dương chấn động, Lý Long trong lòng như nhỏ máu, hung hăng chửi con mẹ chúng mày, tao sẽ mất bao nhiêu tiền để sửa nó đây. Miệng hắn thì chửi, nhưng tư tưởng thì lại không cảm thấy nhẹ nhõm hơn tí nào, đạp mạnh ga, chui ra từ khe hở của chiếc xe khách ở bên cạnh. Ba chiếc xe đuổi theo như hình với bóng. Hai chiếc xe Chevrolet tăng tốc đuổi theo, một trái một phải kẹp xe Lamborghini vào giữa, Trương Dương nhìn sang, người ngồi trong chiếc Chevrolet ở bên trái là Brown, Lý Long quả nhiên nói không sai, đám người này đích xác là vì mình mà tới, có điều bọn chúng sao có thể nắm rõ được hành tung của mình như vậy nhỉ? Chẳng lẽ là Vương Triển nói với Trung ư, hay là bọn chúng một mực vẫn theo dõi mình? Brown nắm tay lái, xe chưa là vẹt đâm vào thân xe bên trái của Lamborghini, Lý Long không ngừng mắng chửi, chiếc xe đua này liên tục bị đâm cho méo mó, một chiếc xe vận tải chậm rãi đi đằng trước cản đường của hắn, từ trong kính sau nhìn thấy, chiếc Zeta ở phía sau lại tăng tốc đâu vào đít xe họ. Lý Long gầm lên, ngồi cho vững vào, đúng vào lúc chiếc xe Zeta sắp đâm vào đuôi xe, hắn đột nhiên giẫm hết ga. Xe Lamborghini trong tiếng gào rít giống như là một quả đạn pháo bay ra khỏi nòng, tiến về phía trước theo hình chữ S với độ khó cực cao, thân xe bên phải lướt sát qua một chiếc xe đua ở bên cạnh. Nơi hai chiếc xe tiếp xúc ma sát ra một tia lửa sáng lạn.
Chiếc xe Zeta ở phía sau vốn định đâu vào đuôi xe Lamborghini, nhưng đột nhiên lại mất đi mục tiêu, lái xe muốn phanh lại cũng kịp, đầu xe đâm mạnh và đuôi xe vận tải, cú đâm mạnh dẫn tới nổ tung, khói và lửa bốc lên ở phần đuôi xe vận tải, vụ nổ khiến lái xe hốt hoảng, thân xe trong nháy mắt mất đi khống chế, liên tiếp đâm vào ba chiếc xe con khác. Lý Long từ trong kính phản quang nhìn thấy chiếc xe vận tải lao về phía mình, hắn lại gầm lên, đạp hết ga. Chiếc xe đua xuyên qua khe hở của hai chiếc xe ở đằng trước, song không thể tránh khỏi va chạm với hai chiếc xe đó. Trương Dương quay đầu lại nhìn, phía sau đã là một mảng lộn xộn, hai chiếc xe Chevrolet không ngờ cũng vượt qua được đoạn đường tắc, tiếp tục đuổi theo họ không rời. Lý Long triệt để bị chọc giận rồi, hắn gào lên, giải quyết chúng. Nhìn thấy Trương Dương không có phản ứng gì, có chút bất mãn lườm Trương Dương, anh đừng có nói với tôi rằng anh không có súng nhé. Trương Dương gật đầu. Lúc này chiếc Chevrolet ở bên phải lại xông lên, một người ở trong xe móc súng ra. Có điều trình độ bắn súng quá kém, liên tục hai phát súng rơi vào khoảng không. Lý Long cũng định móc súng ra, nhưng thấy Trương Dương rút ra một thanh kẹo cao su, ngắt đi một chút sau đó ném vào cửa kính của đối phương. Không đợi Lý Long hiểu được rốt cuộc là có chuyện gì, chiếc xe Chevrolet đó đã phát nổ. Trương Dương cũng không ngờ một quả mìn nhỏ như vậy lại có uy lực lớn thế. Nhìn chiếc xe Chevrolet nổ tan tành, hắn đầy vẻ kinh ngạc nói, tôi ích, ghê quá đi. Rao lái chiếc xe Chevrolet cuối cùng từ trong quầng lửa lao ra, Lý Long lúc này đã rút được súng ra rồi, một tay cầm lái, tay kia nhắm chuẩn vào bánh xe Chevrolet, liên tục bắn hai phát. Bánh xe của chiếc Chevrolet mà Rao lái nổ tung khiến xe mất đi khống chế, đâm vào vỉa ba toa ở bên cạnh. Trương Dương và Lý Long lái xe Lamborghini rách lát lái vào đường Hanson. Lý Long chỉ vào cửa hàng âm thanh đối diện họ, nói chính là cửa hàng này, Hoàng Hạo Nhiên là ông chủ ở đây. Trương Dương gật đầu, tôi đi tìm gã, anh đợi tôi ở bên ngoài nhé. Lý Long gật đầu rồi nhắc Trương Dương, thằng ôn này rất giảo hoạt, anh cẩn thận chút. Trương Dương cười cười, trong lòng nghĩ thầm, tên giảo hoạt như anh tôi còn đối phó được, huống chi là gã. Trương Dương đi vào trong cửa hàng âm thanh, nhìn thấy một nam tử Trung Quốc đang ngồi thưởng thức âm nhạc. Trương Dương không nghiên cứu nhiều về âm nhạc, có điều nghe thấy giọng nữ trầm thấp cũng cảm thấy rất thoải mái, hắn ngồi xuống cạnh nam tử đó. Nam tử Trung Quốc chính là Hoàng Hạo Nhiên mà hắn muốn tìm, Hoàng Hạo Nhiên nhìn Trương Dương một cái, nói cảm thấy âm hưởng thế nào. Trương Dương rất thành thật trả lời, tôi không hiểu gì cả. Hoàng Hạo Nhiên nói, anh không hiểu thì tới cửa hàng âm thanh của tôi làm quái gì. Tìm anh, tìm tôi có chuyện gì? Trương Dương lấy ảnh của Vương Triển ra, anh quen người này không? Hoàng Hạo Nhiên cười một cái rất kỳ quái, sau đó đứng dậy chạy vụt ra ngoài như một con thỏ. Trương Dương căn bản không ngờ phản ứng của thằng ôn này lại kịch liệt như vậy, hắn đứng dậy chạy theo. Hoàng Hạo Nhiên chạy ra ngoài cửa thì quặt sang phải, bên cạnh đột nhiên thò ra một cái, Hoàng Hạo Nhiên làm sao có thể ngờ được bên ngoài còn có mai phục. Đột nhiên bị vấp, thân thể mất thăng bằng bay ra, nặng nề va xuống đất. Lý Long khoanh tay nhàn nhã tự đắc xuất hiện ở trước mặt gã, chạy đi đâu mà gấp thế. Trương Dương đã đuổi tới nơi, nắm lấy cổ áo của Hoàng Hạo Nhiên, vung quyền làm ra tư thế muốn đánh hắn. Hoàng Hạo Nhiên vội vàng cầu xin, các đại ca à, chúng đều là con cháu của Viêm Hoàng, vốn là sinh cùng một gốc, đừng có làm vậy mà. Trương Dương cười mắng, mày nói năng hay phết đấy. Lý Long nói, người ta là lão sư ngữ văn từ quốc nội tới mà lại. Hoàng Hạo Nhiên rên hừ hừ đứng dậy, hảo hán không nhắc tới cái dũng năm xưa. Lý Long mắng, mày con mẹ nó mà cũng tính là hảo hán à, ăn cắp lừa đảo, cùng lắm chỉ là một thằng lưu manh. Hoàng Hạo Nhiên rất cố kỵ Lý Long, sau khi bị mắng vẫn không dám cãi lại, cười cười mời hộ vào trong cửa hàng. Trương Dương cười nói, mày chạy đi đâu vậy? Hoàng Hạo Nhiên nói, anh không giống như người tốt, tôi thấy anh là sợ rồi. Trương Dương lần đầu tiên nghe thấy người khác nói mình không giống người tốt, hắn vừa tức giận vừa buồn cười, nói tao là một đảng viên, không có người nào trông giống người tốt như tao đâu. Hoàng Hạo Nhiên nói với Lý Long, tìm tôi có việc gì? Lý Long ở trên giá CD của gã chọn mấy đĩa, nói An Đức Thành mà mày lần trước giới thiệu cho tao rốt cuộc là có bối cảnh gì? Hoàng Hạo Nhiên nói, tôi không quen hắn, lúc ở Đổ Trương biết nhau, hắn nói có một ít súng ống, tôi tiến cử hắn cho anh. Lý Long lạnh lùng nói, mày tốt nhất đừng có lừa tao. Hoàng Hạo Nhiên nói, tôi lừa anh làm gì, tôi có phải chán sống rồi đâu, anh Long. Tôi trước giờ luôn tôn kính anh mà. Trương Dương nói, mày biết nơi ở của An Đức Hành không?
Hoàng Hạo Nhiên nghiêng đầu nhìn Trương Dương, anh tìm hắn làm gì? Lý Long gõ lên đầu gã một cái, mày con mẹ nó biết thì nói ra, ít lời thôi. Hoàng Hạo Nhiên nói, biết một chút, có điều lúc này nhớ không ra. Trương Dương hiểu thằng ôn này đòi tiền, hắn cũng rất thống khoái, lấy từ trong ví ra 200 bảng đưa cho hắn. Hoàng Hạo Nhiên cầm 200 bảng, rất kinh thường nói, cho tiền ăn xin à. Chi phí sống ở London không giống như quốc nội đâu. Lý Long đang định nổi giận thì thấy Trương Dương lại đưa cho Hoàng Hạo Nhiên thêm 300 bản nữa, nói đi. Hoàng Hạo Nhiên nói, tôi có một người quen tên là Josephine, ả là điếm, Josephine thích đánh bạc, lần trước tôi gặp An Đức Thành, ả đang đánh bài với Joseph, tôi là thông qua Joseph mới quen hắn. Gã dừng lại một chút rồi nói tiếp, tôi có số điện thoại của Josephine đây. Gã chìa tay về phía Trương Dương. Trương Dương rất khẳng khái đưa cho gã 500 bảng. Hoàng Hạo Nhiên lúc này mới đi tìm bút viết số điện thoại cho Trương Dương, Trương Dương sau khi cầm lấy số điện thoại liền hỏi, còn có tin tức gì khác không? Hà Hâm Nhan lắc đầu, nói, tôi chỉ biết có thế thôi. Trương Dương gật đầu, đột nhiên thò tay ra điểm huyệt Hoàng Hạo Nhiên. Hoàng Hạo Nhiên bất động nằm vật trên ghế, Trương Dương lấy lại tiền mà mình đã đưa cho gã. Lý Long há miệng trợn mắt nhìn thằng ôn này, hắn còn cho rằng Trương Dương rất khẳng khái. Trương Dương không những lấy lại tiền của mình mà còn thuận tay móc cả ví Hoàng Hạo Nhiên ra, khiến hắn thất vọng là bên trong chỉ có mấy chục bảng Anh, xem ra Hoàng Hạo Nhiên rất nghèo. Hai người rời khỏi cửa hàng Âm Thanh, Lý Long không nhịn được liền bật cười, hắn vừa cười vừa giơ ngón tay lên với Trương Dương, nói khẽ anh vừa rồi là điểm huyệt à. Trương Dương gật đầu, đưa số điện thoại lấy được từ trong tay Hoàng Hạo Nhiên cho Lý Long, hẹn Josephine đi. Lý Long móc điện thoại ra cười tủm tỉm, anh muốn chơi gái. Trương Dương nói, tôi muốn xem nhãn quang của Vương Triển thế nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Josephine mặc áo da màu tím, bên trên đính đầy đồ trang sức lấp lánh chói mắt, bên dưới mặc quần da màu đen, đôi chân thon dài gác lên ghế dài ở bên cạnh, sửa sang lại đôi giày. Trương Dương nhíu mày, xem ra phẩm vị của Vương Triển này chẳng ra làm sao cả. Lý Long lái xe chậm rãi đỗ ở cạnh ả ta, ấn còi inh ỏi. Josephine nhìn hắn, anh gọi điện thoại cho tôi đấy à? Lý Long lắc đầu, chỉ vào Trương Dương ở bên cạnh. Josephine éo nghẹo bước tới, cúi người dựa vào cửa xe cạnh Trương Dương, đôi mắt màu nâu cực kỳ vũ mỹ nhìn Trương Dương, đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm môi, ả ta nói khẽ sao me. Trương đại quan nhân chỉ có thể nghe hiểu đúng từ sao yêu. Hắn thầm nghĩ con ả này sao mở miệng ra là mắng người. Có điều sự nhẫn nhịn của thằng ôn này đối với con gái luôn rất cao, hắn lấy ảnh của Vương Triển ra, nói cô nhận ra gã không? Josephine nhìn Vương Triển trong ảnh, không khỏi bật cười, cô ta lắc đầu, nói, không quen. Lý Long dùng tiếng Trung nói, ả này đang nói dối. Josephine đã gắt gỏng nói, các anh không muốn làm ăn thì tôi đi đây. Trương Dương đẩy cửa bước xuống. Đi tới trước mắt Josephine, lấy ra ví tiền ra, hắn đếm 500 bảng, lắc lư trước mặt Josephine. Hai mắt Josephine sáng lên, đưa tay ra tóm lấy, Lý Long bước tới, nói, Josephine, chúng tôi đang tìm người trong ảnh, nếu như cô biết nơi hạ lạc của hắn thì xin nói cho chúng tôi sẽ hầu tạ cô. Josephine nhìn Lý Long rồi lại nhìn Trương Dương, ả ta tựa hồ như vẫn đang do dự, Trương Dương lại lấy ra 500 bảng nữa. Josephine nói, tôi từng làm ăn hai lần với hắn, mỗi lần đều ở trong khách sạn vườn hoa William, những cái khác thì tôi không biết. Lý Long và Trương Dương nhìn nhau, xem ra giữa Vương Triển và Josephine chỉ là quan hệ khách làn chơi và gái điếm, từ trong miệng Josephine không có được nhiều tình báo. Hai người lên xe, nhìn Josephine đã bước về chiếc xe ở đằng xa, Trương Dương đầy vẻ không hiểu, nói, thật không hiểu Vương Triển sao lại thích loại gái điếm cấp thấp này nhỉ. Lý Long nói, mỗi người truy cầu kích thích kiểu khác nhau, có người thích thuần khiết, có người thích lẳng lơ, có người lại thích thành thục, có người thích đơn thuần. Anh rất có kinh nghiệm. Lý Long cười nói, cũng tạm, có điều, phẩm vị của tôi cao hơn Vương Triển một chút. Nhìn chiếc xe Lamborghini rách nát đi xa, Josephine ngồi thẳng dậy, từ trong túi móc điện thoại ra, nhanh chóng bấm số rồi nói khẽ cá đã căn câu rồi. Trương Dương gia nhập Quốc An lâu như vậy Trương Dương mà hiện giờ mới có cảm giác thật sự nhập vai, hắn và Vương Triển vẫn chưa gặp mặt, có điều trong lòng đã coi gã là đối thủ cần diệt trừ, không nói tới những chuyện khác, chỉ bởi vì thằng ôn này là kẻ đứng sau bày mưu trong vụ huyết án của An gia đã đủ để không thể tha thứ rồi.
Trên đường tới nhà hàng vườn William, Trương Dương đã báo tin tức cho Lệ Phù. Lệ Phù đang trong quá trình theo đuôi Vương Triển thì bị gã phát hiện và thành công cắt đuôi. Biết được manh mối này, không khỏi dặn dò Trương Dương, người này rất giảo hoạt, anh nhất định phải cẩn thận. Trương Dương gác điện thoại, phát hiện Lý Long đang nhìn hắn, lúc này mới nhớ ra thời gian của Lý Long không còn nhiều nữa, không khỏi bật cười, đừng lo lắng, xét thấy biểu hiện vừa rồi của anh, tôi nhất định sẽ đưa giải dược cho anh. Lý Long nói, tôi cũng không sợ chết, trải qua những chuyện vừa rồi, Peter đã hận tôi tới thấu xương, tôi nghĩ hắn nhất định sẽ hạ thủ với tôi. Trương Dương nói, một đám phần tử phản động Bắc Ireland mà đáng để anh sợ hãi ư. Lý Long cười cười không nói gì nữa, hắn lái xe dừng dưới bãi đỗ xe của nhà hàng vườn William, cùng Trương Dương đi vào đại sảnh của nhà hàng. Với trình độ tiếng Anh của Trương Dương rõ ràng không thể nào làm ăn được gì, Lý Long đi tới quầy lễ tân hỏi tình huống của Vương Triển. Vốn tổng đài không muốn để lộ tin tức của khách, có điều thằng ôn Lý Long này hết dùng mềm lại dùng cứng, nói dối là cảnh sát. Khiến Trương Dương kinh ngạc không thôi là hắn không ngờ còn mang theo cả huy hiệu cảnh sát giả, xem ra thằng ôn này không phải là lần đầu tiên giả mạo cảnh sát, nhân viên quầy lễ tân lúc này mới chịu giúp hắn tra tin tức của An Đức Thành. Lý Long đắc ý nháy mắt với Trương Dương, hai người bước vào thang máy, Lý Long ấn nút tầng 15, 1539. Trương Dương nói, gã có ở đây không? Lý Long lắc đầu, vẫn chưa về, có điều chúng ta có thể ở lại đợi gã. Cửa thang máy chậm chậm mở ra, Lý Long bước ra khỏi cửa trước, hai người đi tới trước phòng 1539, Lý Long ấn chuông cửa, Trương Dương nhìn sang hai bên, nói khẽ cửa khóa rồi. Lý Long cười nói, cửa bình thường không làm khó được tôi đâu. Hắn từ trong ngư xê móc ví ra, từ bên trong lấy ra một tấm thẻ, cắm vào trong khóa cửa, liên tiếp thử ba cái thẻ, mới thấy đèn cửa từ đỏ chuyển sang xanh, hắn mở cửa phòng ra, mỉm cười nói, mời vào. Trương Dương theo Lý Long bước vào trong, Lý Long lật tay đóng cửa lại, không khỏi đắc ý nói, mấy tấm thẻ trong ví của tôi đã mở rất nhiều cửa phòng khách sạn trên thế giới này rồi. Trương Dương nhìn căn phòng này, cảm giác không có chỗ nào dị thường, trên bàn đặt một tấm bản đồ, trên sổ ghi chép ở bên cạnh dùng bút máy viết mấy từ tiếng Anh. Lý Long cầm lên đọc, chẳng qua là mấy địa danh. Lúc này điện thoại trong phòng vang lên, Trương Dương và Lý Long nhìn nhau, cuối cùng Lý Long vẫn nhấc lên. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp lạnh lùng, Lý Long, mày khiến tao thất vọng lắm, không ngờ lại bán đứng tao. Lý Long nghe ra là giọng của Vương Triển, hắn lập tức cảm thấy có chút bất diệu, xem ra Vương Thông nắm rất rõ nhất cử nhất động của họ. Hắn vô thức nhìn ra cửa sổ, rèm cửa kéo rất kín, từ bên ngoài chắc không nhìn được tình cảnh trong phòng. Vương Triển nói, chúng mày có 10 giây để rời khỏi phòng, tao đặt bom trong phòng đấy. Lý Long biến sắc, hắn ném điện thoại xuống. Tham giải thích nói với Trương Dương, té mau. Trương Dương tuy không biết hắn nghe thấy gì, nhưng từ trong biểu hiện thất thốt của Lý Long đã đoán ra chuyện này không tầm thường. Hắn theo Lý Long xông ra khỏi phòng, hai người liều mạng chạy về phía thang máy, sau khi bọn họ lao vào trong vẫn chưa nghe thấy tiếng nổ, Lý Long tính thời gian, đã qua 10 giây từ lâu rồi, Vương Triển rõ ràng là đùa cợt họ, Lý Long tức giận mắng, thằng chó. Điện thoại của hắn lúc này lại đổ chuông. Quả nhiên vẫn là Vương Triển gọi. Vương Triển cười rất sảng khoái, có phải là rất sợ không? Lý Long nói, sợ cái con mẹ mày. Vương Triển đột nhiên thôi cười, vừa rồi chỉ là vận động cho nóng người thôi, từ giờ chúng mày sẽ được thưởng thức cái gì gọi là sợ hãi. Thang máy đột nhiên chấn động, sau đó nhanh chóng tụt xuống, thân thể của Trương Dương và Lý Long đụng vào nhau, bên trong thang máy rơi vào bóng tối, bọn họ nghe thấy tiếng nổ. Tiếng nổ vang lên từ bên trên thang máy huy từ tầng 15 mà rơi xuống, bọn họ sợ rằng sẽ thành đống thịt băm, Trương Dương tuy gan to, lúc này cũng đã toát mồ hôi lạnh, may mà thang máy tới tầng 10 thì dừng lại, điện thoại của Lý Long lại đổ chuông. Vương Triển âm trầm nói, chơi vui không? Tao chỉ ấn nhẹ một cái thôi là cái dây kéo cuối cùng của thang máy sẽ đứt đó. Lý Long gào lên, mày muốn làm gì? Vương Triển lạnh lùng nói, móc súng của mày ra, nhắm thẳng vào đầu thằng kia. Bắn chết nó đi, mày không có lựa chọn đâu, giữa hai thằng chỉ có một đứa sống thôi. Lý Long gác điện thoại, Trương Dương đấm một quyền lên nóc thang máy, hắn bò lên trên, sau đó kéo Lý Long lên, hai người đứng ở bên trên thang máy, nhìn dây bên trên thang máy đã bị nổ đứt mấy sợi, hiện tại chỉ có một dây kéo, vô cùng nguy hiểm. Không đợi họ ổn định thân thể, tiếng nổ lại một lần nữa vang lên trên đầu họ, sợi dây sau cùng đã dứt, thang máy nhanh chóng rơi xuống. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc,
Trương Dương lấy ra một chiếc bút Parker, ấn nút, dây kéo bắn vào trên tường của khoang thang máy, Trương Dương gầm lên, ôm chặt lấy tôi. Lý Long lao tới ôm lấy người hắn, hai người gào thét đụng lên bức tường ở bên cạnh, thang máy rơi xuống lại dẫn tới một vụ nổ, lửa và khói thuận theo thông đạo hướng lên trên. Chương 289, hỏa tuyến trở kích. Trương đại quan nhân từ lúc sinh ra đến nay chưa từng có thân mật với một nam nhân như thế này, hai người ôm chặt lấy nhau, mặt đều dụi vào vai đối phương, cố gắng tránh lửa làm thương hại tới phần mặt. Công cụ mà Mũi Văn Tử chế ra rất xuất sắc, dây thép mỏng như độ chắc rất mạnh, không ngờ có thể chịu được trọng lượng của hai người đàn ông. Trương Dương và Lý Long thảm hại bất kham từ cửa thang máy tầng 9 bỏ ra ngoài, trên người có không ít vết bị lửa xém. Trương Dương nghiến răng nghiến lợi nói, bắt được thằng chó này, tôi nhất định sẽ phân thây nó ra. Lý Long cũng mang tâm tư như Trương Dương, hai người không dám dừng lại tại chỗ quá lâu, vụ nổ rất nhanh sẽ kéo cảnh sát tới, bọn họ men theo cầu thang an toàn bỏ đi, khi đi qua đại sảnh của khách sạn nhìn thấy bên trong đại sảnh vô cùng hỗn loạn, bảo vệ của khách sạn đang cầm bình cứu hỏa chạy về phía thang máy đang bốc khói nghi ngút. Nhân lúc hỗn loạn, Trương Dương và Lý Long rời khỏi khách sạn vườn William. Bọn họ đi tới bãi đỗ xe, chạy về phía chiếc Lamborghini rách nát, Lý Long nghĩ ra gì đó, đột nhiên dừng bước, rút chìa khóa điều khiển từ xa ra, ấn nút khởi động xe, sự thực chứng minh sự lo lắng của hắn không thừa, động cơ khởi động trực tiếp dẫn tới một vụ nổ, chiếc xe Lamborghini nổ tan tành, mấy chiếc xe ở bên cạnh cũng bị sóng khí lật tung lên không trung. Vụ nổ khiến cho mặt đất cũng phải chấn động, Trương Dương và Lý Long vô thức nằm xuống đất, các tòa nhà xung quanh, bao gồm cả khách sạn vườn William, đồ kính liên tục vỡ vụn, bụi và mảnh kính bay khắp nơi, hiện trường vang lên tiếng hét sợ hãi, xen lẫn tới tiếng khóc của phụ nữ và trẻ em. Trương Dương lắc lắc cái đầu, phủ bụi và mảnh vỡ trên người, lúc này một chiếc xe Golf GTI màu đen lái tới cạnh họ, người lái xe là Lệ Phù, cô ta đẩy cửa gọi, lên xe, lập tức rời khỏi nơi này. Trương Dương và Lý Long lảo đảo chạy vào trong xe, Lý Long bị chấn cho đầu óc quay cuồng, trên mặt nhiều chỗ bị kính làm rách. Hắn rút khăn tay ra vừa lau máu trên mặt vừa chửi con chó này ác độc thật. Trương Dương cầm chai nước khoáng dội lên đầu, Vương Triển rõ ràng là bố trí một cái bẫy cho bọn hắn lao vào, bắt đầu từ lúc gặp mặt ở nhà thờ St. Paul, nhất cử nhất động của họ đều nằm trong tính toán của Vương Triển. Lệ Phu nói, bom chắc là Brown thiết kế, hắn là chuyên gia bom mìn, mục đích mà Vương Triển liên lạc với hắn chính là nằm ở đây. Trương Dương nói, thằng ôn này quá giảo hoạt. Hẹn tôi tới nhà thờ ST. Ôn gặp mặt, mục đích chính là để dụ tôi vào chồng. Lệ Phu nói, ở trên lập trường đối địch, đương nhiên là sẽ không từ thủ đoạn. Trương Dương nói, cô muốn lợi dụng tôi làm môi để dụ người ta ra, hiện tại mục đích đạt được rồi đấy, đám người này đều nhắm điểm hỏa lực lên người tôi, cô cũng mau hành động tiêu diệt chúng đi chứ. Lệ Phu nói, hắn rất giàu hoạt, không dễ bị bắt vậy đâu. Lý Long nói, chuyện mà cô bảo tôi đã làm xong rồi, chuyện đáp ứng tôi cũng nên thực hiện đi chứ. Lệ Phù cười nói, anh sợ chết à, còn hơn 10 tiếng nữa cơ mà. Tính mạng của Lý Long nằm trong lòng bàn tay cô ta, tuy trong lòng phẫn nộ, nhưng chỉ dám giận chứ không dám nói. Lý Long rề suốt quay lại tìm Josephine, nhưng bị Trương Dương phủ định, chuyện này khẳng định là có liên quan tới Josephine, có điều sau khi ả bố trí cái bẫy này. Không thể nào ngoan ngoãn ở tại chỗ đợi họ quay lại tìm được. Lệ Phù thả họ ở bến tàu điện ngầm, Trương Dương xuống xe, không nhịn được bèn nói, cô cứ vậy bỏ đi à? Lệ Phù cười bảo, sao? Anh không nỡ rời xa tôi ư? Trương Dương nói, có phải chứng tỏ rồi nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi không? Tạm thời không có chuyện gì cần anh cả. Lệ Phù đưa cho Trương Dương một tờ giấy, đã an bài khách sạn cho anh rồi, bên trên có địa chỉ, còn có một số điện thoại khẩn cấp. Là của Mũi đấy, anh nhớ những cái này cho kỹ vào, hai ngày nay tốt nhất đừng ra mặt ở nơi công cộng, lúc nào có thể rời khỏi London thì tôi sẽ thông chi cho anh. Nếu cô không thông chi cho tôi há chẳng phải là vĩnh viễn chờ đợi ở London ư. Yên tâm, cùng lắm là ngày kia anh có thể đi mà. Trương Dương có chút bực bội nhìn Lệ Phù, hắn biết Lệ Phù khẳng định nắm giữ một số bí mật mà mình không biết, nhưng nhiệm vụ làm mồi nhử của hắn đã hoàn thành rồi. Lệ Phù không muốn để hắn tiếp tục lấn sâu, hiện tại chẳng khác nào là một cước đá hắn đi. Lệ Phù giao cho hắn một cái hộp châm màu đen, bên trong có giải dược, có muốn giao cho anh ta hay không thì tự giải quyết. Trương Dương cầm lấy hộp châm, quay về cạnh Lý Long nói khẽ, lén lút thương lượng cái gì đấy. Trương Dương cười nói, không có gì,
nói chuyện này đối với anh và tôi mà nói thì đã hoàn toàn kết thúc rồi. Điện thoại của Lý Long đột nhiên đổ chuông, hắn bắt máy, là thủ hạ của hắn gọi, quán ăn của hắn ở phố Người Hoa bị nổ, bởi vì không phải là lúc ăn cơm, cho nên không có khách bị thương, nhưng có hai nhân viên của quán ăn bị trúng sóng nổ, thương thế rất nặng, đã được đưa đến bệnh viện rồi. Dập điện thoại, sắc mặt Lý Long tái mét, nghiến răng nghiến lợi nói, mẹ kiếp. Nộ hỏa của hắn còn chưa kịp phát tiết ra ngoài thì điện thoại lại đổ chuông. Người gọi tới lần này lại là Vương Triển, giọng nói của Vương Triển rất nhàn nhã, lộ ra vẻ đắc ý, vụ nổ chỉ là bắt đầu, muốn thoát khỏi chuyện này thì giải quyết Trương Dương đi. Lý Long gầm lên, lịt mẹ mày. Vương Triển vẫn không hề tức giận, tao cho mày 7 tiếng đồng hồ, nếu như Trương Dương không chết, tất cả những gì của mày ở phố Người Hoa đều hóa thành con số 0. Vụ nổ ở quán ăn chỉ là bắt đầu thôi. Nói xong gã gác điện thoại. Trương Dương từ vẻ mặt của Lý Long đã đoán rằng có chuyện xảy ra, trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện à? Lý Long gật đầu, quán ăn của tôi ở phố Người Hoa bị nổ rồi, hai người bị thương. Hắn dừng lại một chút rồi nói, vừa rồi Vương Triển gọi điện thoại cho tôi, gã bảo tôi giết anh. Trương Dương cười nói, anh muốn động thủ không? Muốn, nhưng tôi không giết được anh, cho nên tôi đành buông bỏ ý định này. Lý Long trả lời rất chân thành. Trương Dương gật đầu, đưa cái hộp cho hắn, bên trong là giải dược. Lý Long nhận lấy giải dược, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích khó nói thành lời, hắn nói khẽ, Vương Triển cho tôi 7 tiếng. Chuyện này rốt cuộc nên làm thế nào đây? Trương Dương nói, Vương Triển thông qua anh mà tìm được Peter, Peter thông qua anh mà liên hệ được Brown, hắn và Brown liên thủ muốn tiến hành một hành động khủng bố. Lý Long nói, vì sao không báo cho chính phủ Anh Quốc? Trương Dương nói, tôi nghĩ chính phủ Anh Quốc đã biết rồi, có điều nước tôi không tin vào năng lực làm việc của chính phủ Anh Quốc, cho nên muốn trước khi bọn Vương Triển động thủ, phá hỏng âm mưu của hắn. Điện thoại của Lý Long lại đổ chuông, lần này vẫn không phải là tin tức tốt đẹp, thủ hạ đắc lực Nguyễn Văn Nguyên của Peter xuất lĩnh một đám người Thái tới đập phá hai quán ăn khác của hắn, còn đánh bị thương mấy nhân viên. Lý Long từ lúc ban đầu đã bị bức phải tham gia vào chuyện này, giờ đã lấn sâu rồi. Cho dù hắn muốn dừng tay thì Peter cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Trong lòng Trương Dương cũng không được thoải mái, tuy Lệ Phù tỏ ý rằng nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, nhưng hắn rất phản cảm với cách làm trước tiên lợi dụng mình sau đó thì một cước đá mình đi này. Hắn phí rất nhiều tâm tư mới áp chế được tâm tình sắp kích động của mình. Sau khi chia tay với Lý Long, án chiếu theo địa chỉ mà Lệ Phù đưa đi tới khách sạn Thủ Tinh Cung ở khu Tây London. Sau khi tắm rửa, Trương Dương nằm trên giường xem TV. Trừ xem TV ra, hắn cũng chẳng có chuyện gì khác để làm, hắn cũng yên ổn được quá lâu, lúc 9 rưỡi tối. Mũi gọi điện thoại tới, nói với hắn rằng mình đang ở đại sảnh của khách sạn Thủy Tinh Cung. Trương Dương biết Mũi sẽ không vô duyên vô cớ mà tới tìm mình, biết được nơi ở của mình chỉ có gã và Lệ Phù, nhất định là có chuyện quan trọng xảy ra rồi. Trương Dương trên đường đi gặp Mũi đã tính toán kỹ, lần này tuyệt đối sẽ không giúp Quốc An làm gì nữa, hắn không quan tâm bị phía Quốc An lợi dụng. Nhưng cách làm sau khi lợi dụng thì đá đít này khiến hắn cực kỳ phản cảm. Mũi nhìn thấy Trương Dương thì không lập tức bước tới chào hỏi mà đứng dậy đi ra ngoài. Trương Dương theo gã ra ngoài, bước vào trong chiếc xe Toyota cũ nát của Mũi, Trương Dương không khỏi nhíu mày, trong xe đầy mùi thuốc lá cay mũi, hắn trước giờ luôn cực kỳ mẫn cảm với cái mùi này, hít vào người không nhịn được lại ho khan tôi ích, anh có thể sạch sẽ được chút không? Mũi bật cười, con người tôi luôn rất khiêm tốn. Có điều vẻ mặt của có vẻ khẩn trương, nhìn nhìn xung quanh rồi hạ giọng, nói, xảy ra chuyện rồi. Trương Dương nói, nghĩa là sao? Mũi nói, dạo anh mất tích rồi, tôi không tìm thấy cô ta. Trương Dương trong lòng không khỏi kinh hãi, nhưng trên mặt lại vẫn giả vờ như chẳng có chuyện gì, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi, chuyện này không có quan hệ gì với tôi cả. Huống chi Quốc An ở châu Âu không thể chỉ có hai thành viên các anh có thể báo với người khác, hoặc là phản ánh lên trên. Mũi nói, chúng tôi đều là liên hệ đơn tuyến, thượng cấp của tôi chính là cô ta. Cái này là vì an toàn. Chỉ là mất liên lạc thôi mà, không nhất định đã xảy ra vấn đề. Mũi nói, nhất định là xảy ra chuyện rồi, cô ta gửi tín hiệu cầu cứu. Nơi biến mất là ở gần câu lạc bộ nữ thần ánh trăng. Trương Dương đã từng kiến thức qua thân thủ của Lệ Phù, người bình thường khẳng định là không thể nào chế trụ được cô ta, hắn suy nghĩ tử tế chuyện này. Mũi có chút bất lực nhìn hắn, làm thế nào bây giờ? Trương Dương tức giận nói, anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Tôi căn bản không liên quan gì tới chuyện này,
là các người lôi tôi vào làm mồi nhử, cảm thấy tôi không còn giá trị lợi dụng nữa thì tung cước đá tôi đi, hiện tại xảy ra chuyện thì mới nhớ tới tôi à. Mũi nói, dạo anh không phải là đá anh đi, cô ta lo nếu anh tiếp tục dính vào sẽ gặp nguy hiểm. Sao, anh ngay cả vợ chưa cưới của mình mà cũng không hiểu à? Trương Dương ngây ra, anh nói gì cơ? Mũi nói, anh không phải là chồng tương lai của dạo anh à? Trương Dương không khỏi bật cười, anh thật đúng là bát quái. Miệng hắn thì tuy oán giận, nhưng trong lòng lại vô cùng quan tâm tới Lệ Phù, kể là tường tận tình huống cho tôi đi, tôi xem có biện pháp tìm được cô ta không. Mũi kể lại những gì đã xảy ra một lượt, kỳ thực gã cũng biết không nhiều, nguyên tắc bảo mật của quốc an rất nghiêm ngặt, phần lớn đều là liên hệ đơn tuyến, hành động lần này mũi là hạ cấp của Lệ Phù, công tác chủ yếu là phụ trách thu thập tư liệu và cung cấp thiết bị. Nói trắng ra chính là lo hậu cần, liên quan tới đao thật súng thật thì gã khẳng định phải đứng sang một bên, mũi cũng tự biết sức của mình, gã nhìn thấy thân thủ của Trương Dương khi đối phó với tên da đen quá, biết rằng đây là một viên hổ tướng. Cho nên sau khi Dạ Oanh thất tung thì người đầu tiên mà gã nghĩ tới là Trương Dương. Trương Dương nghe mũi nói xong, trong lòng cũng nắm được ít nhiều, hắn gật đầu, nói chuyện này có 8-9 phần 10 là liên quan tới đám phần tử phản động Bắc Ireland rồi. Mũi hỏi, anh định làm gì? Trương Dương trợn trừng mắt lên, còn làm gì nữa? Đương nhiên là giết tới chỗ chúng rồi. Mũi làm mặt khổ, nói, đại ca, hình như quá bạo lực đó. Trương Dương lẽ thẳng khí hùng nói, cậu hy vọng tôi đi đàm phán với chúng chắc. Tôi ngôn ngữ không thông, đối phó với đám nước ngoài đó chỉ có thể dùng ngôn ngữ cơ thể thôi, dẫu sao thì chuyện này có quốc an gánh cho tôi, cùng lắm là bị trục xuất, lão tử không sợ. Muội gặp phải loại người như hắn thì cũng đành bất lực, có điều ngẫm một lúc thì thấy Trương Dương nói cũng có lý, mình chẳng lẽ hy vọng anh ta đi đàm phán với đám người ngoại quốc đó chắc. Muội đưa một thiết bị giống như là cúc áo ra, đây là máy cảm ứng, trên người Dạ Oanh cũng có một cái, chỉ cần anh tiếp cận cô ta trong vòng 200 bước, thì sẽ sản sinh ra cảm ứng, máy cảm ứng sẽ lóe ánh sáng đỏ. Trương Dương lắp máy cảm ứng xong, muội lại đưa chìa khóa xe cho hắn, ở cốp xe có vũ khí mà anh cần. Ngàn vạn lần nhớ rằng nếu không cần dùng bạo lực thì đừng có dùng, nếu vạn nhất sử dụng bạo lực rồi thì phải ngay lập tức rời khỏi hiện trường, đừng để bị người nước Anh bắt phải hiện hình, chuyện về sau chúng tôi sẽ giải quyết. Trương Dương nheo mắt lại nhìn mũi, nói tôi sao cảm thấy cậu chỉ mong tôi càn quét một trận nhỉ, thằng nhóc cậu đừng có chơi tôi, nếu để tôi biết cậu chơi tôi, hắc hắc. Hàm nghĩa uy hiếp của Trương Đại Quan Nhân được biểu đạt cực kỳ đầy đủ. Trương Dương lái chiếc xe Toyota cũ nát mà mũi đưa tới câu lạc bộ nữ thần ánh trăng, chiếc xe này tuy cũ nát, có điều thiết bị GPS vẫn còn dùng được, Trương Dương dừng xe ở bãi đỗ xong, sau khi mở cốp, tìm thấy cái hộp đen mà mũi nói, bên trong hộp đen đặt 2 khẩu súng, 10 trái lựu đạn, Trương Dương lắc lắc đầu, mắng thầm, con mẹ nó còn khuyên mình đừng dùng bạo lực, công cụ bạo lực đều chuẩn bị đủ cho mình rồi. Trương Dương không cần dùng những thứ này, hắn đóng cốp lại. Nhìn thấy chiếc xe Land Rover màu xám dừng ở cạnh mình, người từ trong xe bước xuống là Lý Long. Lý Long cũng không ngờ lại gặp Trương Dương ở đây, hắn gật đầu với Trương Dương. Trương Dương nói, anh tới đây là gì thế? Lý Long nghiến răng nghiến lợi nói, Peter bắt con gái tôi tới tìm hắn. Trương Dương nhớn mày, anh có con gái à? Tâm tình của Lý Long rõ ràng cực kỳ ác liệt có. Tom đứng ở trước cửa lớn của câu lạc bộ nữ thần ánh trăng. Từ xa đã nhìn thấy Trương Dương và Lý Long, gã mỉm cười ác độc tiến về phía họ, Tom chỉ vào mũi Lý Long, nói, mày còn dám tới đây hả? Ông chủ đã hạ lệnh rồi, gặp mày là giết. Lý Long cười lạnh, vậy thì xem gã có bản sự đó không đã. Tom gật đầu, nói, ông chủ bảo mày tới kho hàng quét gặp ông ấy. Trương Dương chẳng nói chẳng rằng bước vào câu lạc bộ nữ thần ánh trăng, hắn chờ mong máy cảm ứng có phản ứng, nếu như Lệ Phù ở gần đây. Máy cảm ứng sẽ phát sáng, Tom cực kỳ sợ hãi Trương Dương, gã đánh mắt ra hiệu, 4 tên thủ hạ vây Trương Dương lại. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, con mẹ nó, nể mặt mà không cần thì thôi. Hắn lật tay tát một cái, đánh cho tên da đen ở gần mình nhất xoay đúng 360 độ, nện mông xuống đất, thằng ôn này hôm nay đến đây đã mang ý định làm loạn, người khác không trêu vào hắn thì hắn cũng muốn gây chuyện, huống chi lại có người chạy đến muốn ăn đòn. Tom gầm lên, toàn bộ lên hết cho tao. Hơn 10 đại hán vạm vỡ ùa lên, Trương Dương nhanh chân chạy lên, tung mình lên không trung, gào lên một tiếng, liên tục đá ra 3 cú, đây là chiêu hắn gần đây mới học được từ phim võ thuật của Lý Tiểu Long, thằng nhóc này học đi đôi với hành, võ công cũng có trình độ nhất định,
không nói tới tính thực dụng của ba cước này, thi triển ra trông cũng rất đẹp mắt. Lý Long nhìn mà há miệng trợn mắt, hắn cũng là cao thủ Bắc Kích, nhưng cho dù là vậy, nhìn thấy biểu hiện thần dũng của Trương Đại Quan Nhân, cũng chỉ tự than không bằng. Tom nhìn thấy tình thế bất diệu, hơn 10 người không ngờ lại không ngăn được một mình Trương Dương, tay thò vào trong ngực, Lý Long biết gã muốn rút súng, chạy nhanh lên trước nắm lấy cổ tay của Tom. Tom cũng không phải là hạng tầm thường, quyền kích nhiều năm như vậy cũng không phải là luyện vô ích, thuận tay tung một quyền vào mặt Lý Long. Lý Long quen gã đã nhiều năm, cũng hiểu tương đối về quyền lộ của Tom, thân thể hơi nghiêng đi, lại tiếp cận Tom hơn một chút, một cước đá vào hạ âm của gã. Đối phó với loại cao to khỏe mạnh này cần phải ra tay quyết đoán, một kích tất trúng, Tom bị đá trúng liền gào lên đau khổ, ôm háng ngồi xuống đất, gã sở dĩ không kham nổi một kích cũng bởi vì lúc trước đã bị Lý Long bắn cho một phát súng. Phía Trương Dương đã xông phá tầng tầng tường vây, lao vào bên trong câu lạc bộ nữ thần ánh trăng, đèn bên trong câu lạc bộ biến ảo, máy cảm ứng của Trương Dương vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, xem ra Lệ Phù không hề ở đây. Hắn men theo cầu thang đi lên. Một nam tử da trắng to khỏe giống như châu sông về phía hắn, đấm một quyền thẳng vào mặt Trương Dương, Trương Dương nắm lấy cổ tay hắn thuận thế kéo một cái, hắn tử đã bay qua đầu hắn, nặng nề ngã vào trong sân khấu, không đợi hắn bỏ dậy đã bị người ta liên tiếp dẫm lên. Tiếng nhạc điên cuồng, ánh đèn mê loạn rất dễ khơi dậy hung tính ẩn chứa bên trong mỗi người, bỗng dưng lại có hai ba người gia nhập chiến đoàn, sau đó ẩu đả lan ra như ôn lịch, trong nháy mắt cả đại sảnh đã trở thành một mảng hỗn loạn. Trong bãi đỗ xe của nữ thần ánh trăng, Vương Triển ngồi bên trong xe đua, gã nhìn cảnh tượng hỗn loạn ở trước cửa câu lạc bộ với ánh mắt thích thú, quay sang mỉm cười nhìn Dạ Oanh, không ngờ hắn lại đánh nhau giỏi như vậy. Hai tay Dạ Oanh bị trói, Josephine dùng súng dí vào hông cô ta, Dạ Oanh khinh thường nói, cứ giơ súng mãi không thấy mệt à. Vương Triển thở dài, lợi dụng mồi để dụ tôi ra, cô thật sự là biết tính toán đấy. Dạ Oanh lạnh lùng nói, Vương Triển, anh quên rằng mình còn là con cháu của Viêm Hoàng rồi à, không ngờ lại làm ra loại chuyện làm xấu mặt tổ tiên như vậy. Vương Triển mỉm cười nói, thật đúng là buồn cười, tôi là người Trung Quốc 100%, không cần loại con lai như cô dạy dỗ. Dạ Oanh nói, tôi chưa từng thấy loại nhân vật vô sỉ như anh. Vương Triển cười ha ha, Josephine vung báng súng lên nện vào đầu Dạ Oanh, đánh cho Dạ Oanh hôn mê bất tỉnh, ả ta rút ống giảm thanh ra. Vặn chặt lên nòng súng, nhắm thẳng vào trán Dạ Oanh. Vương Triển lắc đầu, nói, không cần phải giết cô ta, trước tiên cứ lưu lại đã, còn có chỗ dùng. Josephine nói khẽ ả rất giảo hoạt. Vương Triển cười nói, có giảo hoạt hơn nữa cũng không thoát khỏi súng săn của thợ săn. Dùng loại BFII cho cô ta, tôi cũng muốn xem đám người của quốc an có bản sự gì. Josephine mở cái hòm thuốc ra, từ bên trong rút ra một cái ống đồng. Chậm rãi truyền dịch thể màu xanh nhạt vào trong tĩnh mạch trên cánh tay của Dạ Oanh, lúc này bên trong câu lạc bộ đã truyền ra một tiếng vang, Josephine ngẩng đầu nhìn Vương Triển. Vương Triển nói, để người ái len chơi đùa với chúng. Vừa hay hấp dẫn sự chú ý của phía cảnh sát, còn mấy tiếng nữa, hành động của chúng ta sẽ triển khai toàn diện. Tiếng súng vừa rồi là của Lý Long, bên trong nữ thần ánh trăng hỗn loạn phi thường, Lý Long biết cứ tiếp tục thế này mãi cũng không có kết quả gì. Cho nên hắn bắn hai phát chỉ thiên. Tiếng súng dọa cho không ít người phải ngồi xổm xuống, còn có một số nữ nhân gan nhỏ rít lên chói tai. Trương Dương nhân cơ hội thoát khỏi sự quấy rầy của ba đại hán, thuần thục đánh ngã chúng. Trương Dương nhìn máy cảm ứng, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, xem ra Lệ Phù chắc không ở trong hộp đêm rồi, có điều tiền đề là máy cảm ứng của mũi thật sự có tác dụng. Lý Long một quyền đánh ngã một người cản trước mặt hắn, đi tới bên cạnh Trương Dương, nói nhỏ, đi mau. Không lâu nữa sẽ có cảnh sát tới đấy, lúc đó thì phiền phức lắm. Trương Dương gật đầu, đi theo Lý Long rời khỏi từ cửa hông. Lý Long lên chiếc Land Rover màu xám, Trương Dương thì lái chiếc xe Toyota theo sát phía sau, hai người một trước một sau rời khỏi câu lạc bộ nữ thần ánh trăng. Mục đích của Lý Long rất rõ ràng, hắn muốn tới kho hàng West để cứu con gái. Lý Long dừng xe ở tường viện ở phía tây kho hàng West, Trương Dương từ trong xe bước ra, Peter ở đây hả? Lý Long gật đầu. Nói, chắc là ở đây. Hắn vừa nói vừa móc súng ra, nạp đạn đầy đủ. Trương Dương cũng mở cốp xe, Lý Long bước tới nhìn, trợ trừng mắt lên, anh đi đánh trận à? Trương Dương cầm hai khẩu súng lên, hắn đã dụ anh tới đây, chắc đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Không mang theo vũ khí há chẳng khác nào để cho người ta mặc sức giết mổ. Lý Long cầm lấy bốn trái lựu đạn, nói, Peter không phải là hạng tốt lành gì,
hôm nay phải làm thật oanh liệt. Trương Dương nói, anh thực sự có con gái à? Lý Long nói, có, 12 tuổi. Có vợ không? Lý Long trợn trừng mắt lên nhìn Trương Dương, nói con người anh thật là phiền phức. Tôi không có vợ thì đào đâu ra con gái. Tiếng đối thoại của hai người đều rất thấp, bọn họ đều biết rõ kho hàng web này là một cái bẫy, Peter đã răng bẫy đợi họ lọt vào. Trương Dương từ trong cốp không ngờ còn phát hiện ra hai cái áo chống đạn, tác dụng phòng hộ của thứ này mạnh hơn hẳn cương khí hộ thể, Trương đại quan nhân tự nhiên muốn mặc áo chống đạn, trong lòng cũng vững dạ hơn. Lý Long nói, chuẩn bị xong chưa? Trương Dương gật đầu, anh định làm thế nào? Lý Long chỉ vào chiếc xe Toyota cũ nát của Trương Dương, nói, mượn xe của anh để dùng. Lý Long dùng công cụ giữ ga, thả phanh xe, chiếc xe Toyota đâm thẳng vào cửa lớn của kho hàng web, cửa sắt đang đóng kín bị xe đâm cho mở toang ra, thế lao của xe Toyota không dừng, đâm một loạt lên container ở trong sân, trong bóng tối phát ra tiếng đâm rầm rầm. Có điều khiến bọn họ kinh ngạc là bên trong kho hàng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ có tiếng động cơ của xe Toyota vẫn tiếp tục vang lên. Trương Dương và Lý Long ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ cũng không ngờ rằng, bên trong kho hàng web lại không có ai. Nếu như có người, tiếng vang lớn như vậy không thể không dẫn tới sự chú ý. Hai người giơ súng lao vào trong, nhìn thấy tứ bể vắng lặng không có người, chỉ có trong kho hàng ở phía tây bắc có ánh đèn chiếu ra. Hai người cẩn thận dè dặt tiếp cận kho hàng ở phía đó, từ trong khe hở của cửa lớn nhìn vào trong. Bên trong sáng đèn, cũng không có ai, Lý Long giỏng tay lắng nghe, bên trong lờ mờ nghe thấy tiếng, cứu mạng. Cứu mạng. Nhĩ lực của Trương Dương so với Lý Long thì xuất sắc hơn nhiều, hắn sớm đã nghe thấy giọng của con gái, thấy vẻ mặt của Lý Long đột nhiên biến thành khẩn trương vô cùng, rõ ràng tiếng nói này là do con gái hắn phát ra. Cửa kho hàng không bị khóa, Lý Long đẩy cửa bước vào. Trương Dương lo lắng hắn có sơ suất nên cũng lao vào theo. Bên trong kho hàng không có mai phục, chỉ có tiếng gào khóc của trẻ con. Lý Long lo lắng cho an nguy của con gái, chạy nhanh về phía trước, nhưng lại bị Trương Dương kéo lại, nhắc nhở cẩn thận đó. Lý Long lắc đầu, nói khẽ anh yểm hộ cho tôi. Trương Dương gật đầu, tay hắn nắm chặt súng cảnh giác nhìn xung quanh, trong lòng kỳ quái tới cực điểm, tên Peter này dẫn họ tới đây. Không ngờ lại không có bất kỳ mai phục gì, thế này rốt cuộc là sao? Lý Long vòng qua thùng hàng, giơ súng nhắm vào bên trong, ánh đèn rất mờ, một lúc sau hắn mới thích ứng được, bên trong không có ai, giọng nói từ sau túi đan truyền ra, Lý Long tóm lấy cái túi, mặt đột nhiên biến sắc, thấy bên dưới là một quả bom, khi động tác của hắn chạm vào đồng hồ, con số bên trên biến đổi rất nhanh, 6, 5, 4, 3. Lý Long lúc này mới biết Peter lợi dụng giọng nói ghi âm của con gái mình để dẫn hắn tới đây, động tác vừa rồi của hắn đã khởi động quả bom, Lý Long gào lên, bom. Trương Dương nghe thấy tiếng hét của Lý Long, trong lòng cũng trầm xuống, phản ứng của hắn rất nhanh, xoay người chạy ra cửa, không đợi hắn chạy ra ngoài thì bom đã nổ rồi, trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, thân thể của hắn giống như là lá khô trong gió, bị sóng khí hất tung lên không, bay ra ngoài hơn chục mét mới rơi xuống. Trương đại quan nhân không phải là lần đầu tiên dính bom, lúc trước khi hắn vạch trần tội ác của Hứa Thường Đức, suýt nữa bị nổ mất mạng, ngã một lần thì khôn hơn một chút, kinh nghiệm đối với bất kỳ ai cũng rất quý giá, Trương Dương hiểu dưới loại tình huống này phải làm như thế nào để bảo vệ được mình nhất, trên người còn mặc áo chống đạn, lại thêm được Lý Long nhắc nhở từ sớm. Trương Dương may mắn tránh được uy lực lớn nhất của vụ nổ. Tuy bị sóng khí trùng kích cho đan đớn vô cùng, nhưng Trương Dương lại không bị thương quá nặng. Hắn rất nhanh từ dưới đất bò dậy, hất hết bùn đất và bụi bặm trên người xuống, kho hàng đã cháy rừng rực, Trương Dương nhớ tới Lý Long, nếu như không phải là Lý Long kịp thời nhắc nhở, chắc mình đã không kịp thoát khỏi vụ nổ này rồi, hắn gào tên Lý Long rồi chạy vào trong. Khói đặc và lửa lớn đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị tuyến của Trương Dương, có điều may mắn là, hắn xông vào trong đám cháy chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng rên đau đớn của Lý Long, chân trái của Lý Long đã không thấy đâu, cả người nằm trong vũng máu. Trương Dương đưa tay ra điểm huyệt của Lý Long, giúp hắn cầm máu, sau đó ôm Lý Long dậy, chạy như điên ra ngoài kho hàng. Hắn vừa đưa Lý Long vào trong xe thì nghe thấy tiếng còi cảnh sát rền rĩ. Lý Long tuy bị nổ mất chân trái, nhưng đầu óc của hắn vẫn rất tỉnh táo, nhịn đau nói, tới phố Người Hoa, ngõ Châu Giang số nhà 162. Trương Dương lái xe Land Rover của Lý Long tới khu người tô sống, ý thức của Lý Long lúc thì tỉnh táo lúc thì mơ hồ. Có sự chỉ điểm ngắt quãng của hắn, Trương Dương mới thuận lợi tìm được số nhà 162 ngõ Châu Giang, nơi này là một phòng khám trung y có tên là Hồi Xuân Đường,
Lý Long nhìn ánh đèn của phòng khám, tất cả những gì ở trước mặt đột nhiên trở nên mờ hồ. Lý Long sở dĩ tới Hồi Xuân Đường là bởi vì ông chủ Tống Đức Kiến của Hồi Xuân Đường là bạn tốt của hắn, nếu như không có sự giúp đỡ của hắn thì Tống Đức Kiến sớm đã chết trong tay đầu rắn rồi, hắn là ân nhân cứu mạng của Tống Đức Kiến, gặp phải loại chuyện này, người đầu tiên mà Lý Long nghĩ tới là Tống Đức Kiến. Tống Đức Kiến quả thật nguyện ý dù phải nhảy vào lửa cũng không chối từ vì Lý Long, nhưng khi Tống Đức Kiến nhìn thấy Lý Long cả người đầy máu, lập tức biến thành lục thần vô chủ, y xuất thân trung y. Trước khi tới Anh Quốc là một bác sĩ đấm bóp của một bệnh viện trung y trong nước, sau khi tới Anh Quốc, cũng chỉ xem mấy bệnh vặt, ngẫu nhiên giúp đám người Lý Long trị thương tổn vì đánh nhau, gặp phải loại trọng thương này, y cũng đành thúc thủ vô sách. Tống Đức khiến bảo Trương Dương lái xe tới sân sau, sau đó giúp Trương Dương đưa Lý Long vào trong phòng phẫu thuật lâm thời, cái gọi là phòng phẫu thuật lâm thời này là phòng nằm dưới tầng hầm của y, điều kiện cũng kỳ đơn sơ, có điều may mà có đèn mổ, dụng cụ phẫu thuật cũng đã được sát trúng. Trương Dương sau khi nhìn vết thương của Lý Long, lập tức đưa ra kết luận phải cắt bỏ chi. Tống Đức Kiến gật đầu, nói khẽ, đưa tới bệnh viện đi, nếu không khẳng định sẽ mất mạng. Lý Long lúc này đã tỉnh lại, hắn run giọng nói, không được. Chuyện này đã kinh động tới phía cảnh sát rồi, tôi không thể tới bệnh viện. Trương Dương gật đầu, nói, được, anh không đi thì tôi giúp anh. Hắn lấy giấy, nhanh chóng viết xuống một số dược phẩm cần thiết, bảo Tống Đức Kiến đi làm. Lúc Tống Đức Kiến đi, Lý Long dặn y cảnh sát nhất định sẽ tới tìm tôi. Anh đừng nói ra chuyện này. Tống Đức Kiến nói, anh Long yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nói lộ ra nửa chữ. Lý Long nhìn Trương Dương đang thay quần áo phẫu thuật, tôi sẽ chết chứ? Trương Dương cười nói, vốn là sẽ chết, nhưng gặp phải tôi rồi thì nhất định sẽ không. Hắn điểm huyệt Lý Long lập tức mất đi chi giác. Kỹ thuật phẫu thuật của Trương Dương toàn bộ đều học từ Vu Tử Lương. Tuy thời gian học tập không dài, nhưng ngộ tính của Trương Dương rất cao, lại thêm danh sư xuất cao đồ, kỹ năng phẫu thuật của hắn lại không có bất kỳ đường vòng nào. Phẫu thuật cắt bỏ chi hắn đã theo Vu Tử Lương làm 2 lần, có điều đều chỉ làm trợ thủ, tự mình mổ chính vẫn là lần đầu tiên, Tống Đức Kiến thì bị hắn bắt làm trợ thủ. Tống Đức Kiến lúc này đã hoảng hốt tới cực điểm, tình hình của Lý Long rất kém, từ tình trạng trước mắt cho thấy, hắn tùy thời đều có thể chết, nếu như Lý Long chết rồi. Chuyện này sẽ biến thành cực kỳ nghiêm trọng, cái phòng khám chui này của y khẳng định sẽ bị đóng cửa, không khéo còn bị kiện. Tống Đức Kiến đã nghĩ tới dự định xấu nhất, y nhìn Trương Dương trấn định như thường, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ, đúng là kẻ vô tri không biết sợ. Người trẻ tuổi này rõ ràng không biết được tính lợi hại của việc này. Nhưng sau khi huy động dao phẫu thuật, Tống Đức Kiến lập tức thay đổi cách nhìn của y, đao pháp của Trương Dương thuần thục tinh chuẩn, dưới động tác của hắn. Rất nhanh liền thanh lý sạch sẽ bộ phận bị gãy ở chân trái của Lý Long, và bó gạc cầm máu. Tống Đức Kiến lúc này mới nhớ tới phương thuốc mà Trương Dương viết, tuy y không hiểu được công dụng cụ thể của phương thuốc đó, nhưng từ cách dùng thuốc cho thấy, sự lý giải của Trương Dương về trung y quyết không dưới y. Lý Long ngủ thiếp đi. Trương Dương bỏ găng tay dính đầy máu ra, cởi áo phẫu thuật, đi tới bồn rửa tay. Tống Đức Kiến bước tới hỏi khẽ anh ấy sao rồi? Trương Dương nói, chắc không có nguy hiểm gì tới tính mạng, có điều sau này phải dùng chân giả để đi rồi. Tống Đức Kiến cầm phương thuốc trong tay, nói tôi đi lấy thuốc. Trương Dương gật đầu, chiếu cố cho anh ta nhé, tôi đi trước. Trương Dương lấy chiếc xe Land Rover của Lý Long, sau khi khởi động xe, nhìn thấy trên kính chiếu hậu treo ảnh của một cô bé 7-8 tuổi, trông rất ngây thơ, chắc là con gái của Lý Long. Trương Dương nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh. Nhớ tới Lệ Phù đồng dạng cũng không biết nơi hạ lạc, sự phẫn nộ ở trong lòng nổ bùng như núi lửa, sự thất tung của Lệ Phù và cô gái này đều là bởi vì Vương Triển, tại nơi xa lạ như Anh Quốc mà muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm thấy Vương Triển, cơ hồ là chuyện không thể. Huống chi Trương Dương căn bản không hiểu tiếng Anh, người mà hắn có thể liên hệ chỉ có Mũi, nhưng Mũi là một tình báo viên cấp thấp, những gì mà gã biết được không nhiều. Sở trường lớn nhất của Trương Dương là vào bất kỳ lúc nào cũng có thể giữ được cái đầu lạnh. Hắn sau khi phân tích cả chuyện này liền hiểu rõ được tiền nhân hậu quả, Vương Triển sở dĩ lợi dụng người Ireland để chế tạo hỗn loạn, mục đích chính là để chế tạo quan hệ khẩn trương giữa Trung Anh. Muốn tìm được Vương Triển thì phải biết mục đích của những người Ireland đó, từ biểu hiện cho thấy chuyện này đối với chúng cũng không hề có chút ích lợi nào. Khi Trương Dương lái xe quay trở lại câu lạc bộ Nữ Thần Ánh Trăng thì đã là 1 giờ sáng rồi, cảnh sát đã rời khỏi đó, Nữ Thần Ánh Trăng sau khi trải qua một trận ẩu đả trở nên vắng vẻ hơn nhiều. Câu lạc bộ hôm nay đóng cửa sớm. Khi Trương Dương tới nơi,
Johnson đang chỉ huy đóng cửa về nhà. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, Trương đại quan nhân giỏi nhất chính là dạng thủ đoạn này, Trương đại quan nhân không thiếu nhất chính là loại đảm sắc này. Khi Johnson khập khiễng đi tới xe của mình, Trương Dương lao ra nhanh như điện xẹt, không đợi đối phương phản ứng lại, đã đánh ngã hai thủ hạ của Johnson, sau đó nắm lấy cái đuôi tóc màu vàng của Johnson rồi ấn lên nắp xe hơi. Johnson đau đớn gào thét, Trương Dương dùng súng cắm vào miệng gã, cười lạnh nói, mày con mẹ nó biết điều thì im mồm, mà tao cũng không hiểu mày nói gì đâu, tao muốn tìm Peter, Peter, hiểu không? Johnson sợ hãi nhìn họng súng đang cắm vào miệng mình, không ngừng gật đầu, hai mắt trông như mắt gà trọi. Trương Dương nắm lấy bím tóc của gã, kéo gã vào trong xe Land Rover, bảo Johnson ngồi trên ghế lái, mình thì ngồi cạnh gã, súng dí vào mệnh căn của Johnson, nói, dẫn tao đi tìm Peter, Peter. Johnson rõ ràng hiểu ý của hắn, khởi động xe, lái chiếc xe Land Rover biến mất trong bóng tối. Có những lúc bạo lực là phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề, đối với Trương Dương mà nói, hắn đã rơi vào trong khốn cảnh, phương pháp duy nhất để phá bỏ cục diện này chính là liều mạng. Giữa hắn và Lệ Phù tuy có chút ám muội, nhưng lại không có thứ có tính thực chất, nhưng bản tính thương hương tiếc ngọc của Trương đại quan nhân vĩnh viễn không thể thay đổi. Tao ngộ của Lý Long khiến hắn nghĩa phẫn điền ưng, hắn rất căm phẫn hành động bắt cóc con gái của Lý Long của bọn người Bắc Ireland. Bước hắn phải bước cuối cùng này vẫn là chuyện của vợ chồng Phó Thủ tướng Văn, ngày mai là ngày vợ chồng Phó Thủ tướng Văn tới thăm, nếu như không kịp thời lôi Vương Triển ra, tiêu trừ nguy hiểm, vậy thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Johnson dẫn Trương Dương tới một khu nhà cách câu lạc bộ nữ thần ánh trăng 5 cây em, Trương Dương nắm bím tóc của gã kéo xuống, Johnson đã từng nếm đòn của Trương Dương, vô cùng sợ hãi hắn, ngoan ngoãn dẫn Trương Dương vào thang máy. Bảo vệ của khu nhà nhận ra Johnson, lại liếc sang Trương Dương, Johnson vốn định ra ám hiệu, dẫu sao thì Trương Dương cũng không hiểu tiếng Anh, nhưng Trương Dương đã nhìn ra trước ý đồ của gã, dùng súng ấn vào eo hắn. Dọa cho lưng Johnson toát mồ hôi, cười cười với bảo vệ chứ không nói gì. Hai người bước vào thang máy, dừng ở tầng 11, Johnson đi tới số 1109 thì nhấn chuông. Người mở cửa là con trai của Peter, quan hệ giữa Peter con và Johnson không tồi, có điều nó cũng có chút bất mãn vì Johnson muộn vậy còn tới làm phiền, miệng lầm bầm Johnson, mấy giờ rồi còn tới. Johnson không nói gì, bị Trương Dương điểm trúng huyệt đạo rồi ngã xuống đất. Peter con nhìn thấy Trương Dương nấp sau lưng gã, sợ hãi vội vàng chạy ra sau, bị Trương Dương đuổi kịp đá cho một cước vào mông, khiến cho nó ngã sấp xuống đất. Trương Dương dùng súng dí vào đầu nó, cười lạnh nói, thằng chó con, tao muốn tìm cha mày, không ngờ loạn quạng thế nào lại tóm được mày. Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau vang lên, buông nó ra. Trương Dương quay đầu lại nhìn, thấy Trần Mỹ Lâm mặc áo da màu đỏ sậm tay nắm súng nhắm chuẩn vào mình, Trương Dương nhíu mày. Hết nhìn Peter con lại nhìn Trần Mỹ Lâm, lúc này mới hiểu rõ quan hệ giữa hai người họ, Trương đại quan nhân luôn rất phản cảm đối với việc con gái Trung Quốc bám theo nam nhân nước ngoài, hắn thở dài, tự cam lòng đọa lạc. Trong mắt Trần Mỹ Lâm bắn ra cừu hận khắc cốt ghi tâm, ả dùng súng chỉ vào trán Trương Dương mỉm cười nhìn ả, đột nhiên nhanh như thiểm điện thò tay ra, đánh bay súng trong tay Trần Mỹ Lâm, sau đó điểm trúng huyệt đạo của ả, kéo ả lại cạnh mình rồi cười lạnh, lần sau lúc bắn súng thì đừng có do dự. Trần Mỹ Lâm nghiến răng nghiến lợi nói, mày là đổ hỗn trướng. Trương Dương cười lạnh, nói, lai lịch của cô tôi đã tra rất rõ, cô là con gái của Trần Tường Nghĩa, cái chết của y là do y gieo gió gặt bão, nếu như không phải là y bắt cóc con tin thì cũng không rơi vào kết cục như vậy đâu. Trần Mỹ Lâm rít lên, mày nói dối, cha tao sẽ không làm như vậy, ông ấy là cảnh sát. Trong lòng ả hình tượng của cha Thủy Chung là rực rỡ vĩ đại. Trương Dương lười chẳng buồn nói nhiều với ả, tát cho Peter con một cái, chỉ vào điện thoại ở trong phòng, gọi cho cha mày đi, tao cần nói chuyện với hắn. Peter con giận dữ nhìn Trương Dương. Trương Dương nhớ tới người ta không hiểu mình nói gì, bèn bảo Trần Mỹ Lâm, phiên dịch giúp tôi đi. Trần Mỹ Lâm tức giận nói, tao vì sao phải giúp mày? Trương Dương dí súng vào đầu Peter con, nói, không giúp tôi ư. Có tin tôi bắn vỡ gáo thằng bồ ngoại quốc của cô không? Trần Mỹ Lâm không ngờ lại biểu hiện rất lạnh lùng, nói, muốn giết thì cứ giết, có vấn đề gì đâu. Trương Dương chẹp chẹp miệng, nói, thật sự là nhìn không ra, cô cũng ác phết nhỉ. Hắn rút mã tấu ra, dùng mũi dao chỉ vào mặt Trần Mỹ Lâm, uy hiếp, cô hiện tại giúp tôi phiên dịch mau, nếu như không đồng ý, tôi sẽ rạch nát mặt cô, bọn Ireland này bắt vợ chưa cưới của tôi,
tôi điên lắm rồi đấy, Trần Mỹ Lâm, tôi cái gì cũng dám làm hết đấy. Trần Mỹ Lâm tuy không sợ chết, nhưng coi dung mạo còn quan trọng hơn tính mạng, kỳ thực đây là bệnh chung của nữ hài tử, cô ta bị Trương Dương dọa cho môi run lẩy bẩy, cuối cùng đành phiên dịch lại những lời vừa rồi Trương Dương. Peter con đã bị sự hung hãn của Trương Dương dọa cho hồn bất phụ thể, sau khi nghe Trần Mỹ Lâm phiên dịch xong, lập tức ngoan ngoãn gọi điện thoại cho cha. Peter biết con trai bị Trương Dương bắt cóc, tức đến nỗi gào ầm ĩ cả lên, kỳ thực gã cũng không biết nơi hạ lạc Lệ Phù, có điều con gái Lý Huệ Tử của Lý Long thì đúng là bị gã bắt. Trương Dương bảo Trần Mỹ Lâm chuyển cáo lại điều kiện của mình cho Peter, thứ nhất là giao ra Lệ Phù và Lý Huệ Tử, thứ hai là phải nói nơi hạ lạc của Vương Triển cho mình. Hai chuyện này Peter đều không thể làm được, gã chỉ có thể đáp ứng, sau hai tướng nữ gặp mặt Trương Dương tại bến tàu Nelson của sông Thêm, trao đổi con tin. Peter gác điện thoại, tức đến nỗi cầm bình rượu ở bên cạnh lên ném xuống đất, bình rượu vỡ tan tành, rượu ở bên trong văng lên bức tường trắng như tuyết, bắt mắt giống như là máu đỏ vậy. Peter dập xì gà trong tay, hít sâu một hơi, rồi mới cầm điện thoại lên, sau khi điện thoại thông, gã nói khẽ chuyện có biến. Con trai tôi bị người Trung Quốc bắt rồi, anh có thể giao Lý Huệ Tử cho tôi không? Đối phương không nói gì, trực tiếp gác điện thoại. Peter tức giận gào vào điện thoại, sao 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 yêu. Peter con nằm sụi lơ trên thuyền, Trần Mỹ Lâm ngồi lặng yên ở đó, hai người đều bị Trương Dương chế trụ huyệt đạo, Johnson phụ trách lái cano, Trương Dương thì ngồi ở phía sau gã, cảm thấy ánh mắt lạnh băng của Trần Mỹ Lâm giống như dao hướng về phía mình, Trương Dương không khỏi bật cười, cô hận tôi thế à? Trần Mỹ Lâm gật đầu, nói, đúng vậy. Trương Dương chỉ vào Peter con, nói cha của nó là phần tử phản động của Ireland, giết người phóng hỏa không việc ác gì không làm, cô tới Anh Quốc là vì cái gì? Cha cô đưa cô tới nơi này là để ngoan ngoãn học tập, sau khi học được chân bản sự thì có thể đền đáp cho quốc gia chứ không phải là bảo cô đi theo phần tử ô han động nước ngoài. Không cần mày phải dạy tao. Trương Dương nói, tôi cũng lười chẳng muốn quản cô đâu. Nhưng đám người Ireland này bắt cóc vợ tương lai của tôi, còn bắt cóc một cô bé chưa thành niên, còn có chứng cứ nói rõ rằng chúng muốn gây bất lợi cho Phó Thủ tướng Văn. Trần Mỹ Lâm không ngờ chuyện này lại nghiêm trọng như vậy, cô ta nhíu mày, hoài nghi Trương Dương đang nói vống lên. Trương Dương nói, cô có thể không tin, nhưng một cán bộ quốc gia như tôi không cần phải lừa cô, mục đích cuối cùng của đám người Ireland là thông qua chuyện này để phá hỏng quan hệ Trang Anh, cô là một người có tri thức. Có văn hóa, tôi tin rằng cô cũng không muốn trở thành một tội dân của quốc gia và dân tộc. Trần Mỹ Lâm cắn môi, nói tôi sao biết được là anh có phải đang lừa tôi hay không? Trương Dương nói, tôi có cần phải lừa cô không? Lúc này ba chiếc xe Volvo màu đen dừng ở trước bến tàu Nelson, Tom khập khiễng từ trong xe bước ra. Trương Dương nói với Johnson, cấp tín hiệu cho chúng đi. Trần Mỹ Lâm phiên dịch lại lời của hắn cho Johnson. Johnson nhấp nháy đèn cano. Sau đó lái cano từ từ tiếp cận bến tàu. Trương Dương thị lực rất tốt, tuy sắc trời âm trầm, song vẫn nhìn thấy trên bến tàu không hề có bóng dáng của Lệ Phù hay là Lý Huệ Tử. Hắn nói với Trần Mỹ Lâm, hỏi chúng người mà tôi muốn đang ở đâu. Trần Mỹ Lâm án chiếu theo lời hắn, hét về phía bờ. Peter ngồi trong xe, lạnh lùng nói, tao ghét nhất là người Trung Quốc, sớm đã nói với nó rồi, đừng có dây dưa với đàn bà Trung Quốc, hiện tại thì hay rồi. Gặp phải phiền phức lớn như thế này. Tom thò vào trong cửa sổ nói nhỏ, ông chủ, hắn kiên trì đòi trao đổi con tin, làm sao giờ? Peter cười lạnh, kéo dài thời gian đi. Henry vào vị trí rồi, thằng ôn con này không ngờ lại dám một mình phó hội, đợi lát nữa xem cảnh đầu nó nở hoa đi. Henry là một trong bốn trợ thủ đắc lực nhất của Peter, cũng là một tay bắn tỉa ưu tú. Lúc này hắn đang nằm trên một mái nhà 7 tầng ở phía đông bến tàu Nelson. Dùng súng ngắm nhắm vào Trương Dương ở trên cano. Trương Dương cũng lưu ý động tĩnh ở xung quanh, trên người hắn tuy mặc áo chống đạn, nhưng phần đầu lại không có gì che đậy, nếu như có người ở xung quanh ngắm bắn hắn, vậy sẽ khá nguy hiểm. Trần Mỹ Lâm hỏi khẽ, anh sợ rồi à? Trương Dương cười nói, có gì mà sợ chứ? Gã nếu không để ý tới tính mạng của con trai mình thì cứ chơi chiêu ngầm với tôi. Hắn nói với Trần Mỹ Lâm, giúp tôi nói cho Peter biết, nếu như gã dám giở trò. Người đầu tiên chết khẳng định là con trai gã. Trần Mỹ Lâm gật đầu, lại hét về phía bờ. Peter cười lạnh một tiếng, thông qua bộ đàm liên hệ với Henry, sao? Chuẩn bị xong chưa? Mục tiêu rất giàu hoạt, tạm thời không thể tỏa định. Có bao nhiêu phần nắm chắc? 70%. Tao muốn 100%.
tôi không thể bảo chứng. Peter hạ thấp giọng, nói, bình tĩnh, phải vạn vô nhất thất thì hãy động thủ. Lúc này điện thoại của gã lại đổ chuông, Peter cầm điện thoại lên, nghe thấy giọng nói khàn khàn ở bên trong, bỏ hành động của anh đi, anh đã dẫn tới sự chú ý của cảnh sát anh rồi. Con trai tôi ở trong tay hắn. Bất kỳ chuyện gì cũng phải phục tùng lợi ích của tổ chức. Peter tức giận gầm lên, Brown, kệ mẹ tổ chức của mày, con trai tao bị bắt, tao phải cứu nó. Mày biết rõ mày giang làm gì chứ? Tao biết, trên thế giới này không có cái gì quan trọng hơn tính mạng của con trai tao cả, mày và tổ chức của mày cút đi cho tao, cút cho xa vào. Peter phẫn nộ gào thét. Trương Dương bảo Trần Mỹ Lâm giúp hắn truyền lời, lại một lần nữa yêu cầu Peter thả người, nhưng đừng nói là Lệ Phù, ngay cả bóng dáng của Lý Huệ Tử, con gái của Lý Long cũng không thấy đâu. Trương Dương đã ý thức được Peter căn bản không mang họ tới, hắn lạnh lùng nói cho chúng 10 giây. Không thấy một trong hai người, chúng ta lập tức bỏ đi. Trần Mỹ Lâm sau khi dịch xong lời của hắn, Peter cuối cùng cũng hạ quyết định, phát hiệu lệnh tấn công cho Henry ở trên nóc nhà, bắn chết Trương Dương. Henry nắm chuẩn vào Trương Dương, quyết đoán nhấn cò súng, đạn đã bay với tốc độ không thể tưởng tượng nổi về phía Trương Dương. Xông thêm vào buổi tối không yên lặng, cano dập dềnh theo sóng, gió đêm lại làm nổi sóng, thân thể của Trương Dương lắc lư. Chính cái lắc lư lần này đã cứu hắn từ quỷ môn quan trở về, đạn bắn trúng vai trái của hắn. Trương Dương vội vàng ngồi xuống, giơ súng trong tay lên bắn về phía nóc nhà. Mục tiêu của hắn không rõ ràng, cho nên liên tục có hai phát súng bắn vào khoảng không. Henry thấy một súng chật mục tiêu, không dám tiếp tục bắn nữa, dẫu sao thì Peter con cũng ở trong tay đối phương, nếu chẳng may bắn trúng Peter con, Peter khẳng định sẽ không tha cho mình. Vào sát na Trương Dương bị bắn trúng. Johnson đã nắm được cơ hội tóm lấy Peter con cùng nhảy xuống sông thêm. Honey nhìn thấy Peter con thoát khốn, liên tục bắn mấy súng, Trương Dương và Trần Mỹ Lâm cũng trước sau nhảy xuống sông thêm. Nước sông lạnh băng làm ướt vết thương trên vai trái của Trương Dương, đau đến thấu xương, hắn điểm huyệt đạo cầm máu cho mình, đang chuẩn bị đuổi theo Johnson và Peter con thì thấy Trần Mỹ Lâm liều mạng giãy giụa ở cách mình không xa, thì ra cô ta không biết bơi. Trương Dương bơi tới. Hắn bơi về phía lòng sông, hắn không dám lộ đầu ra khỏi mặt nước, biết rằng hiện tại nếu thò mặt lên sẽ trở thành mục tiêu của tay bắn tỉa. Hắn ở trong nước điểm mấy huyệt đạo của Trần Mỹ Lâm, khiến cô ta tạo thời rơi vào trạng thái quy tức, tránh bị uống quá nhiều nước sông mà sặc chết. Henry nhắm vào mặt nước mà bắn bừa mấy phát, thủy chung không nhìn thấy Trương Dương thò đầu ra. Lúc này Johnson và Peter con đã thành công bò lên bờ, Peter vui mừng quá đỗi, vừa chỉ huy thủ hạ cứu hai người lên. Vừa ra lệnh cho Henry bắn chết Trương Dương, đúng vào lúc này, hơn 10 chiếc xe cảnh sát từ 4 phương 8 hướng bao vây chúng. Peter lớn tiếng ra lệnh, đừng bắn nữa, đừng bắn nữa. Trương Dương kéo Trần Mỹ Lâm lên bờ, nhìn thấy cảnh đèn cảnh sát nhấp nhánh ở phía trước, hắn thở phào một hơi, rõ ràng cảnh sát anh đã theo dõi bọn Peter. Hắn nhìn vai trái của mình, quần áo đã bị máu thấm đẫm, Trương Dương kéo mảnh áo ở đầu vai, lấy lòng bàn tay áp lên ra, tiềm vận nỗ lực. Hút đầu đạn ra từng chút một, cảm giác đầu đạn di động trong thịt cực kỳ đau đớn, Trương Dương tuy thể chất hơn xa người thường, nhưng cũng vẫn đau đến nỗi trán ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch ra, hắn bôi một ít thuốc kim sang lên miệng vết thương, sau đó giải huyệt đạo cho Trần Mỹ Lâm. Trần Mỹ Lâm ho khan kịch liệt, cô ta rất nhanh hiểu rõ mình hiện tại đang đối diện với dạng tình huống nào. Trương Dương nói, lập tức rời khỏi đây mau, cảnh sát rất nhanh sẽ tìm tới. Hai người nhanh chóng chạy khỏi bờ sông thêm, chui vào trong xe taxi, Trương Dương lúc này mới nhớ ra di động và thiết bị liên lạc của mình toàn bộ đều bị ngấm nước, hắn có chút bực bội đấm lên ghế một cái. Trần Mỹ Lâm nói khẽ trước tiên tới nhà của tôi đã. Nơi Trần Mỹ Lâm sống cách đây không xa, đây là một căn phòng không tới 20 mét vuông, phòng tuy nhỏ nhưng đồ dùng lại đầy đủ, Trương Dương lấy điện thoại gọi cho muội, chuyện đã phát triển tới mức này, hắn cũng mặc xác nguyên tắc bảo mệt. Nửa tiếng sau, muỗi chạy tới nơi ở của Trần Mỹ Lâm. Muỗi nhìn thấy Trương Dương cả người toàn là máu, cũng kinh hãi nói, anh bị thương à? Trương Dương gật đầu, nói, Peter phái bắn tỉa phục kích tôi. Lúc này trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, muỗi có chút kinh ngạc nhìn. Trương Dương nói khẽ Trần Mỹ Lâm đang tắm. Nếu như là bình thường, muỗi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú đối với quan hệ trong đây, có điều hiện tại tình thế đang nghiêm trọng, gã cũng chẳng buồn nói đùa. Hỏi nhỏ có tin tức của Lệ Phù không? Trương Dương lắc đầu, đám người Peter bị cảnh sát anh theo dõi, tất cả manh mối đều đứt rồi.
Mũi cắn môi, nói, làm sao giờ? Trương Dương nói, tôi chuẩn bị thông báo chuyện này cho cấp trên. Mũi nói, anh định báo cho sứ quán ư? Trương Dương gật đầu, không có cách nào khác cả, chỉ có thông qua sứ quán nhắc nhở vợ chồng Phó Thủ tướng Văn chú ý thêm thôi. Mũi nói, nhưng chúng ta không có chứng cứ xác thực, bọn họ chưa chắc đã chịu tin đâu. Trương Dương nói, tận sức người, nghe mệnh trời thôi, chuyện này tôi sẽ đi làm, tôi sẽ nghĩ biện pháp tìm Vương Triển, dù phải đào sâu ba tấc đất tôi cũng phải lôi gã ra. Trần Mỹ Lâm tắm rửa xong, mặc áo ngủ màu trắng chạy ra, cô ta ngồi trên salon, gác hai cái chân lên, lộ ra cặp giò thon dài, ánh mắt của Mũi không nhịn được liền nhìn lên chân cô ta, nuốt nước bọt. Trần Mỹ Lâm đầy vẻ trào phúng nhìn gã, nhìn đủ chưa? Có cần tôi tốc lên luôn cho anh nhìn kỹ hơn không? Thế đương nhiên là tốt nhất. À không, Mũi mặt đỏ bừng. Trương Dương cởi áo dính máu ra, đổi lấy áo của Mũi. Trần Mỹ Lâm nhìn cái lỗ máu kinh hồn trên vai hắn, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, thằng ôn này làm bằng thép à, bị đạn bắn thành như vậy mà vẫn không sao. Cô ta hỏi nhỏ, các anh đều là gián điệp à? Trương Dương lại bôi thuốc kim sang lên vết thương, sau đó mặc quần áo lên, biết nhiều quá không tốt đâu, cẩn thận tôi giết người diệt khẩu đó. Mũi lại cười nói, anh ta dọa cô đấy. Trần Mỹ Lâm lạnh lùng nói, cho rằng tôi sợ anh chắc. Trương Dương nói, ân oán của chúng ta để sau hắng tính, cô coi tôi là kẻ thù giết cha, tôi cũng không có ý kiến gì cả, hôm nay tôi cũng cứu cô một lần, tôi hy vọng cô tạm thời để ân oán của chúng ta sang một bên. Đừng có khiến tôi thêm phiền nữa. Hắn hất đầu với Mũi, Mũi, chúng ta đi thôi. Mũi đứng dậy. Trần Mỹ Lâm đột nhiên nói, dẫn tôi theo các anh đi. Trương Dương và Mũi đồng thời quay đầu lại. Trần Mỹ Lâm nói, tôi biết một số tình hình của quân Cộng hòa Ireland, Peter còn có nói với tôi về chuyện của chúng. Trương Dương nhìn chằm chằm vào Trần Mỹ Lâm khoảng 10 giây, rồi mới gật đầu nói, cô tốt nhất đừng có lừa tôi. Chương 290, tiềm nhập. Người mà Trần Mỹ Lâm nói tên là Adam, là cha đỡ đầu của Peter Con, cô ta trước đây từng cùng Peter Con tới thăm Adam, người này mở một quán cà phê ở London, bên ngoài thì làm ăn đứng đắn, trên thực tế, quán cà phê của y là nơi mà phần tử phản động của Ireland thường tới nhất. Adam sống ở trong nhà thuyền ở bên cạnh quán cà phê, Trần Mỹ Lâm vì trước kia đã tới đây, cho nên dẫn Trương Dương rất thuận lợi tìm được nơi này, Mũi thì án chiếu theo sự phân phó của Trương Dương. Tới đại sứ quán tiến hành hồi báo chuyện này. Lúc Trương Dương và Trần Mỹ Lâm đi tới nhà thuyền thì đã là hơn 5 giờ sáng, tuy một đêm không ngủ, nhưng tinh thần của Trần Mỹ Lâm vẫn rất tốt, ngược lại Trương Dương bởi vì trúng đạn mất máu nên sắc mặt có chút trắng bệch. Buổi sáng ở London luôn có sương trắng, nhà thuyền sáng đèn, một ông già thấp bé mặc áo jacket màu cỏ đang ngồi ở trước nhà thuyền, lặng lẽ nhìn bầu trời ở phía đông. Trần Mỹ Lâm chỉ vào bóng lưng lộ ra vẻ còng còng của ông già, nói ông ta chính là Adam. Trương Dương lái xe về phía Adam, Adam phản ứng rất mẫn duệ, lập tức phát giác ra sự xuất hiện của Trương Dương, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía Trương Dương, khi ông ta nhìn thấy Trần Mỹ Lâm ở phía sau Trương Dương thì có chút kinh ngạc, nói, Mauer, cô tới tìm tôi à? Peter đâu? Trương Dương nói với Trần Mỹ Lâm, nói với ông ta ý tới của tôi, bảo ông ta thật thà giao brow ra cho tôi. Nếu không tôi sẽ không biết cái gì gọi là kính giả thương trẻ đâu. Trần Mỹ Lâm bước về phía Adam, dịch lại những lời của Trương Dương. Adam bật cười, trên người ông ta tràn ngập mùi thuốc lá cay xè, từ từ đứng dậy, đi tới trước mặt Trương Dương, là anh bắt cóc Peter, hiện tại hai cha con họ đã bị cảnh sát khống chế rồi, tôi tuy là cha đỡ đầu của Peter con, nhưng chuyện giữa tôi và họ không có bất kỳ dính dáng gì với nhau cả. Trương Dương nghe Trần Mỹ Lâm dịch lại xong, hắn hạ giọng. Nói, người Ireland các ông muốn giành độc lập thì không liên quan gì tới tôi cả, nhưng các người muốn lợi dụng quan hệ Trung Anh để gây chuyện thì tôi lại không thể không quản, bởi vì các ông đã uy hiếp tới lợi ích của nước khác. Nếu ông biết nơi hạ lạc của Brown, mau chóng nói cho tôi đi, đừng để chuyện phải tới nước không thể thu thập được. Adam nhìn Trương Dương, trên mặt lộ ra vẻ lực bất tòng tâm, anh tìm sai đối tượng rồi. Trương Dương gầm lên, ông cho rằng người Ireland các công có thể lợi dụng chuyện này để gây uy hiếp cho chính phủ Anh quốc à? Cách làm của các ông chỉ có thể gặp phải sự khiển trách của xã hội quốc tế, chỉ khiến chính phủ Anh quốc càng hạ quyết tâm với các ông, càng cứng rắn trong việc của các ông thôi. Adam lạnh lùng cười nói, người trẻ tuổi, thứ phức tạp nhất trên thế giới này là chính trị, tôi rất tán đồng quan điểm của anh, nhưng không có nghĩ là những người khác cũng nghĩ như anh và tôi,
Brown mà anh nói, không những là phần tử cuồng nhiệt vì nền độc lập của Ái Nhĩ Lan. Hơn nữa tính tình của gã cơ hồ là vô cùng cố chấp, loại người này một khi đã nhận định chuyện gì thì rất khó thay đổi. Adam dừng lại một chút rồi nói, chú ý xem tin tức nhé, có lẽ anh sẽ có thu hoạch bất ngờ. Ông ta nói xong câu này liền quay trở lại ghế ngồi, lúc này mặt trời đỏ đã từ từ nhô lên từ trên bình tuyến, nhiễm đỏ cả bầu trời phía đông. Trần Mỹ Lâm lưu ý thấy bên cạnh Adam đặt một tờ báo, cô ta bước tới, cầm tờ báo lên, Trương Dương xem không hiểu bao tiếng Anh, ngây ra nhìn cô ta, Trần Mỹ Lâm quay về trong xe, từ trên báo còn tìm thấy hai mục xem ra có một số tin tức quan trọng, một mục là đăng tin tức vợ chồng Phó Thủ tướng Văn vào 9 giờ sáng ngày hôm nay đã tới London, còn một mục là thủ lĩnh của phản quân Ireland, tướng quân Hát có xưng hiệu là sát nhân tướng quân kháng án bị bác bỏ, phía Anh phán gã tù 30 năm. Trần Mỹ Lâm thuật lại nội dung của hai mẩu tin cho Trương Dương. Sau đó nói, Adam rõ ràng là đang ám chỉ, chẳng lẽ lần này Brown ra tay là có quan hệ trực tiếp tới tướng quân Hát ư? Trương Dương nhìn ảnh của Hát trên tờ báo, thuận tay xé xuống rồi ném vào trong xe, tôi mặc kệ gã muốn làm gì, chỉ cần dám gây bất lợi cho người Trung Quốc chúng tôi sẽ khiến gã phải thưởng thức tư vị ân hận vì lúc đầu đã làm sai. Muỗi ở quán đồ ăn nhanh McDonald tại góc đường Hon đợi họ. Ăn chiếu theo thương định của Trương Dương. Gã tới sứ quan chú Trung Quốc tại Anh để báo cáo, phía sứ quan cũng tỏ ý sẽ chú ý, đồng thời cũng nói với gã rằng phía Trung Quốc sẽ có đặc công đi cùng, phía Anh cũng hứa hẹn sẽ có những biện pháp an toàn ổn thỏa nhất, vợ chồng Phó Thủ tướng Văn trong thời gian viếng thăm ở Anh sẽ vạn vô nhất thất. Mũi vừa há miệng ăn bánh vừa nhồm nhòm nói, quan viên phía Trung Quốc đi đâu cũng quan liêu như vậy đó, bọn họ căn bản không tin tôi, có 8-9 phần 10 coi tôi là thằng mắc bệnh thần kinh. Gã đưa cái điện thoại vừa mới mua cho Trương Dương. Nói cầm lấy dùng đi. Lúc Trần Mỹ Lâm sải đôi chân dài bước tới quán McDonald mua đồ ăn nhanh thì Trương Dương gọi điện thoại cho phía đoàn đại biểu. Hiện tại đoàn khảo sát chiêu thương tới châu Âu vẫn chưa rời khỏi London. Trương Dương liên hệ với Trương Duệ Dung, trước mặt đã rơi vào khốn cục. Hắn cần phải liên hệ với cao tầng của quốc an, con đường tiện lợi nhất chính là thông qua Trương Duệ Dung. Trương Duệ Dung quả nhiên không khiến Trương Dương thất vọng, lập tức liên hệ với Trương Bích Quân, cô của cô ta. Trương Bích Quân án chiếu theo dãy số mà cô ta đưa, gọi điện cho Trương Dương. Trương Dương báo cáo lại giải lược những chuyện đã xảy ra cho Trương Bích Quân. Trương Bích Quân nói nhỏ, Trương Dương, chuyện này thuộc phạm vi quản lý của phân cục 10, tôi lập tức sẽ phản ánh tình huống lên cho cục 10, để bọn họ bắt tay vào xử lý. Còn phía Phó Thủ tướng Văn, chúng tôi cũng sẽ thông chi cho họ một cách nhanh nhất, để họ tăng cường phòng bị. Từ bây giờ, anh lập tức bỏ hết tất cả hành động, tôi sẽ an bài cho anh về nước trước. Trương Dương nghe thấy những lời này thì không khỏi nổi giận, cô có ý gì vậy? Bảo tôi buông tay mặc kệ à? Trương Bích Quân tâm bình khí hòa nói, không phải là bảo anh không quản, mà là anh không thích hợp gia nhập vào chuyện này. Anh tiếp tục điều tra sẽ làm lộ thân phận của mình, thậm chí sẽ ảnh hưởng tới toàn thể thành viên của quốc an tại châu Âu, tới hiện giờ dừng là được rồi, anh làm rất tốt, anh phải nhớ là anh thuộc cục 4, phân công của chúng tôi khá rõ ràng, cục 10 sẽ không cao hứng nếu chúng ta nhúng tay vào chuyện này đâu. Trương Dương tức giận gầm lên, dạo anh đã mất tích lâu lắm rồi, tới hiện giờ vẫn chưa có tin tức, đừng nói với tôi rằng cục 10 của các cô không biết gì cả. Hiện tại thật sự để ý tới sự mất tích của cô ta chỉ có tôi là một nhân viên tình báo cấp thấp nhất của cục 10, các cô đối đãi với người của mình như vậy à? Xảy ra chuyện thì đá cô ta đi luôn hả? Trương Bích Quân vẫn nhẫn nại khuyên, Trương Dương, bất kỳ hành động gì cũng phải chịu sự chế ước của chế độ, nếu như chúng ta muốn làm gì thì làm. Vậy thì là vô tổ chức vô kỷ luật, chuyện của dạo anh tôi sẽ thông báo cho phía cục 10, để họ mau chóng có hành động giải cứu cô ta. Trương Dương nói, quan tâm không chỉ miệng nói là được đâu, hiện tại người Ireland đang thả bom khắp nơi, những lãnh đạo như các cô chỉ biết nói tăng cường an toàn phòng bị, thật sự xảy ra chuyện rồi thì có hối hận cũng không kịp đâu. Trương Bích Quân cuối cùng cũng bị thái độ của thằng ôn này khiến cho tức giận nói, Trương Dương, anh muốn tôi phải nói gì thì mới hiểu đây, tôi sẽ tận lực làm chuyện này. Làm việc gì cũng phải có toàn cục quan, không thể bởi vì yêu ghét cá nhân mà làm ảnh hưởng tới lợi ích của cả tổ chức được. Trương Dương cũng gào vào điện thoại, cút con mẹ nó lợi ích của tổ chức đi, tôi hiện tại nói rõ ràng cho cô biết, tôi không làm nữa, từ bây giờ, tôi và quốc an của các cô không có bất kỳ quan hệ gì, tất cả những gì mà tôi làm đều không liên quan tới các cô. Nói xong hắn gác điện thoại, thấy mũi đang trợn trừng mắt lên nhìn mình, liền tức giận gầm lên, anh con mẹ nó nhìn cái gì? Mũi nhỏ giọng kháng nghị, tôi ở cục 10 không phải là thấp nhất.
Trương Bích Quân cũng bị Trương Dương khiến cho tức giận đến hoa dung thất sắc, cả một bụng lửa giận của cô ta phát hết về phía Hình Chiêu Huy, tuy cô ta trên chức vụ thì thấp hơn Hình Chiêu Huy nửa cấp, nhưng Hình Chiêu Huy chuyện gì cũng phải kính cô ta ba phần. Hình Chiêu Huy sau khi hiểu rõ chuyện này, không khỏi cười khổ, nói, tôi nói này cục trưởng Trương, tính khí của thằng ôn đó cô có phải là chưa biết đâu, chuyện mà hắn đã quyết định, không ai cản được đâu. Trương Bích Quân căm giận nói, thật sự không hiểu anh vì sao muốn lôi kéo tên này vào quốc an. Hình Chiêu Huy nói, cô cũng một mực khen hắn luôn miệng mà, có điều, chuyện này tôi cảm thấy hắn không sai đâu. Cục 10 làm việc thật sự là rất không hậu đạo, Dạo Anh trước đây từng là bộ hạ của tôi, cô ta được điều tới cục 10 cũng chưa được bao lâu, lúc trước tôi thật sự là không nỡ để cô ta đi. Trương Bích Quân nói, Dạo Anh quả thật rất xuất sắc, nghĩ kỹ lại thấy cô ta mất tích lâu như vậy. Cục 10 không thể không phát giác ra. Hình Chiêu Huy cười lạnh, nói, Khúc Thiệu Dương của cục 10 làm việc rất máu lạnh, tôi thấy y định vứt bỏ Dạ Oanh. Trương Bích Quân nói, thôi không nhắc tới chuyện của Dạ Oanh nữa, sự an toàn của vợ chồng Phó Thủ tướng Văn chẳng lẽ cũng bỏ đi như vậy ư? Hình Chiêu Huy nói, người ta không phải là không làm gì, không có Dạ Oanh, hành động vẫn tiếp tục cơ mà. Trương Bích Quân nói, Trương Dương lần này rất có thể sẽ đâm cho chúng ta thành cái sọt. Hình Chiêu Huy cười nói, tên Trương Dương này rất có bản sự, có điều ở phương diện nữ nhân lại có chút quá đa tình, tôi thấy hắn cũng có ý với Dạ Oanh, thằng nhóc này vì nữ nhân thì chuyện gì cũng dám làm. Trương Bích Quân Quân nói một câu công đạo cho Trương Dương, cũng không chỉ là vậy đâu, vợ chồng Phó Thủ tướng Văn là cha mẹ nuôi của hắn, hắn đương nhiên phải bận tâm tới sự an toàn của họ rồi. Nghĩ tới đây, sự tức giận trong lòng Trương Bích Quân cũng biến mất, Trương Dương chút giận vào mình cũng không phải là không có đạo lý. Quan tâm quá tất loạn, chuyện lần này quan hệ tới thân nhân của hắn, chẳng trách hắn lại có biểu hiện kích động như vậy. Hình Chiêu Huy nói, tôi sẽ báo cáo chuyện này lên trên. Trương Bích Quân nói, chúng ta nên làm gì đây? Hình Chiêu Huy bảo, đi một bước thì nhìn một bước thôi, nếu có thể châm trước thì chúng ta cứ châm trước, nếu như không châm trước được thì chỉ có thể trông vào tạo hóa của hắn thôi. Nói xong y lại bảo, an bài hành trình của Phó Thủ tướng Văn ở Anh Quốc chắc tra được chứ? Trương Bích Quân có chút kinh ngạc nói, đương nhiên là có thể rồi, làm gì? Hình Chiêu Huy bảo, sau khi tra ra thì nói với Trương Dương. Trương Bích Quân lập tức hiểu ra, Hình Chiêu Huy muốn thông qua phương thức này để giúp đỡ Trương Dương. Vợ chồng Văn Quốc Quyền sau khi tới nơi thì nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của Sứ quán Trung Quốc tại Anh và Phó Thủ tướng Anh Quốc, tất cả đều tiến hành ngăn nắp có trật tự, buổi chiều Văn Quốc Quyền và Thủ tướng Anh Quốc sau khi hội ngộ. Tiếp tục cùng một số nhân viên chính phủ quan trọng của phía Anh tiến hành thảo luận quan hệ của hai nước, phu nhân La Tuệ Ninh của Phó Thủ tướng thì đặc biệt tới viếng thăm bệnh viện St. John của nước Anh, đây là một bệnh viện từ thiện. La Tuệ Ninh lúc dừng xe ở bãi đỗ xe của bệnh viện St. John, nhân viên y tế của bệnh viện đặc biệt ra đón, bên cạnh có rất nhiều quần chúng vi quan, La Tuệ Ninh mỉm cười vẫy tay, lúc này bà ta nghe thấy có một giọng nói quen thuộc trong đám người hét lên, mẹ nuôi. La Tuệ Ninh ngây ra, tuy trước chuyện bà ta biết Trương Dương cùng đoàn chiêu thương khảo sát tới châu Âu của Giang Thành đang tham quan ở châu Âu, nhưng lại không ngờ gặp được Trương Dương ở đây. La Tuệ Ninh nhìn quanh một vòng, thì thấy Trương Dương đang đứng trong đám người liều mạng vẫy tay với bà ta. La Tuệ Ninh mỉm cười bước về phía Trương Dương, hai vệ sĩ Anh Quốc vội vàng đi theo, nhắc nhở La Tuệ Ninh phải bảo trì cự ly với giải cách ly. La Tuệ Ninh nhíu mày, hành động bảo an lần này của nước Anh vô cùng nghiêm mật. Khiến cho La Tuệ Ninh cảm thấy có chút không thoải mái, bà ta nói với Lý Vĩ ở bên cạnh cậu đi xem Trương Dương có chuyện gì. Lý Vĩ gật đầu, lần này tới nước Anh, gã chủ yếu phụ trách an toàn cho phu nhân của Phó Thủ tướng, gã đi tới trước mặt Trương Dương, nói, không ngờ lại gặp anh ở đây. Trương Dương lời dài nói ngắn, nói ra chuyện có người muốn lợi dụng chuyến viếng thăm lần này của vợ chồng Phó Thủ tướng Văn để chế tạo rắc rối. Lý Vĩ nói, anh yên tâm đi, chúng tôi đã nhận được thông chi từ phía quốc an rồi. Lần này đã làm đủ biện pháp an toàn, phía Anh Quốc cung cấp cho phóng bị cấp cao nhất, chắc là vạn vô nhất thất thôi. Trương Dương gật đầu, ánh mắt bắt gặp La Tuệ Ninh ở đằng xa, La Tuệ Ninh vẫy tay cười với hắn, về nước rồi nói. Bà ta lần này mang theo nhiệm vụ chính trị tới đây, rõ ràng không thích hợp gặp mặt với con nuôi Ôn Chuyên. Trương Dương mỉm cười lại, ánh mắt dõi theo đoàn người của La Tuệ Ninh bước vào bên trong bệnh viện St. John. Lý Vĩ quay lại bên cạnh La Tuệ Ninh. Nói, phu nhân, Trương Dương là tới thông chi cho chú ta chú ý an toàn, anh ta nói là quân phản động Ireland sẽ gây bất lợi cho chúng ta. La Tuệ Ninh nhíu mày,
bà ta thực sự nghĩ không thông giữa quân phản động Ireland và chính phủ Trung Quốc có liên quan gì, liền nói nhỏ cẩn thận một chút là được, Trương Dương sao lại biết chuyện này. Lý Vĩ nói, anh ta chắc là có chút quan hệ với quốc an. La Tuệ Ninh không tiếp tục hỏi nữa, theo phía bệnh viện đi vào trong thang máy. Bà ta muốn phỏng vấn bệnh phòng khoa nhi, nằm ở tầng 17, con số hiển thị trên thang máy không ngừng biến hóa, khi đi tới tầng 15, thang máy đột nhiên rơi vào bóng tối. Tất cả mọi người đều ngây ra, Lý Vĩ ngay lập tức ôm lấy La Tuệ Ninh, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Trần Mỹ Lâm đứng ở bên cạnh Trương Dương, có chút hiếu kỳ nhìn La Tuệ Ninh, cô ta lần đầu tiên nhìn thấy vị phu nhân của phó thủ tướng này. Trương Dương Thủy Chung vẫn mang lòng cảnh giác đối với Trần Mỹ Lâm, tuy mình cứu mạng của cô ta, nhưng Trần Mỹ Lâm Thủy Chung vẫn coi mình là kẻ thù giết cha, mà thù giết cha thì không đội trời chung, không biết tới lúc nào thì nha đầu này cho mình một phát súng. Vào lúc đoàn người đang chuẩn bị rời đi thì trong bãi đỗ xe phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, một chiếc xe tải nhỏ nổ tung, uy lực của vụ nổ cực lớn, khiến cho chiếc xe tan thành muôn mảnh, xe hơi ở xung quanh cũng bị khí trùng kích của vụ nổ chấn cho lật tung lên không trung. Có mấy người đi đường không kịp né tránh bị đụng ngã. Ở hiện trường không ít người bởi vì chấn động cường liệt của mặt đất khiến cho mất đi thăng bằng mà ngã xuống, Trần Mỹ Lâm ngã nghiêng vào vai Trương Dương, nếu như không phải là Trương Dương kịp thời đỡ thì cô ta cũng ngã xuống đất rồi. Vụ nổ ở đây còn chưa kết thúc thì vụ nổ thứ hai ở cửa lớn của tòa nhà phòng bệnh cũng bị dẫn phát, cánh cửa đổ ập xuống, lấp kín lối vào, hiện trường lập tức đâu đâu cũng là bụi bặm, tiếng kêu gào xen lẫn với tiếng ho đau đớn. Trương Dương mặt đầy vẻ kinh hoàng nhìn về phía tòa nhà bệnh phòng, tất cả cuối cùng vẫn xảy ra. Những vụ nổ dây chuyền ở bệnh viện ST, John nhanh chóng được báo về phía chính phủ Anh Quốc, Văn Quốc Quyền đang tham sự đàm phán quốc sự cũng nghe nói tới chuyện bệnh viện ST. John bị nổ, bà vợ đang viếng thăm bệnh viện hiện giờ chưa rõ sinh tử. Phía Anh an ủi Văn Quốc Quyền đồng thời đảm bảo rằng nhất định sẽ tận hết lực lượng để đảm bảo cho sự an toàn của La Tuệ Ninh và nhân viên đi theo. Kỳ thực loại bảo chứng của phía Anh cũng chẳng có tí trọng lượng nào cả, lúc này phát sinh vụ nổ khiến cho mặt mũi của phía Anh mất sạch, lúc trước bọn họ đã nghe nói rằng phần tử phản động của Ireland sẽ có hành động, cho nên làm đủ các biện pháp an toàn, đối tượng bảo hộ trọng điểm đương nhiên là Văn Quốc Quyền, nhưng không ngờ vẫn bị người ta chui vào chỗ trống, mục tiêu là phu nhân La Tuệ Ninh của Văn Quốc Quyền. La Tuệ Ninh tuy không quan trọng bằng Văn Quốc Quyền, nhưng nếu thật sự có bất trắc gì, ảnh hưởng quốc tế cơ hồ là ngang nhau. Quan to của nước ngoài tới nước Anh viếng thăm lại xảy ra chuyện, sự kiện này khẳng định sẽ làm tổn hại tới hình tượng quốc tế của nước Anh, người của nước Anh cả ngày đều tuyên truyền mình ra sức chống khủng bố thành này thế nọ, hiện tại chẳng khác nào bị tát cho một phát giữa mặt. Phía quân Cộng hòa Ireland cơ hồ là ngay lập tức tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ đánh bom liên hoàn lần này, bọn họ đề xuất chính phủ nước Anh trong vòng 3 tiếng phải thả tướng quân Hát ra, nếu không sẽ dẫn nổ cả tòa nhà bệnh phòng, khiến cho tòa nhà bệnh phòng biến thành bình địa. Điều này không những liên quan tới toàn thể bệnh nhân của bệnh viện ST, Paul mà còn liên quan tới cả phu nhân phó thủ tướng La Tuệ Ninh và toàn bộ nhân viên đi theo, trong đó còn bao gồm một số quan viên của chính phủ Anh Quốc. Chuyện khá là vướng víu chân tay, xử lý không thỏa đáng một chút thôi sẽ dẫn tới hậu quả không tưởng tượng nổi. Đặc cảnh ngay lập tức chạy tới hiện trường vụ nổ của bệnh viện ST. John, Trương Dương và Trần Mỹ Lâm cũng ở trong hành người sơ tán, Trần Mỹ Lâm bị vụ nổ liên hoàn dọa cho không nhẹ. Mặt mũi trắng bệch, nói nhỏ với Trương Dương, phiền phức lớn rồi đấy, không biết Văn phu nhân có sao không? Bởi vì tất cả phát sinh quá đột nhiên, cô ta tạm thời đặt cừu hận với Trương Dương sang một bên. Trương Dương sắc mặt ngưng trọng, La Tuệ Ninh là mẹ nuôi của hắn, hắn còn quan tâm tới sự an nguy của La Tuệ Ninh hơn bất kỳ ai, Trương Dương cố gắng áp chế ý nghĩ muốn xông vào lại sau khi ra khỏi dây cảnh giới. Trương Dương đi tới cửa hàng thức ăn nhanh ở đối diện bệnh viện. TV ở trong cửa hàng đang chiếu tin tức mới, thông qua cách này cũng có thể kịp thời nắm được một số tình huống. Trần Mỹ Lâm chăm chú xem tin tức, cô ta phiên dịch lại nội dung của tin tức cho Trương Dương, từ tin tức hiện tại cho thấy, mục đích của bọn hỉ đồ chính là giải cứu tướng quân Hát, La Tuệ Ninh chắc tạm thời không có nguy hiểm tới tính mạng. Có điều trong tin tức không nhắc tới chuyện của La Tuệ Ninh, xem ra chính phủ Anh Quốc muốn tạm thời che giấu chuyện này, để tránh tạo thành ảnh hưởng lớn hơn. Bên ngoài tiếng còi cảnh sát gào rít, cảnh lực không ngừng được tăng cường. Trương Dương nhìn xe cảnh sát ở bên ngoài, nghiến răng nghiến lợi nói, đám phế vật này, sao sớm không đến. Hiện tại xảy ra chuyện rồi mới chịu thò đầu ra, quả thật là vô dụng y như công an trong nước. Trần Mỹ Lâm hung hăng trừng mắt lườm hắn một cái, cô ta nhớ tới cha của mình,
Trần Tường Nghĩa, cha của cô ta năm đó là một cảnh viên xuất sắc. Trương Dương gọi một cốc nước chanh, bánh hamburger nhân thịt bò rồi nhai nhồm nhoàm, tiếp theo hắn phải hành động, trước khi vụ nổ phát sinh, trong lòng hắn cực kỳ bất an, nhưng sau khi vụ nổ phát sinh rồi, Trương Dương ngược lại thành bình tĩnh hơn. Trần Mỹ Lâm kinh ngạc nhìn Trương Dương, anh không ngờ còn ăn được à? Trương Dương vừa ăn bánh vừa nói, nếu không ăn cho no bụng thì tôi làm sao mà đi cứu người được. Trần Mỹ Lâm nhìn xe cảnh sát đi lại như con thoi ở bên ngoài, nơi này có nhiều cảnh sát như vậy, không thể để anh vào đâu. Trương Dương nói, con người tôi có một thói quen, trước giờ không tin cảnh sát, trong nước cũng vậy mà giờ đến đây cũng thế thôi. Hắn một hơi uống cạn cốc nước chanh, nói với Trần Mỹ Lâm, chúng ta chia tay ở đây đi, văn phu nhân là mẹ nuôi của tôi. Tôi không thể trơ mắt để bà ấy rơi vào nguy hiểm mà không để ý được, chuyện này không liên quan gì tới cô mau chóng rời khỏi nơi này đi. Trần Mỹ Lâm lắc đầu, nói tôi không đi, tôi tuy không phải là nhân sĩ yêu nước gì cả, nhưng chuyện này có liên quan tới tôn nghiêm của quốc gia chúng ta, thân là công dân Trung Quốc, tôi theo lý nên công hiến một phần sức lực, anh không hiểu tiếng Anh, cần dùng tới tôi. Trương Dương nghĩ một lát, cuối cùng cũng gật đầu, nói tốt, cô đi theo cũng được. Gặp nguy hiểm thì đừng có trách tôi đấy nhé. Tôi là người trưởng thành, đương nhiên biết chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Trương Dương và Trần Mỹ Lâm sau khi ăn no bụng thì bước ra khỏi quán ăn nhanh, bầu không khí ở bên ngoài biến thành khẩn trương, cảnh sát đã vây kín tòa nhà phòng bệnh của bệnh viện ST. Son, nhưng bọn họ không dám khinh cử vọng động, sợ hành động của mình chọc giận bọn phản động, từ đó lại gây nổ. Trương Dương rất nhanh liền phát hiện giữ lại Trần Mỹ Lâm là chính xác. Trần Mỹ Lâm dẫn hắn tới thư viện ở gần đây, từ trong máu tính tìm ra được bản đồ kết cấu xây dựng của bệnh viện ST. Son, Trần Mỹ Lâm chỉ vào một chỗ ở trong đó, nói, nơi này là đường cống ngầm, chắc là cảnh sát không khống chế được nơi này đâu, chúng ta có thể từ nơi này lẻn vào trong bệnh viện ST. Son, Trương Dương nhìn kỹ lại bản đồ kết cấu của đường cống ngầm. Từ đường ống mà Trần Mỹ Lâm chỉ có thể đi tới được bên dưới tòa nhà phòng bệnh của bệnh viện ST. Son, hắn gật đầu. Nói, lập tức hành động đi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Trần Mỹ Lâm in bản đồ kết cấu ra, cùng Trương Dương lái xe tới cửa vào đường ống ngầm, nhưng đường ống ở dưới đất nằm ở điểm giao nhau giữa hai con đường chính, xe đi lại như mắc cửi, muốn ở trước mặt bao người thong dong lẻn vào thật sự có chút phiền phức. Sự lanh trí của Trương Đại Quan Nhân thật là siêu quần, hắn dừng xe Land Rover lại, sau đó từ trong túi lấy ra một viên thuốc nổ hình kẹo cao su, sau khi xếp lại thì ném vào trong cửa sổ. Rồi cùng Trần Mỹ Lâm nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bọn vừa chạy tới chỗ an toàn thì thuốc nổ trong kẹo cao su nổ tung, tiếp sau đó lại khiến cho xe Land Rover nổ tung, ánh lửa ngút trời khói bụi tứ tung, nhất thời đoạn đường hình chữ thập loạn thành một mớ, bởi vì vụ nổ quá đột ngột, có không xe phanh gấp dẫn tới xe đâm nhau liên hoàn. Cơ hồ sự chú ý của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn tới hiện trường vụ nổ. Một chiếc xe chở hàng vừa dừng lại bên trên cống thoát nước thì Trương Dương và Trần Mỹ Lâm nhân lúc hỗn loạn chui vào dưới gầm xe hàng. Trương Dương kéo nắp đẩy cống ngầm, Trần Mỹ Lâm bò xuống theo cầu thang trước tiên, Trương Dương cũng theo sau chui vào trong cống ngầm, sau đó thì đẩy nắp lại. Trần Mỹ Lâm vừa chui xuống thì cảm thấy giẫm phải thứ gì mềm mềm, sợ đến nỗi hét lên, xoay người lao vào lòng Trương Dương, Trương Đại Quan Nhân bật đèn pin lên nhìn, trên mặt đất toàn là chuột, hắn nhíu mày. Nắm lấy con vừa bò lên đỉnh đầu Trần Mỹ Lâm rồi ném sang một bên, lập tức khiến cho nó máu thịt lẫn lộn rồi trầm giọng nói, chạy theo tôi. Kéo cánh tay lạnh toát của Trần Mỹ Lâm, hai người men theo cống ngầm chạy về phía trước. Thủy đạo ngầm của London xây cực rộng, Trương Dương trước đây ở trong phim nước ngoài từng nhìn thấy cảnh lái xe tải trong thủy đạo mà hiện tại bọn họ đang ở tuy không rộng như vậy, nhưng một chiếc xe con lái trong đây chắc cũng không có vấn đề gì. Trần Mỹ Lâm run run rẩy rẩy theo Trương Dương chạy tới đoạn đường ẩm thấp, cô ta thủy chung nhắm mắt, cho tên khi không nghe thấy tiếng chi chi của chuột thì mới thở hắt ra như vừa chút được gánh nặng, nhìn thấy mình đang nắm chặt tay của kẻ thù, Trần Mỹ Lâm vội vàng hất ra. Trương Dương cười nhạt, nói tôi lại cứu cô một mạng đó. Trần Mỹ Lâm hừ một tiếng. Trương Dương dùng đèn pin chiếu sáng phía trước, căn cứ theo bản đồ kết cấu, bọn họ rẽ sang trái ở đoạn đường phía trước. Trương Dương nói, có một chuyện tôi thủy chung không hiểu, vì sao cô lại coi tôi là kẻ thù giết cha. Tôi tới châu Âu khảo sát, cô làm sao mà biết được. Trần Mỹ Lâm nói, nếu muốn người ta không biết thì trừ phi đừng có làm. Trương Dương nói, cô không biết sự thật đó thôi, cha cô năm đó bị cuốn vào vụ án tham ô của thị trưởng Lê Quốc Chính, để giúp Lê Quốc Chính che giấu sự thực phạm tội,
y đã bắt cóc Tần Thanh, huyện trưởng huyện Xuân Dương lúc đó, y chết trong lúc tranh chấp với Lê Hạo Huy, tôi tuy có mặt ở đó, nhưng y không phải là do tôi giết. Điểm này cô có thể tới điều tra trong hồ sơ của Cục Công an Giang Thành. Trương Dương là cố ý nói dối, có điều không phải là hắn sợ gánh trách nhiệm, hắn chẳng qua là không nhẫn tâm nhìn Trần Mỹ Lâm vĩnh viễn phải sống trong cừu hận. Cừu hận đối với bất kỳ ai mà nói đều không phải là chuyện tốt, bất kể là quá khứ hay hiện tại, Trương Dương đều đã từng khắp rất nhiều người vì đắm mình trong thù hận mà không thể thoát ra được, sau cùng đi theo tiền lệ bị hủy diệt. Trần Tường Nghĩa tuy đáng tội, nhưng Trần Mỹ Lâm vô tội, Trương Dương vẫn nhớ những lời Lý Trường Nghĩa nói trước khi chết, y nói rằng Minh không thương hại tới Tần Thanh, bảo Trương Dương đừng thương hại người nhà của y. Trần Mỹ Lâm ban đầu hận Trương Dương tới thấu xương, nhưng từ lúc Trương Dương kéo cô ta từ trong dòng sông thêm lạnh lẽo lên, cừu hận đối với hắn ở trong lòng Trần Mỹ Lâm đã nhạt đi nhiều, bắt đầu từ tối qua cô ta một mực theo Trương Dương, mỗi một hành vi hành động của Trương Dương đều thay đổi không ít cách nhìn của cô ta. Ít nhất thì cô ta cũng đã cho rằng, bản thân Trương Dương rất lỗi lạc. Bất chi bất giác Trần Mỹ Lâm đã sản sinh ra dao động, chẳng lẽ sự việc thật sự như Trương Dương đã nói. Cha mình không phải là chết trong tay hắn, mà là người khác cố ý đặt điều ư. Sau khi cha chết, Trần Mỹ Lâm trường kỳ đắm chìm trong đau thương, cô ta chưa từng nghĩ những gì mà cha mình làm là đúng hay sai. Những lời vừa rồi của Trương Dương đã khiến cô ta bắt đầu suy nghĩ tới chuyện này, suy nghĩ tới chuyện mà cô ta một mực né tránh. Vụ án tham ô của Lê Quốc Chính sớm đã có định luận, cô ta không biết rõ quan hệ giữa cha mình và Lê Quốc Chính, nếu như cha mình thật sự vì giúp đỡ Lê Quốc Chính hủy diệt chứng cớ mà bí quá hóa liều, làm trái pháp luật, vậy thì cha đã được định trước là không có kết cục tốt. Trương Dương căn cứ vào thiết bị đo lường mà mũi đưa cho hắn để suy đoán cự ly mà họ đi qua, đối chiếu với bản đồ kết cấu đã in ra, hiện tại bọn họ chắc đã đi tới đường ống ở bên dưới bệnh viện ST. Zone, phía trước xuất hiện ngã rẽ. Trương Dương dừng bước, cùng Trần Mỹ Lâm xem bản đồ. Trần Mỹ Lâm dùng ngón tay chỉ vào nét vẽ trên bản đồ, nói nhỏ, chúng ta đi từ đường này là có thể trực tiếp tới bãi đỗ xe ở bên dưới tòa nhà phòng bệnh. Trương Dương gật đầu, đột nhiên ra dấu im lặng, thính lực của hắn cực kỳ nhạy cảm, nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn ở cách đó không xa, tiếng bước chân tuy nhỏ, nhưng hắn vẫn nghe thấy. Trần Mỹ Lâm không nghe thấy động tĩnh gì, có chút kinh ngạc nhìn Trương Dương. Trương Dương nói nhỏ, còn có người ở bên trong đường ống. Trương Dương không nghe lầm, lúc này có một nhánh tiểu độ 6 người của đặc chủng nước Anh từ cống ngầm tiềm nhập vào bên dưới tòa nhà phòng bệnh, bọn họ vừa di động nắp đậy ở bên trên thì dẫn tới vụ nổ. Cả đường cống ngầm chấn động kịch liệt, Trần Mỹ Lâm đập mạnh lên người Trương Dương, lần này không may lại trúng vào vết thương trên vai trái của Trương Dương, Trương Dương đau đến nỗi rên lên một tiếng, may mà tiếng nổ đã át đi thanh âm của hắn. Lửa đỏ giống như một con rồng lấp đầy cả đường cống ngầm, ập về phía bọn họ. Trương Dương kéo Trần Mỹ Lâm nằm xuống, thân thể của hai người ngâm trong nước bẩn, lửa sạt qua mặt nước, sau đó thì nhanh chóng biến mất. Khi bọn họ từ dưới mặt đất đứng thẳng dậy, Trần Mỹ Lâm thì ho khan kịch liệt, Trương Dương cũng bị mùi khói đặc quánh kích thích cho ho khẽ hai tiếng, hắn nói nhỏ cô không sao chứ. Trần Mỹ Lâm lắc đầu. Hai người cẩn thận dè dặt tiến về phía trước. Đi chưa được bao lâu thì nhìn thấy thi thể ngổn ngang nằm trên mặt đất, Trương Dương tính toán, đại khái có 4 cỗ, có điều từ những tàn chi ở trên hiện trường cho thấy chắc không chỉ có từng này người. Hắn ngồi xổm xuống, lấy một khẩu súng tự động ở trong tay một cỗ thi thể, Trần Mỹ Lâm cũng lấy một khẩu súng và 5 trái lưu đạn. Trần Mỹ Lâm phát hiện từ sau khi có súng trong tay, Trương Dương không đi trước cô ta nữa, biểu hiện của thằng ôn này nhìn thì tùy tiện, nhưng tâm tư lại rất cẩn mật. Trần Mỹ Lâm chế giễu. Vì sao không đi trước dẫn đường? Có phải là sợ tôi bắn lén không? Trương Dương cười cười, nói cần tắc vô áy náy. Hoài nghi tất cả cũng không phải là chuyện xấu gì cả. Miệng hắn thì nói nghe rất thoải mái, nhưng trong lòng lại không dám có chút lơ là nào. Mẹ nuôi La Tuệ Ninh vẫn còn nằm trong tay bọn phỉ đồ. Trần Mỹ Lâm giống như là tạm thời buông bỏ cừu hận với hắn, nhưng ai mà biết được trong lòng nha đầu này nghĩ gì? Chỉ bằng mấy câu nói của mình là có thể hóa giải được thù giết cha thì e rằng là rất khó. Trong không khí đầy mùi khét của thi thể, hai người đi tới chỗ vừa xảy ra vụ nổ khiến cho đất lõm xuống, có điều bên trên vẫn có một lỗ hổng, có thể đủ để một người chui qua. Trương Dương bò lên trước, lên tới trên, xác định không có mai phục mới dùng đèn pin phát tín hiệu cho Trần Mỹ Lâm, bảo cô ta bò lên theo. Lúc Trần Mỹ Lâm bò lên thì trong tay đã cầm một chiếc bộ đàm. Vụ nổ vừa rồi không ngờ lại không làm tổn hại đôi bộ đàm này, bên trong truyền tới giọng nói cấp thiết, Trần Mỹ Lâm nghe một lúc mới nói nhỏ với Trương Dương,
Bọn bắt cóc ở trong nhà lớn, hắn đề xuất với chính phủ phía Anh quốc trong vòng một tiếng phải đưa tướng quân Hát lên trực thăng. Trương Dương nhíu mày, có nói Văn phu nhân ở đâu không? Trần Mỹ Lâm lắc đầu. Trương Dương lấy bản đồ của bệnh viện ST, xôn ra, vị trí hiện tại của họ chắc là tầng thấp nhất của bệnh viện, nơi này khắp nơi đều là đường ống, căn cứ vào bản đồ, bọn họ đi ra theo hướng an toàn, lúc đi tới đường ống ở phía trước, Trương Dương dừng lại một chút, tay trái làm động tác ép xuống, tỏ ý bảo Trần Mỹ Lâm dừng bước, sau đó hắn tiếp tục tiến về phía trước. Một cái cờ lê gào rít đập vào gáy Trương Dương nhanh như thiểm điện nắm lấy cánh tay đó. Quẳng một cái, ném ngã tên vừa đánh lén xuống đất. Trần Mỹ Lâm nhanh chân chạy lên, dùng súng đánh vào gáy tên đó. Người tập kích bọn họ là một trung niên mặc đồng phục công tác, y giang hai tay ra, làm động tác đầu hàng, trong con mắt màu lam đầy vẻ sợ hãi, run giọng nói, đừng giết tôi. Tôi là công nhân trông đường ống. Ngón tay Trần Mỹ Lâm đặt lên cò súng, nói, ai phái ông tới đây? Trương Dương giật lấy thẻ của trung niên đó. Đối chiếu với ảnh bên trên rồi nói nhỏ, không sai, chắc là nhân viên công tác. Trần Mỹ Lâm nói, bệnh viện có bao nhiêu phần tử khủng bố? Người trung niên đó run giọng nói, không biết. Sau khi vụ nổ phát sinh, tôi trốn ở đây, tôi nghe tin tức nói, nếu như có người còn dám vào bệnh viện chúng sẽ lại cho nổ, cho nên tôi một mực trốn ở trong văn phòng, vụ nổ vừa rồi đã dẫn tôi ra. Trương Dương nói, hỏi y, thang máy ở đâu? Trần Mỹ Lâm chuyển lời lại cho người đó. Người đó nói, toàn bộ đều mất điện rồi, muốn lên thì phải đi thang bộ. Y đột nhiên nhớ ra một chuyện, đúng rồi, vừa rồi quá khách là bước vào thang máy ở tầng 3. Trần Mỹ Lâm nói, dẫn chúng tôi đi. Người đó gật đầu, dẫn hai người họ tới bãi đỗ xe dưới đất, từ tầng thấp nhất lên bãi đỗ xe không lắp thang máy, đường ống dưới đất chẳng chịt phức tạp, nếu không có công nhân đường ống dẫn đường, bọn họ thật sự là không dễ tìm được chỗ. Đi vào cửa bãi đỗ xe, người đó không dám tiếp tục dẫn đường nữa, y run giọng nói, đi lên, quẹo phải là có thể nhìn thấy thang máy, tôi chỉ có thể đưa tới đây thôi. Trương Dương gật đầu, cũng không muốn làm khó y, cùng Trần Mỹ Lâm tiến vào trong bãi đỗ xe. Thấy xung quanh không có ai, Trần Mỹ Lâm lại một lần nữa mở bộ đàm, từ bên trong có thể nhận được một số tin tức bố phòng của cảnh sát. Trong bộ đàm, phía cảnh sát Anh vẫn không thôi thử, họ tiếp tục liên hệ với đội viên đặc chủng. Trần Mỹ Lâm nhìn Trương Dương, cô ta trưng cầu ý kiến của Trương Dương, xem có nên nói chuyện với cảnh sát Anh không. Trương Dương lắc đầu, hắn không có chút lòng tin nào với năng lực của người Anh, lần này hắn muốn dựa vào lực lượng của mình để giải cứu La Tuệ Ninh. Bởi vì sợ hành động của họ sẽ bị bọn bắt cóc phát giác, cho nên bọn họ lưu ý tới camera ở bãi đỗ xe. Tại nơi ở gần thang máy tầng 3, bất kể là như thế nào cũng không thoát khỏi được sự khống chế của camera. Trương Dương rút quân đao ra nhắm chuẩn vào camera mà ném, với võ công của hắn, cho dù là một cây châm cũng có thể ném trúng mục tiêu, huống chi còn là một thanh quân đao lớn như vậy. Chuyện này thì Trương Dương cho rằng là rất bình thường, nhưng trong mắt Trần Mỹ Lâm thì lại vô cùng không tầm thường, quân đao chuẩn xác kích trúng camera, khiến cho camera tan xác, Trương Dương sau đó xông ra, nhặt thanh quân đao trên mặt đất đút lại vào bao. Trần Mỹ Lâm lưu ý xung quanh. Sợ tiếng camera vỡ sẽ dẫn địch nhân tới, nhưng động tĩnh như vậy tựa hồ như không dẫn tới bất kỳ sự chú ý nào. Cô ta theo sát bước chân của Trương Dương đi lên thang máy tầng 3, Trương Dương dùng quân đao cắm vào trong khe hở của thang máy, sau khi tách khe hở ra thì dùng sức của hai tay kéo cửa thang máy. Trong thông đạo vang vọng tiếng kêu cứu, Trương Dương nói với Trần Mỹ Lâm, cô đợi tôi ở đây nhé, nấp cho kỹ vào, tôi lên trên xem thế nào. Trần Mỹ Lâm gật đầu. Trương Dương tiến vào bên trong thông đạo của thang máy, hắn lợi dụng thuật bích hổ du tường bò lên trên. Trương đại quan nhân men theo bức tường thẳng định đi lên trên, nếu như Trần Mỹ Lâm nhìn thấy cảnh này thì nhất định sẽ cho rằng là gặp quỷ rồi. Trong phòng giám sát và điều khiển của tòa nhà phòng bệnh, một nam tử mặc đồng phục công tác của bệnh viện lặng lẽ ngồi đó, dưới chân gã là hai cỗ thi thể, máu chảy đầy đất. Ánh mắt của gã nhìn chằm chằm lên màn hình ở bên phía. Trên màn hình hiển thị tình cảnh lúc này của thông đạo thang máy tầng 3, trong thông đạo lắp máy chụp hồng ngoại, tuy hình ảnh không rõ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy có người đang nhanh chóng tiếp cận thang máy. Gã nhíu chặt mày, cảnh này đúng là bất khả tư nghị, gã nghĩ không thông, con người sao có thể dán sát vào tường mà đi được, hơn nữa tốc độ còn nhanh đến như vậy. Gã xoa xoa cái cằm đầy râu, nói nhỏ, muốn tìm chết à. Thanh toàn cho mày. Trương Dương đã bỏ tới tầng 10, đột nhiên nhìn thấy trên tường lóe lên hồng quang. Trương Dương lập tức ý thức được bất diệu,
Hà Thả hai tay nhanh chóng rơi xuống, đồng thời vào lúc này, một quả lưu đạn được gắn chặt vào thông đạo của thang máy bị dẫn nổ, sau đó là sóng trùng kích và lửa mà vụ nổ dẫn tới, xi măng ở xung quanh bị vỡ ra, vô số khối xi măng từ bên trên rơi xuống, nếu như là người bình thường, căn bản không thể nào né được những khối xi măng rơi xuống như mưa này, kiểu gì cũng bị đập chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 290.